Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 11. Hắc Tử nhìn Tiêu Đông Mai không biết chán, tên này sớm đã thèm nhỏ dãi Tiêu Đông Mai rồi, nếu không cũng sẽ không đi theo Tiêu Đông Mai như con chó nhỏ như thế. Bà chủ, để thằng Hoàng Thiên này cho tôi xử đi, tôi sẽ khiến cho bà chủ hài lòng hết mức, chắc chắn sẽ khiến cho tên Hoàng Thiên này sống không bằng chết, để cho nó hối hận vì đã sinh ra trên cuộc đời này. Hắc Tử không thể kiềm chế sự hưng phấn của bản thân, muốn đón lấy con phi đao trên tay của Tiêu Đông Mai. Bà chủ, chúng tôi cũng muốn tham gia. Con mẹ nó, cái thằng Hoàng Thiên này đã đá anh em của chúng tôi thành thái giám, chúng tôi phải trả thù cho bõ tức. Đúng vậy đấy thưa bà chủ, tôi cũng muốn. Tôi cũng muốn. Ba người đàn ông kia tranh nhau nói, sợ sẽ không có phần của mình. Ha ha, được thôi, mỗi người đều có phần hết. Hắc Tử, cậu đến trước đi. Tiêu Đông Mai cười đắc ý, đưa con dao cho Hắc Tử. Hắc Tử vội vàng muốn thể hiện trước mặt Tiêu Đông Mai, lúc này cầm lấy chiếc phi đao muốn cắt lên trên mặt của Hoàng Thiên. Sức lực của con người khi đang ở trong hiểm cảnh vô cùng kinh người, mắt thấy bản thân sắp bị đám bại trận kia ra tay làm hại bản thân, Hoàng Thiên sớm đã bùng lên lửa giận, đương nhiên là càng không thể khoanh tay chịu chết. Bộp! Hoàng Thiên đột nhiên giấy giụa, cánh tay phải lấy lại được tự do, mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt của Hắc Tử. Ngao an! Hắc Tử bị đấm ngao lên một tiếng thảm thiết, ngẩng mặt lên trời, cả người đổ rạp xuống đất. A, à, không hay rồi, một người đàn ông hô lên một cách kinh hoàng, anh ta đang giữ chặt cánh tay bên trái của Hoàng Thiên, hoảng sợ đến mức thả lỏng lực đạo trên tay của mình ra. Hoàng Thiên mượn cơ hội này giải thoát cho hai bên cánh tay của mình, lập tức tóm lấy nắm tóc của người đàn ông đang giữ chặt chân của anh, hung hăng bẻ ngoặt đầu người đàn ông kia qua một bên. Ngay sau đó, Hoàng Thiên nhanh chóng bật người dậy, lấy lại sức lực vốn có của mình. Đáng chết! Tiêu Đông Mai hoảng sợ, mặt mày tái mét, bà ta nào có ngờ được, chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi, Hoàng Thiên đã có thể thoát ra được đâu cơ. Trước mặt Hoàng Thiên là Tiêu Đông Mai, lúc này, thì mới hận cũ lần lượt kéo đến, Hoàng Thiên đã tức giận đến mức không thể khống chế được bản thân. Tiêu Đông Mai, bà ác độc thật đấy, đêm nay tôi cũng muốn cho bà mở mang tầm mắt một chút, chứng kiến thủ đoạn của Hoàng Thiên tôi đây. Hoàng Thiên to giọng nói, sau đó túm lấy tóc của Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai cũng không phải dạng vừa, vội vàng tránh qua một bên. Hoàng Thiên chỉ bắt được một đoạn tóc dài của bà ta, nhưng lúc này đã bước vào cửa chết, hung ác kéo lấy nằm tóc đó, Hoàng Thiên nhấn đầu của Tiêu Đông Mai xuống đất. A, à, đau chết tôi rồi. Tiêu Đông Mai thảm thiết kêu lên một tiếng, bà ta ở gia đình nhà họ Hoàng ở thủ đô luôn được kính trọng không thôi, ba của Hoàng Thiên vô cùng cưng chiều bà ta. Mấy năm gần đây làm gì có ai dám động vào bà ta dù chỉ là một cọng lông đâu chứ. Nhưng đêm nay lại khác, cậu chủ nhà họ Hoàng tức giận rồi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bốp 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 bốp. Hoàng Thiên hung ác đạp lên mặt Tiêu Đông Mai, tất cả những lửa giận trong lòng lúc này đều phát ra hết. Lần này đá Tiêu Đông Mai một trận thảm khốc, khiến cho mặt mũi của bà ta tím xanh từng mảng, cái mũi cũng bị lệch qua một bên, sau này mà không làm phẫu thuật chỉnh sửa lại thì không còn cách nào gặp người khác nữa. Hắc Tử, mau đến cứu tôi. Tiêu Đông Mai tuyệt vọng hô cứu, trong miệng văng ra ba chiếc răng to, đúng là đã bị Hoàng Thiên đạp dụng. Hắc Tử nhìn cảnh tượng trước mắt mà trở nên ngây ngốc cả rồi, lúc này mới phản ứng lại được, anh ta xông qua đạp một cú lên lưng của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sớm đã có sự phòng bị, tránh người qua một bên, né khỏi cú đạp đó của anh ta. Tiêu Đông Mai kêu lên thảm thiết, Hoàng Thiên tránh được rồi, bà ta trực tiếp nhận lấy một cú đạp như thế. Bị người ta hung hăng đạp trúng vùng bụng. A, à, xin lỗi bà chủ, tôi không cố ý. Hắc Tử vội vàng giải thích, sau đó hung dữ quát Hoàng Thiên, Hoàng Thiên. Mày mau buông bà chủ ra, nếu không tao sẽ lấy mạng mày. Bằng. Hắc Tử chưa kịp nói dứt câu thì đã nghe một tiếng súng lớn vang lên, chân của Hắc Tử đã bị bắn trúng, ngã xuống đất rầm một tiếng. Một giọng nói đầy giận dữ truyền đến từ bên ngoài rừng cây, mày muốn lấy mạng của cậu Thiên ư? Có gan thì nói lại một lần nữa tao nghe xem nào. Một tiếng nói hồn hậu vang lên, hơn nữa còn lộ ra sát khí nồng đậm, khiến người nghe cũng tê dại hết cả da đầu. Người khác không biết đó là giọng nói của ai nhưng Hoàng Thiên lại có thể nhận ra, thật sự là Vũ Thanh đã đến kịp rồi. Cuối cùng cũng có thể kiên trì đợi được đến khi Vũ Thanh đuổi đến, Hoàng Thiên thở hắt ra một hơi, anh lấy ít địch nhiều, cũng thật sự vật vã vô cùng. Chân của Hắc Tử đã bị trúng đạn. Võ công có cao hơn nữa cũng không thể dùng được, nằm vật vờ ở trên đất như một con chó chết, lấy tay che lấy miệng vết thương trên chân, đau đớn hừ hừ lên mấy tiếng.
Còn ba người đàn ông sót lại vẫn đang đứng ngây ngốc ở đó, bởi vì bọn họ đều là người trong nghề, cho nên lúc nấy khi nghe tiếng súng vang lên đã nhận ra được tiếng súng kia là tiếng súng trường, uy lực vô cùng lớn. Tên đàn ông bị Hoàng Thiên phế đi bản lĩnh đàn ông kia cũng đã tỉnh lại, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, nằm ở trên mặt đất, sợ hãi nhìn về phía của Vũ Thanh. Chớp mắt, Vũ Thanh đã dẫn theo mười mấy đàn em tham chiến xông đến trước mặt Hoàng Thiên. Tức thì, sắc mặt của Vũ Thanh trở nên lo âu, cẩn thận nhìn Hoàng Thiên, phát hiện Hoàng Thiên không có gì đáng ngại thì tâm trạng lo lắng của Vũ Thanh mới thả lỏng bớt. Cậu chủ, lúc nãy chúng tôi đi theo cậu đến rừng cây thì lại đi sai hướng, nên đến trễ hơn một chút. Vũ Thanh có chút ngượng ngùng nhìn Hoàng Thiên nói. Anh đến muộn một lúc cũng không sao cả, tôi suýt chút nữa là toi đời rồi. Hoàng Thiên cười khổ một chút, nhưng tay của anh vẫn nắm lấy tóc của Tiêu Đông Mai không buông. Tường Vi không biết Vũ Thanh, lúc cô ta vào nhà họ Hoàng ở thủ đô, Vũ Thanh sớm đã rời khỏi đó rồi, cho nên cô ta cũng chỉ mới nghe qua tên của Vũ Thanh mà thôi. Nhưng Tiêu Đông Mai lại nhận ra Vũ Thanh, không chỉ là nhận ra, Tiêu Đông Mai còn rất hiểu Vũ Thanh, hơn nữa có thể nói là có thâm thù đại hận với người này. Năm có nếu như Vũ Thanh không sống chết bảo vệ Hoàng Thiên, sợ là Tiêu Đông Mai sớm đã có thể hại chết Hoàng Thiên từ thuở còn non rồi, cho nên Tiêu Đông Mai đã sớm hận chết Vũ Thanh này rồi. Tuy là hận, nhưng Tiêu Đông Mai cũng biết thực lực của Vũ Thanh đáng sợ đến bao nhiêu, lúc ở nhà họ Hoàng tại thủ đô, Vũ Thanh chính là bảo vệ số một của nhà họ Hoàng, không người nào có thể địch lại được. C mười mấy năm không gặp, lúc này Vũ Thanh lại đem theo nhiều người có vũ trang đến như thế, đây là điều mà Tiêu Đông Mai có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được. Chết tiệt, tại sao Vũ Thanh bây giờ lại có thể bành trướng sức mạnh được đến cỡ này? Có anh ta chống lưng cho Hoàng Thiên, không phải là sẽ càng rắc rối hơn rồi sao? Tiêu Đông Mai thầm kêu khổ trong lòng, bị Hoàng Thiên nắm tóc nhấn xuống đất, Tiêu Đông Mai đã cảm thấy thể diện của bản thân đã bị mất hết, hình tượng cao quý không thể xâm phạm của bà ta đã hoàn toàn sụp đổi. Hoàng Thiên, cậu buông tôi ra. Lời của cậu còn là lời của con người sao? Tôi là mẹ kế của cậu. Tiêu Đông Mai rít cổ họng, lớn giọng chỉ trích Hoàng Thiên. Ha ha, bà còn muốn nhận người quen sao? Bà luôn muốn giết chết tôi, Hoàng Thiên tôi chưa chết thì không phải bà sẽ sống không thoải mái sao? Bà cảm thấy lời của bà còn giống như lời của con người sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, bà A cũng biết bản thân đã đối lý, những việc mà bà ta đã làm cũng chẳng phải là đứng đắn gì. Đừng nhắc đến những ân oán trước đây của chúng ta nữa, Hoàng Thiên, có nói thế nào thì tôi cũng là người phụ nữ của ba cậu, cậu không thể đối xử với tôi như thế. Tiêu Đông Mai cũng không thèm quan tâm đến thân phận và thể diện của mình nữa, cố gắng thương lượng với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nghe lọt tai những lời mà bà ta vừa nói, Hoàng Thiên đã hiểu quá rõ con người của Tiêu Đông Mai rồi, biết người đàn bà này có bao nhiêu cách trả thù khác thường. Thấy Hoàng Thiên không lộ ra chút biểu cảm gì thì Tiêu Đông Mai lại càng cảm thấy phiền não, đồng thời cũng sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn qua Vũ Thanh, Tiêu Đông Mai to giọng nói, là Vũ Thanh đúng không? Mau giúp tôi khuyên nhủ cậu chủ lớn của cậu đi, cậu ta làm ra chuyện ngốc nghếch như thế này thì ông chủ chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta đâu. Vũ Thanh thấy Tiêu Đông Mai lại có thể nói ra những lời như thế trong tình cảnh như thế này thì liền cảm thấy cạn lời vô cùng. Thủ đoạn độc ác của người phụ nữ này, Vũ Thanh đã vô cùng rõ ràng. Bà chủ, tôi cảm thấy những việc mà cậu chủ đang làm đều là những việc đúng đắn, cậu ấy sẽ không làm ra những chuyện ngốc nghếch đâu. Vũ Thanh lạnh lùng nói với Tiêu Đông Mai. Lời này của cậu là có ý gì? Ý của cậu là việc Hoàng Thiên đánh tôi là chuyện đúng đắn nên làm sao? Tiêu Đông Mai giận dữ, chất vấn Vũ Thanh. Ha ha, không sai, cậu chủ đánh bà là còn nhẹ đấy, nếu không phải nể tình bà là người phụ nữ của ông chủ, bà tưởng rằng cậu sẽ dễ dàng đối phó với bà như thế thôi ư. Vũ Thanh cười lạnh nói. Tiêu Đông Mai tuyệt vọng hoàn toàn, đến Vũ Thanh còn tỏ ra loại thái độ này, xem ra tối nay thật sự là bà ta không còn đường nào khác nữa rồi. Một điều quan trọng nhất nữa là, thủ đoạn của Hoàng Thiên quá độc ác. Một hồi nãy giờ đã đập cái mặt xinh đẹp của bà ta thành ra như thế này, nếu còn tiếp tục thêm một lát nữa, thì bà ta sẽ bị Hoàng Thiên đánh chết mất. Phải biết Hoàng Thiên sau khi ở ngoại ô phía tây Hà Nội, Tiêu Đông Mai liền lén lút lên kế hoạch muốn loại bỏ Hoàng Thiên, nhưng bà ta lại không thể ngờ đến được là, kết quả sẽ thành ra như thế này. Nhưng Tiêu Đông Mai cũng là người thông minh, lúc này, con người đảo một vòng, bà ta đã nảy ra một chủ ý, liều chết thoát khỏi nói này. Hơn nữa Hoàng Thiên và Vũ Thanh chắc chắn sẽ không giết bà ta, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hoàng Thiên không thể nào gánh nổi tội danh giết mẹ kế ở trên lưng,
có như thế nào cũng không thể lấy mạng bà ta được. Có được điều chắc chắn như thế rồi, Tiêu Đông Mai cắn chặt răng, đột nhiên mạnh mẽ dùng lực thoát khỏi bàn tay to lớn của Hoàng Thiên. Suýt xoa một tiếng, cái nắm tóc của Tiêu Đông Mai đã nứt hoàn toàn, da đầu đều xuất hiện vết máu, đau đến nỗi bà ta phải ngao ngao liên hồi. Nhưng nhờ có động tác này của bà ta đã khiến bà ta thành công thoát ra khỏi bàn tay của Hoàng Thiên. Euron mẹ nói. Hoàng Thiên không ngờ được rằng, Tiêu Đông Mai sẽ làm như thế, đau biết bao nhiêu chứ cảm thấy tay mình đã trống không. Hoàng Thiên mới vừa phản ứng lại được, Tiêu Đông Mai đã liều mạng chạy về phía rừng cây rậm rạp. Mấy tên đàn em của Vũ Thanh theo bản năng lên nòng muốn nổ súng, nhưng đã bị Vũ Thanh ngăn lại. Đến cùng thì Tiêu Đông Mai cũng là bà chủ của nhà họ Hoàng, Vũ Thanh vẫn còn biết nặng nhẹ. Cậu chủ, có cần đuổi theo không ạ? Vũ Thanh trưng cầu ý kiến của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn một hồi, Tiêu Đông Mai chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, nháy mắt đã không nhìn thấy bóng dáng của bà ta đâu nữa. Bà ta chạy loạn trong rừng rậm như thế, sao có thể đuổi theo kịp chứ? Mới đầu không lên đạn bắn Tiêu Đông Mai là đã không kịp nữa rồi. Đuổi không kịp nữa đâu. Hoàng Thiên vẫy vẫy tay về phía Vũ Thanh, tỏ ý anh ta không cần phải đuổi theo nữa. Vũ Thanh gật gật đầu, sau đó dẫn theo đàn em vây quanh đám người Hoắc Tử, cảnh giác không cho những tên này trốn thoát. Lúc nãy Hoàng Thiên và Vũ Thanh cũng đã quá sơ ý. Không ngờ là tốc độ chạy trốn của Tiêu Đông Mai lại nhanh đến như thế, bây giờ đối với 5 người đám Hắc Tử, thì không để bọn họ chạy thoát nữa. Chân của Hắc Tử đã trúng đạn, có muốn chạy cũng không thể chạy thoát được. Còn 4 tên còn sót lại cũng chẳng dám chạy đi, bọn họ chỉ cần có một suy nghĩ muốn trốn thôi là lập tức sẽ trở thành bia nhắm cho súng trường ngay. Cậu chủ, chúng ta phải xử lý 5 tên khốn này như thế nào đây? Vũ Thanh hỏi ý kiến của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn 5 người Hắc Tử, trong lòng dấy lên lửa giận. Nghĩ đến những người này lúc nãy vừa mới bày ra tư thế uy hiếp đe dọa anh, lửa giận của Hoàng Thiên lại càng bùng nổ. Cậu chủ, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi cũng chỉ là nghe lệnh từ bà chủ mà thôi, không có thủ oán gì với cậu chủ hết. Hắc Tử chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, cầu xin Hoàng Thiên. Đúng thế cậu chủ ơi, chúng tôi đều là vì miếng cơm manh áo. 4 người đàn ông kia đều tỏ ra vẻ đáng thương. Cầu xin sự tha thứ của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong thì cười lạnh lùng một tiếng, nói, ha ha, các người vừa nãy không phải hùng vào giết gà dọa khỉ hay lắm mà, muốn cắt từng nhát dao lên người Hoàng Thiên tôi nữa cơ đấy. Tối, Hắc Tử á khẩu, đương nhiên là anh ta vẫn còn nhớ rõ, lúc nãy anh ta là người to miệng nhất, nhất định phải cứa dao lên người của Hoàng Thiên. 4 tên khác đều như kẻ câm không nói lời nào, bị dọa đến nỗi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa hết cả. Bọn họ cũng biết Hoàng Thiên sẽ không bỏ qua cho mình. Các người cứ lên đường bình an nhé. Hoàng Thiên vẫy tay, tỏ ý với Vũ Thanh bây giờ đã có thể nổ súng được rồi. Đừng như thế mà cậu chủ, Hắc Tử tôi cam lòng làm trâu làm ngựa cho cậu, làm gì cũng được, chỉ cần cậu có thể tha mạng cho tôi. Hắc Tử bị dọa cho khóc. Mấy tên kia cũng bắt đầu kêu khóc thảm thiết, ai cũng có nỗi lòng tham sống sợ chết. Hoàng Thiên thấy Hắc Tử nói như thế, anh cũng không kiềm được mà cười lạnh một tiếng. Ha ha, mày nói thật không? Tao bảo làm gì thì mày cũng làm. Thật mà cậu chủ ơi, là thật. Vậy được rồi, để bọn mày đến châu Phi lao lực suốt phần đời còn lại, đồng ý không? Trong lòng 5 tên kia không ngừng kêu khổ, đi châu Phi làm việc còn thảm hơn ngồi tù gấp 100 lần. Nhưng vẫn còn đỡ hơn là mất mạng, những tên này suy nghĩ một lúc rồi tất cả đều gật đầu đồng ý. Một lát nữa đưa bọn chúng đi chữa trị vết thương sau đó tống qua bên châu Phi đi, Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Đã rõ thưa cậu chủ. Vũ Thanh vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng còn vô cùng vui vẻ, lần này hầm mỏ bên đó của anh bạn kia trở nên náo nhiệt rồi nha, trước giờ đội ngũ nhân công của cha con Trịnh Hiếu Phong bên kia vẫn luôn không ngừng muốn phát triển thêm. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, Hoàng Thiên đi đến trước mặt Tường Vi. Tường Vi nhìn thấy tất cả mọi việc vừa mới diễn ra. Trong lòng thật sự cảm khái rất nhiều. Cô ta cũng cảm thấy bản thân lúc nãy đứng về phía Hoàng Thiên là một sự lựa chọn đúng đắn. Cậu chủ, tôi sắp không xong rồi, cậu cố gắng bảo trọng nhé. Tường Vi đau khổ nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tường Vi, không thể nói rõ tư vị trong lòng mình lúc này. Nếu như không phải vì giúp cho anh, Tường Vi đã không bị Tiêu Đông Mai hại thành ra như thế này, cô bị trúng độc rồi sao? Hoàng Thiên lo lắng hỏi. Tường Vi nhẹ nhàng gật đầu. Cô đừng sợ, tôi đưa cô về ngoại ô phía tây Hà Nội, chúng ta sẽ đến bệnh viện.
Hoàng Thiên an ủi Tường Vi, sau đó đỡ cô đứng lên. Tường Vi miễn cưỡng đứng dậy, cơ thể đã vô cùng suy yếu. Cậu chủ nghe lời tôi, không có cách gì nữa đâu, tôi biết rõ kịch độc trên con dao mà bà chủ phóng đến, bệnh viện cũng không thể chữa khỏi loại độc này. Tường Vi lắc lắc đầu, tuyệt vọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong lời này, trái tim khẽ run rẩy. Lời của Tường Vi rõ ràng là đã khẳng định, lẽ nào thật sự là như thế sao? Nếu như là thật, vậy thì không phải là Tường Vi đang dương mắt chờ chết hay sao? Tuy thời gian tiếp xúc với Tường Vi không quá nhiều, nhưng Hoàng Thiên là người trọng tình nghĩa, lúc này Tường Vi đã liều mạng giúp anh, mới thành ra tình cảnh như lúc này, Hoàng Thiên đương nhiên không thể lạnh lùng không quan tâm đến sống chết của Tường Vi được. Cô yên tâm đi, chỉ cần còn một cơ hội sống sót duy nhất, tôi chắc chắn sẽ không để chị phải ra đi đâu. Hoàng Thiên nhìn Tường Vi đang nằm trong lòng mình, kiên định nói. Tường Vi cười biết ơn Hoàng Thiên, lại không nói thêm điều gì. Hoàng Thiên biết đến cả bệnh viện cũng không thể giải được loại độc mà Tường Vi đã trúng, trong lòng anh vô cùng sốt ruột, làm sao có thể chậm trễ ở đây thêm nữa. Phú Thanh, ở đây giao hết cho anh, tôi đưa Tường Vi đi trước. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vâng thưa cậu chủ, tôi phái hai người nữa đi bảo vệ cho cậu. Vũ Thanh nói xong liền chỉ định hai trợ thủ đắc lực của mình đi theo bảo vệ cho Hoàng Thiên. Lần này Hoàng Thiên không từ chối, anh cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có hai người đi theo bảo vệ cũng tốt, tránh cho gặp quá nhiều phiền phức. Sau khi đỡ Tường Vi đi ra khỏi rừng cây, Hoàng Thiên đỡ cô lên xe, sau đó lái xe rời khỏi nơi này. Hai người đàn em kia lái một chiếc xe riêng, đi phía sau xe của Hoàng Thiên. Tường Vi, cô có biết chỗ nào có thể chữa khỏi độc tố trong cơ thể của chị không? Hoàng Thiên vừa lái xe, vừa hỏi Tường Vi đang ngồi ở ghế sau. Tường Vi yếu ớt cười khổ một tiếng, nói với Hoàng Thiên, trên đời này chỉ có một người có thể giải được loại độc này, chất độc mà bà chủ tẩm lên phi đao chính là mua từ người đó. Người kia tên là gì? Hoàng Thiên nghe xong thì mắt liền sáng lên, lập tức hỏi Tường Vi. Người kia tên là Đào Văn Lâm, định cư trong thôn Sơn, ông ta được mệnh danh là vua của những loại thuốc, đúng thật là vô cùng thông thuộc những loại cây thuốc. Tường Vi giới thiệu cho Hoàng Thiên. Đây không phải là rất tốt sao, vậy thuốc độc chính là do ông ta điều chế ra, chắc chắn ông ta sẽ có cách giải nó cho cô. Trong lòng Hoàng Thiên như đã thở phào nhẹ nhõm, nói với Tường Vi. Nhưng mà người kia lại ham tài háo sắc, ôi sợ ông ta sẽ nhân cơ hội mà chặt chém chúng ta. Tường Vi rất lo lắng nói với Hoàng Thiên. Chẳng qua là một chút tiền thôi, ông ta muốn bao nhiêu thì cứ đưa bấy nhiêu là được. Hoàng Thiên vô cùng điềm tĩnh nói. Tường Vi hạn hán cả lời, cô thiếu chút đã quên, cậu Hoàng Thiên có thể thiếu chút tiền này sao chứ? Sợ là cậu chủ cái gì cũng thiếu chỉ duy nhất không thiếu tiền. May là thôn Sơn mà lão vua của những loại thuốc Đào Văn Lâm kia đang ở cách chỗ này không tính là xa, chỉ hơn 200 km mà thôi. Hoàng Thiên lái xe đi theo sự chỉ dẫn của Tường Vi, lái xe xuyên đêm đến thôn Sơn đó, lúc đến được nơi đã là nửa đêm rồi. Đây là một nói vô cùng hoang sơ và hẻo lánh, nếu như không phải là Tường Vi đã bị trúng độc, thì sợ là cả đời này Hoàng Thiên cũng sẽ không đi đến chỗ này. Dừng xe một con đường đất đầu thôn, Hoàng Thiên đưa mắt nhìn một lượt, vị trí của thôn Sơn này vừa hay dựa lưng vào một tòa núi lớn, trước mặt còn có sông, sau lưng là núi, trước mặt là nước. Là một nơi đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc. Hai người đội viên đặc chiến kia cũng đi theo phía sau Hoàng Thiên, lúc này bọn họ đã dừng xe, canh giữ sát sao ngay bên cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy như thế có chút hơi khoa trương, ở đây thì có nguy hiểm quái gì được cơ chứ, thật sự thì làm như thế chẳng cần thiết. Hai người về xe nghỉ ngơi đi. Hoàng Thiên nói với hai người kia. Cậu chủ, anh Thanh đã dặn dò, nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho cậu. Một người khó xử mở miệng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong liền cười, nói với anh ta, ở đây cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đâu. Vậy được thôi cậu chủ. Hai người gật đầu đồng ý, trở về trong xe. Hoàng Thiên đỡ Tường Vi, đi về một ngôi nhà nông thôn còn đang sáng đèn. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, cuộc sống về đêm của người trong thôn Sơn không quá phong phú, đa số mọi người đều đã say giấc từ lâu. Nhưng căn nhà kia lại vẫn còn rất náo nhiệt. Trong phòng đặt hai bàn mạt trược, những người nam nữ trên bàn vô cùng sôi nổi ra quân, bên cạnh cũng có không ít người đang vây lại xem náo nhiệt. Tường Vi cũng chỉ biết Đào Văn Lâm ở trong thôn Sơn, cô cũng chưa từng tới đây, không biết ngôi nhà nào mới là nhà của ông ta.
Cho nên Hoàng Thiên cũng chỉ đành đi nghe ngóng một chút, anh đỡ Tường Vi, đi vào ngôi nhà còn đang sáng đèn này. Trong thôn sơn nho nhỏ này, tất cả mọi người trong thôn đều là người quen, nửa đêm đột nhiên xuất hiện thêm hai người lạ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của không ít người. Những thôn dân này đều nhìn chằm chằm Hoàng Thiên và Tường Vi, lúc nhìn thấy Tường Vi, rất nhiều tên đàn ông không khép được mồm lại, nước miếng chảy dài xuống đất. Bởi vì Tường Vi thật sự vô cùng xinh đẹp, ăn mặc trang điểm cũng rất động lòng người, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Lúc đám người này nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tường Vi, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, biết Hoàng Thiên và Tường Vi đến đây để tìm thầy chạy chữa. Bởi vì có Đào Văn Lâm trong thôn sơn này, nên có rất nhiều người ở bên ngoài đến thôn sơn để xin thuốc, những thôn dân này cũng đã vô cùng quen thuộc với cảnh tượng đó rồi. Nhóc con, vợ cậu là bị trúng độc rồi đó sao? Một người đàn ông tầm 50 tuổi đánh giá Hoàng Thiên và Tường Vi, sau đó chủ động mở miệng hỏi Hoàng Thiên. Khiến cho Hoàng Thiên có chút ngượng ngùng, anh biết người ta đã có chút hiểu lầm, thấy anh ôm lấy eo của Tường Vi cho nên mới nghĩ rằng Tường Vi là vợ của anh. Sắc mặt của Tường Vi lại càng đỏ rực hơn, trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Nhưng Hoàng Thiên cũng không giải thích những điều này, nói với người đàn ông 50 tuổi kia, đúng thế, xin hỏi vua của các loại thuốc ông Đào Văn Lâm có ở đây không? Ha ha, cậu đi theo tôi dẫn cậu đến nhà của ông ấy. Người đàn ông cười ha ha một tiếng, vô cùng nhiệt tình dẫn Hoàng Thiên đến nhà của Đào Văn Lâm. Hoàng Thiên cũng không ngờ là mọi chuyện sẽ thuận lợi như thế, trong lòng nghĩ xem ra người dân trong thôn này vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Người đàn ông đi phía trước dẫn đường cho Hoàng Thiên và Tường Vi, thôn sơn này không lớn, cũng chỉ có mấy chục hộ gia đình, bọn họ đến trước cửa của một ngôi nhà. Nhóc con, nhà này chính là nhà của Đào Văn Lâm. Người đàn ông nói xong liền gõ vào chiếc cửa to màu đen. Một phút sau, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi tầm cỡ hơn 20 bước ra ngoài. Chú Hạ, muộn thế này rồi còn có chuyện gì không? Người đàn ông trẻ tuổi hỏi. Đào Quốc Phú à, hai vị này đến xin thuốc, cha cậu đã ngủ chưa? Người đàn ông trung niên hỏi Đào Quốc Phú. Đào Quốc Phú là con trai của Đào Văn Lâm, sau khi anh ta đánh giá qua hai người Hoàng Thiên một lượt, cũng không để tâm gì nhiều, dù sao thì Hoàng Thiên cũng là người đến xin thuốc, cũng là người bình thường, anh ta đã gặp rất nhiều người như thế rồi. Nhưng lúc ánh mắt của Đào Quốc Phú rơi lên người của Tường Vi, nhất thời không thể bình tĩnh được nữa. Trong lòng nghĩ, nửa đêm ông trời lại giáng xuống một tiên nữ xinh đẹp như thế này, cô gái này sao có thể xinh đẹp được như thế cơ chứ? Con tim của Đào Quốc Phú ngứa ngáy, đồng thời cũng vô cùng hưng phấn. Cha tôi vẫn còn chưa ngủ, nếu bọn họ đã tới xin thuốc, vậy thì vào nhà trước đi. Đào Quốc Phú nói xong, chuẩn bị mời người đàn ông trung niên tên là Hạ kia vào nhà. Người đàn ông tên Hạ kia phất tay, không đi vào trong mà xoay người rời khỏi. Cô gái này, cô trúng độc sao? Ánh mắt của Đào Quốc Phú nhìn qua, vừa mời Tường Vi vào bên trong, vừa nhìn chằm chằm hỏi Tường Vi. Tường Vi cảm giác được ánh mắt càn rỡ của Đào Quốc Phú, cô có chút không được thoải mái lắm. Nhưng mà sau khi trúng độc cơ thể đã rất khó trị rồi, Tường Vi cũng không để ý quá nhiều về điều đó. Hoàng Thiên lại nhận thấy rất rõ ràng, người tên Đào Quốc Phú này nhìn thấy gái đẹp là dại ra rồi. Nhưng mà thanh niên ấy mà, Hoàng Thiên cũng có thể hiểu được, nên cũng không quá phản cảm với Đào Quốc Phú. Rất nhanh, Đào Quốc Phú đã dẫn Hoàng Thiên và Tường Vi đi vào bên trong. Cha, có bệnh nhân đến muốn xin thuốc. Đào Quốc Phú đi vào bên trong hô lên một tiếng. Bảo bọn họ ngày mai lại đến đi, cha sắp ngủ rồi. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên truyền ra từ bên trong. Không được đâu cha ơi, con thấy sắc mặt cô gái bị trúng độc này rất kém, dự là không đợi được đến ngày mai đâu. Đào Quốc Phú cũng rất cố gắng, mở cửa phòng ra, nói với Đào Văn Lâm ở bên trong. Tiền thuốc giải là 700 triệu, bảo bọn họ ngày mai phải trả liền. Giọng nói của Đào Văn Lâm lại truyền đến một lần nữa. Hoàng Thiên nghe xong thì sửng sốt, bất giác lắc đầu, xem ra Tường Vi nói không sai rồi, vị vua của những loại thuốc này thật sự là rất tham tiền, còn chưa động tay giải độc mà đã muốn đòi tiền trước rồi. Nhưng mà tiền đối với Hoàng Thiên chẳng qua cũng chỉ là một con số mà thôi, Hoàng Thiên không hề để ý. Đến đây quá vội nên không mang theo tiền mặt, ngày mai anh theo tôi đến ngân hàng nhận tiền đi. Hoàng Thiên nói với Đào Quốc Phú. Không mang theo tiền. Đào Quốc Phú nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thấy tên này không vui, Hoàng Thiên bèn vội nói, anh cứ yên tâm, tiền tôi sẽ không thiếu các anh dù chỉ một xu,
ngày mai ngân hàng vừa mở cửa, tôi sẽ lập tức rút tiền giao cho các anh ngay. Ha ha, có thể là anh còn chưa biết quy tắc của gia đình chúng tôi rồi, trước giờ vẫn luôn là trả tiền trước chữa bệnh sau, không thể bởi vì một mình anh mà phá vỡ đi quy tắc vốn có được. Đào Quốc Phú cười ha ha, nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt trêu tức. Hoàng Thiên vô cùng chán ghét mồm miệng của cái tên này, nhưng mà trong lòng anh biết rất rõ, tên Đào Quốc Phú này làm như thế là cố ý muốn gây khó dễ cho anh. Cũng khó trách, tên này vừa mới nhìn thấy Tường Vi đã bị cô câu mất hồn phách, mà Hoàng Thiên lại vẫn luôn thân mật đỡ ấy eo của Tường Vi, chắc chắn Đào Quốc Phú sớm đã ghen ghét đến chết rồi. Vậy anh nói xem tôi phải làm như thế nào đây? Đã muộn như thế này, ngân hàng sớm đã đóng cửa rồi. Sắc mặt Hoàng Thiên đã trầm xuống, hỏi Đào Quốc Phú. Ha, vậy tôi cũng không biết phải làm sao. Hay là như thế này đi, cô gái này trước tiên cứ ở lại đây, anh quay về rút tiền đi, rút tiền xong thì quay lại đây. Đào Quốc Phú híp mắt nhìn Tường Vi không chán, sau đó lại nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lại không dám vứt Tường Vi một mình lại chỗ này, bây giờ Tường Vi đã yến như thế này, hơn nữa nhìn vào thì thấy trong nhà của tên Đào Quốc Phú này không có lấy một người phụ nữ nào cả, chỉ có hai người đàn ông là Đào Quốc Phú và cha của anh ta, Tường Vi xinh đẹp như thế, ở lại đây rất khó có thể không xảy ra chuyện gì. Thế này đi, ngày mai trả tiền, tôi trả anh 1 tỷ. Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói cho Đào Quốc Phú. Một hồi đã tăng lên 300 triệu, đổi lại thành người khác thì sớm đã vui mừng đến độ nhảy cẳng lên rồi, nhưng Đào Quốc Phú lại không như những người bình thường. Euro ó thể nói, nhà của anh ta có rất nhiều tiền, Đào Văn Lâm thu phí trị liệu rất đắt, đều là nhân lúc người ta gặp nguy mà thét giá cắt cổ, mấy năm nay giàu lên không ít. Đào Quốc Phú bây giờ chỉ muốn đuổi Hoàng Thiên đi lên, thậm chí, có trả thêm 300 triệu. Anh ta cũng không mấy vui vẻ gì. Ha ha, chỉ có 300 triệu mà muốn nhà tôi phải sửa đổi quy tắc ư. Đừng dề dà nữa, nếu muốn cô gái này có thể sống sót, thì anh hãy mau đi cầm tiền đến đây. Đào Quốc Phú cười ha hả một trận, phất tay về phía Hoàng Thiên, khuôn mặt vô cùng ngạo mạn. Trong lòng Hoàng Thiên cũng có chút tức giận, nhưng mà vì muốn cứu Tường Vi, anh vẫn có thể nhẫn nhịn xuống được cơn tức này. Lúc vẫn còn đang đôi co với nhau, Đào Văn Lâm đã mặc đồ xong hết, bước ra từ bên trong phòng ngủ. Hoàng Thiên đánh giá người này một chút, tuổi tác ông ta cỡ độ 50, cả người mặc một bộ áo lam. Người kia gầy nhòm ốm yếu, sống trong nơi rừng rú hoang vu này nên nhìn có vẻ thêm phần bùn xỉn. Ai trúng độc? Đôi mắt của Đào Văn Lâm mở nhưng lại như không mở, tùy ý ngáp một cái rồi hỏi một cái, không thèm nhìn Tường Vi và Hoàng Thiên lấy một cái. Hoàng Thiên cũng không thèm để trong lòng. Dù sao thì tính cách của vị cao nhân nào cũng ngạo mạn như thế, cũng không sao cả. Là tôi. Tường Vi đã rất yếu ớt, đứng ở một bên trả lời một tiếng. Đào Văn Lâm nhìn Tường Vi, lúc nhìn thấy sắc mặt của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm Tường Vi của Đào Văn Lâm lóe lên một tia sáng. Bởi vì ông ta vừa nhìn đã có thể nhận ra được, loại độc mà Tường Vi đang trúng, trùng hợp lại là loại độc do ông ta chính tay điều chết. Hơn nữa loại độc này Đào Văn Lâm chỉ bán cho bà chủ Tiêu Đông Mai của nhà họ Hoàng ở thủ đô với giá rất cao, điểm này, Đào Văn Lâm vẫn còn nhớ rất kỹ. Trong lòng Đào Văn Lâm đã có tính toán, cô gái xinh đẹp đến xin thuốc này, đã gây thù với Tiêu Đông Mai, nếu không thì Tiêu Đông Mai cũng không dùng thuốc độc để làm cô ấy bị thương như thế, tại sao cô lại bị trúng loại độc này? Đào Văn Lâm cố ý giả vờ bình tĩnh, hỏi Tường Vi. Tường Vi biết mình không thể giấu được, độc của Tiêu Đông Mai là do Đào Văn Lâm làm ra, chắc rằng Đào Văn Lâm cũng biết người đã ra tay với cô là Tiêu Đông Mèo bị người ta ném phi đao trúng người, trên phi đao có kịch độc. Tường Vi cũng không nói quá rõ ràng, chỉ thuận mồm trả lời một câu. B. Trên mặt của Đào Văn Lâm không có chút biểu tình gì, gật gật đầu, ánh mắt của ông ta đặt lên đôi chân dài của Tường Vi. Hoàng Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Đào Văn Lâm, lập tức phát hiện. Ánh mắt dơ bẩn và hèn hạ của ông ta, Hoàng Thiên thật sự là không còn lời gì để nói. Trách không được, lúc gần đến đây, Tường Vi lại nói, Đào Văn Lâm là một tên tham tài tham sắc, quả nhiên là không sai chút nào. Đào Văn Lâm suy nghĩ một hồi, nói với Hoàng Thiên, cậu nhóc này, độc mà người phụ nữ của cậu chúng phải rất nặng, sợ là 700 triệu không được đâu. Hoàng Thiên không có chút hảo cảm nào đối với hai cha con Đào Văn Lâm, Đào Quốc Phú này, nhưng vì muốn cứu sống Tường Vi. Hoàng Thiên cũng đành phải gồng mình thương lượng với hai cha con này. Có thể, vậy ông nói ra một con số đi. Hoàng Thiên không chút do dự nào nói. Đào Văn Lâm cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, trước giờ,
người đến xin thuốc đều bởi vì tiền xin thuốc mà cảm thấy gian nan, có rất nhiều người còn trả giá với ông ta. Nhưng người trước mắt này, hình như là rất giàu có. Ha ha, vậy thì gấp 10 lần số tiền cũ, 7 tỷ. Đào Văn Lâm đúng thật là có công phu sư tử gầm, hét giá gắt ra lửa, mở miệng đòi Hoàng Thiên 7 tỷ. Vốn dĩ chỉ muốn dọa sợ Hoàng Thiên thôi, Mục Chấn Hoa cười bị ổi chờ Hoàng Thiên trả lời. Nhưng ông ta lại không ngờ, biểu cảm của Hoàng Thiên vẫn không thay đổi. 7 tỷ thì 7 tỷ, ông mau giải độc cho cô ấy đi. Hoàng Thiên nói với Đào Văn Lâm. Ha ha, thật tốt, hai người đợi tôi một lát. Đào Văn Lâm nói xong thì xoay người đi vào phòng trong. Hoàng Thiên tưởng rằng Đào Văn Lâm đi vào phòng để lấy thuốc giải, cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng Đào Văn Lâm vừa bước vào phòng, cầm điện thoại trên tay, gọi điện thoại cho Tiêu Đông Mai, báo cáo tình hình bên này cho Tiêu Đông Hoa. Hai người uống chút nước trước đi, thấm giọng một chút. Đào Văn Lâm đưa nước đến trước mặt Tường Vi và Hoàng Thiên, khách sáo hơn lúc nãy rất nhiều. Hả? Hoàng Thiên quét mắt nhìn Đào Văn Lâm, trong lòng dâng lên phòng bị. Ông già này lúc nãy vừa bày ra bộ dạng kiêu căng đáng ghét, tại sao sau khi đi ra khỏi phòng lại thay đổi thái độ khách sáo nhiệt tình như thế rồi? Hơn nữa, nếu như chỉ lấy thuốc giải hoặc là lấy nước thôi cũng không cần dùng đến mấy phút như thế, trong lòng Hoàng Thiên càng nghĩ càng trở nên nghi ngờ, anh cảm thấy ông già Đào Văn Lâm này có vấn đề ở chỗ nào đó. Lúc trước anh đã từng nghe Tường Vi nói, độc trên phi đao của Tiêu Đông Mai là do Đào Văn Lâm đưa cho, lão già này vì tiền mà có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như thế. Loại thuốc độc có thể lấy mạng người như thế, ông ta còn điều chế ra được. C hơn nữa Tiêu Đông Mai cầm tiền mua thuốc độc ở chỗ Đào Văn Lâm, vậy bọn họ có thể nào là cùng chung một ruột với nhau không? Hoàng Thiên phân tích những điều này, anh lại càng có thêm sự nghi ngờ đối với Đào Văn Lâm, lúc này liếc mắt qua nhìn ra hiệu cho Tường Vi, tỏ ý cô đừng uống ly nước này. Tường Vi cũng cực kỳ thông minh, cô vừa nhìn ánh mắt Hoàng Thiên đưa sang đã hiểu được ý mà anh muốn nói. Cho dù Hoàng Thiên không nhắc nhở cô cũng sẽ không tùy tiện uống ly nước mà Đào Văn Lâm đưa, bởi vì cô phát hiện, Đào Văn Lâm cũng giống con trai Đào Quốc Vũ của ông ta, đều không phải thứ chim gì tốt. Uống nước đi, hai người không uống nước sao? Lúc này Đào Quốc Vũ đi đến, ha hả cười nói với Hoàng Thiên và Tường Vi. Không uống, nhanh chữa trị cho cô ấy đi. Hoàng Thiên nói một cách rất bình tĩnh. Ha ha. Anh chắc chắn là ngày mai ngân hàng vừa mới mở cửa là anh sẽ đưa 7 tỷ đến được chứ. Anh dựa vào cái gì mà có thể khiến tôi tin tưởng được anh? Đào Quốc Phú cười ha ha một trận, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong đã cau mày, tên Đào Quốc Phú này cũng dai thật đấy, sống chết không chịu tin. Sẽ không thiếu các người một xu nào đâu. Nếu như ngày mai các người không nhận được tiền, thì có thể để thôn dân trong thôn này nhốt tôi lại đây. Hoàng Thiên cũng không còn kiên nhẫn nữa. Lớn giọng nói. Ha ha ha, lời này ngược lại cũng thật thẳng thắn. Nhưng chúng tôi bắt nhốt anh để làm cái gì chứ? Thế này đi, anh đi ra ngoài dạo một vòng đi, dạo xong rồi thì ba tôi cũng đã giải xong độc cho cô gái này rồi. Đào Quốc Phú chỉ tay ra ngoài, tỏ ý bảo Hoàng Thiên đi ra. Hoàng Thiên lập tức hiểu rõ, tên Đào Quốc Phú này là muốn đánh chủ ý lên người Tường Vi. Nghĩ đến đây, tay của Hoàng Thiên lại trở nên ngứa ngáy. Thật sự muốn đánh vào khuôn mặt khó ưa của tên này. Như thế không được, tôi phải ở cạnh cô ấy. Hoàng Thiên trực tiếp từ chối lời đề nghị của Đào Quốc Vũ. Đào Quốc Vũ mở to mắt, bây giờ anh ta cứ nhìn Hoàng Thiên là lại cảm thấy ngứa mắt. Vậy anh cứ ở trong phòng này đi, nhưng mà phòng ở bên trong kia, anh không thể đi vào được đâu. Đào Quốc Vũ trừng mắt nhìn Hoàng Châu, sau đó đỡ Tường Vi vào căn phòng bên trong. Tôi có thể tự đi được. Tường Vi nhanh chóng xoay người, không để Đào Quốc Vũ đụng vào mình. Ha ha, cứ để tôi đỡ cô đi, chị gái nhỏ. Mặt của Đào Quốc Vũ cũng rất dày, cười ha ha một trận liền hung hăng chạy đến đỡ Tường Vi. Tường Vi vô cùng phản cảm, thấy hai tay của Đào Quốc Vũ đụng vào cô vội vàng đẩy Đào Quốc Vũ ra. Tôi cảnh cáo anh, đừng đụng vào người tôi. Tường Vi yếu ớt hét lên. Đào Quốc Vũ bị làm cho mất mặt, thẹn quá hóa giận. Mẹ nó! Cô đừng có mà không biết tốt xấu, như thế này rồi còn giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì. Cô không muốn sống nữa sao? Đào Quốc Phú trợn mắt, lớn giọng quát Tường Vi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bây giờ Đào Quốc Phú còn ngang ngược hơn đuôi chó, trừng mắt nhìn Tường Vi, dường như muốn nuốt chửng Tường Vi vào bụng. Tường Vi cũng không phải là một người phụ nữ bình thường,
tuy bây giờ đã bị trúng độc, thân thể suy nhược, nhưng cũng không tùy tiện để cho bất cứ người nào bắt nạt mình. Thấy Đào Quốc Vũ trừng mắt gào thét với mình, cơn giận của cô lại bùng phát. Anh hét cái gì đấy? Thật sự nghĩ rằng tôi sợ anh sao? Tường Vi lấy lại được tinh thần, chỉ tay vào Đào Quốc Vũ hét lên. Khiến cho Đào Quốc Vũ sửng sốt một hồi, anh ta không ngờ rằng người đẹp này lại lợi hại như thế. Nhưng mà rất nhanh, Đào Quốc Vũ đã biến lại thành bộ dạng cười híp mắt, đánh giá Tường Vi một cách rất thú vị, anh ta cảm thấy người phụ nữ này không chỉ đẹp, tính cách còn rất bốc lửa, rất phù hợp với khẩu vị của anh ta. Ha ha, người đẹp còn rất cá tính nha, tôi rất thích. Đào Quốc Vũ lại cười một cách rất đê tiện, ánh mắt chứa đựng đầy ý nghĩ dơ bẩn. Tường Vi thật sự không thể chịu nổi Đào Quốc Vũ, đến cả ông ba Đào Văn Lâm của anh ta, cô cũng không có chút ấn tượng tốt đẹp gì, trực giác của phụ nữ nói với cô rằng, Đào Văn Lâm cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Ông Hoa, nếu như ông đồng ý chữa trị, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Nếu như không đồng ý thì thôi, sinh tử đều có số, Tường Vi tôi cũng sớm đã xem nhẹ việc sống chết rồi. Tường Vi nhìn Đào Văn Lâm, vô cùng bình tĩnh mà nói với ông ta. Đào Văn Lâm nghe xong lời này cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, ông ta không ngờ Tường Vi lại có suy nghĩ thoát tục đến như thế, thân lại là một người phụ nữ, thật sự là hiếm gặp. Đào Quốc Vũ đứng ở một bên vẫn còn giữ nụ cười híp mắt đê tiện đó, anh ta cảm thấy Tường Vi chỉ là mạnh miệng nói thế thôi, ai cũng không muốn chết, chỉ cần còn một cơ hội đều sống, sẽ đều phải giành lấy mà bây giờ có thể cứu được Tường Vi cũng chỉ có ba già Đào Văn Lâm nhà anh ta mà thôi, cho nên, anh ta nghĩ rằng mình có thể ăn chắc được Tường Vi. Loại việc như hôi của lúc người gặp nguy là loại chuyện mà Đào Quốc Vũ thích làm nhất, bây giờ nhân lúc Tường Vi bị trúng độc, chiếm đoạt cô còn dễ hơn. Hoàng Thiên đứng ở bên cạnh Tường Vi, bây giờ anh rất tán thưởng với suy nghĩ của Tường Vi, anh phát hiện, Tường Vi còn mạnh mẽ và suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều người đàn ông, lại có thể xem nhẹ sống chết như thế. Tôi đương nhiên là đồng ý cứu mạng cô, nhưng mà người đàn ông cạnh cô quá đáng ghét, ở đây cũng chỉ làm vướng tay vướng chân thôi, có thể bảo cậu ta ra ngoài trước không? Đào Văn Lâm chỉ Hoàng Thiên, nói với Tường Vi, hai cha con nhà này đuổi Hoàng Thiên như thế, Tường Vi lại càng có thể chắc chắn được hai người này không có ý tốt với cô. Có Hoàng Thiên ở bên cạnh, Tường Vi mới có cảm giác an toàn, bây giờ cơ thể cô yếu ớt như thế, cũng chỉ có mỗi Hoàng Thiên là có thể bảo vệ cho cô. Tôi không biết Hoàng Thiên vướng víu cản trở hai người làm chuyện gì, tại sao phải đuổi Hoàng Thiên ra? Tường Vi hỏi lại Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm tức giận trừng mắt. Ông ta chỉ muốn đuổi Hoàng Thiên ra ngoài, sau đó dễ dàng sơi tái Tường Vi cùng với con trai mình thôi. Dù sao thì loại chuyện như thế, một tên háo sắc già dê như Đào Văn Lâm lúc trước cũng đã làm không ít rồi, thấy người phụ nữ nào đến chữa bệnh xinh đẹp một chút là ông ta liền nổi máu dê lên. Người phụ nữ xinh đẹp như Tường Vi đến xin thuốc, Đào Văn Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy, tâm tư của ông ngứa ngáy vô cùng. Ha ha, nếu hai người đã cố chấp như thế vậy thì tôi cũng vô năng không thể cứu chữa. Hai người đi tìm vị thần y cao minh khác đi. Đào Văn Lâm cười lạnh, ngữ khí có phần uy hiếp. Tường Vi cũng nhìn ra được, Đào Văn Lâm không thật sự có ý định giúp cô giải độc, bọn họ là muốn nhắm vào thân thể của cô chúng ta đi thôi. Lúc này Tường Vi nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không muốn rời khỏi đâu như thế, thuốc độc là do Đào Văn Lâm điều chế ra, trừ lão già này ra thì còn có người nào có thể giải độc cho Tường Vi sao? Ông ta nói không chữa là có thể không chữa sao? Tôi xem ông có bản lĩnh gì. Trong lòng Hoàng Thiên giấy lên một ngọn lửa giận, lúc này kéo tay Tường Vi lại, không cho cô rời khỏi. Cứ đi như thế, vậy còn độc tố trong người chị thì sao? Hoàng Thiên cười nói với Tường Vi. Tường Vi lắc lắc đầu, thở dài, còn có thể làm sao, đợi chết thôi, ông ta căn bản không muốn giải độc cho tôi. Tôi sẽ không để cho chị phải chết đâu. Hoàng Thiên nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Tường Vi, tuy là âm lượng rất nhỏ. Nhưng lại vô cùng tự tin. Khiến cho khuôn mặt của Tường Vi nóng rực lên như bị lửa thiêu đốt, còn có chút ngượng ngùng. Đừng thì thầm nữa, nếu hai người đã không muốn phối hợp, vậy thì mau cút ra khỏi đây đi. Đào Quốc Vũ trợn mắt nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sớm đã thấy ngứa mắt với tên này, từ khi bước vào ngôi nhà này cho đến bây giờ, tên khốn này cứ như là cả đời chưa từng nhìn thấy phụ nữ bao giờ mà nhìn ánh mắt dâm dục để kia nhìn Tường Vi. Bây giờ tên này cứ mở miệng ra là nói ra mấy lời chói tai vô cùng, Hoàng Thiên không muốn khách sáo với anh ta nữa. Mày nói lại một lần tao nghe xem thử nào. Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, đi đến trước mặt Đào Quốc Vũ. Dọa cho Đào Quốc Vũ một trận khiếp vía,
bởi vì anh ta cảm nhận được lửa đang giận bùng lên trong mắt của Hoàng Thiên. Nhưng dù sao nói này cũng là nhà của anh ta không có lý do gì để sợ Hoàng Thiên cả. Lại muốn tao nói một lần nữa hả? Mày con mẹ nó lăn đi cho khuất mắt tao. Đào Quốc Phú chỉ tay vào mũi của Hoàng Thiên, giống to lên một câu. Bốp! Hoàng Thiên không muốn tốn lời thêm với tên này nữa, trực tiếp đạp một cú vào bụng của anh Tết AI. Đào Quốc Phú gặp vận rồi, bị Hoàng Thiên đạp đến độ lùi về sau đụng người cái bốp. Vào bức tường, lúc này mới có thể lấy lại được thăng bằng. Đào Quốc Phú cảm thấy bụng mình như đang cuộn trào sóng võ, đau đến toát cả mồ hôi lạnh, đứng lên mắng, mày đệt mẹ mày, mày dám làm càn ở nhà tao sao? Mày thật sự con mẹ nó không muốn sống nữa rồi. Mang xong, Đào Quốc Phú nhìn trước ngó sau một hồi rồi cầm lấy cái chổi lau nhà để ở trong góc, xông về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cau mày, anh phát hiện miệng lưỡi của tên Đào Quốc Phú này đúng thật sự dơ bẩn, mở miệng là văng tục, thật đúng là thiếu đòn. Đối với thứ rác rưởi như thế này, không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được, Hoàng Thiên biết rõ đạo lý này. Đào Quốc Phú nhấc cây lau nhà lên, nhắm vào đầu của Hoàng Thiên. Lực của anh ta rất mạnh, tên này là muốn đập chết Hoàng Thiên đây mà. Ai ngờ được Hoàng Thiên ra tay còn nhanh hơn tia lửa điện, nhanh chóng bắt được cái cây kia, nắm chặt lấy trong tay. Mẹ, lợi hại như thế sao? Đào Quốc Phú có chút hoảng hốt, còn chưa đợi anh ta phản ứng lại, cây lau nhà trong tay anh ta đã bị Hoàng Thiên đoạt lấy. Thứ có người sinh nhưng không có người dạy dỗ, hôm nay ông đây sẽ dạy mày cách làm người. Hoàng Thiên giận dữ nói. Sau đó giơ cái cây lau nhà kia lên, hung hăng đánh cho Đào Quốc Phú một trận. Đánh đến nỗi tên kia phải ôm đầu lăn lê dưới đất gào khát kêu cha gọi mẹ. Dừng tay, đây là nhà của tôi, cậu làm thế là có ý gì? Đào Văn Lâm trùng đôi mắt hình tam giác của ông ta nhìn Hoàng Thiên giống lên. Ụ ông cũng không thiếu phần đâu. Hoàng Thiên nói xong, cũng đến dạy dỗ cho Đào Văn Lâm một trận. Lúc này trong ngôi nhà nhỏ của Đào Văn Lâm lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Hai cha con bị Hoàng Thiên đánh cho một trận như đòn, cuối cùng cái cây lau nhà còn bị gấy làm đôi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh chết tôi rồi thì người phụ nữ của cậu cũng không thể sống được đâu. Đào Văn Lâm đã thật sự không thể chịu nổi những đòn hiểm ác của Hoàng Thiên thêm nữa, ôm đầu lớn giọng kêu cứu. Nếu ông đã không muốn mang thuốc giải ra vậy thì tối nay số phận của ông chính là bị tôi đánh chết. Hoàng Thiên nói xong lời này, chân tay cũng không hề dừng lại. Tiếp tục hỏi thăm cái đầu của Đào Văn Lâm. Đánh đến nỗi đầu của Đào Văn Lâm sưng húp nhũ húp mấy cái bánh bao to lên đầu, muốn bao nhiêu thê thảm là có bấy nhiêu. Cậu Hoàng Thiên ơi, cậu đừng đánh nữa, bây giờ tôi sẽ đưa thuốc giải cho cậu có được không? Giọng nói của Đào Văn Lâm đều trở nên run rẩy, sợ hãi nhìn Hoàng Thiên, lão già này cuối cùng cũng biết điều rồi. Hoàng Thiên lúc này mới dừng động tác lại, anh cũng cạn lời, Đào Văn Lâm đúng thật là tên mặt dày. Không ăn đòn thì không làm việc của con người sao? Mau chữa đi! Hoàng Thiên quát lên. Đào Văn Lâm thật sự đã bị Hoàng Thiên đánh cho sợ hãi, vội vàng đồng ý lia lịa, vào phòng mang thuốc giải ra. Độc mà tường vi chúng là do ông ta điều chế, đương nhiên là ông ta có thuốc giải. Chỉ thấy lúc Đào Văn Lâm lại đi ra ngoài một lần nữa, trong tay có cầm một bình thuốc màu trắng, ông ta lấy từ trong bình ra mấy viên thuốc nhỏ màu đen, sau đó đưa cho Hoàng Thiên. Cho người phụ nữ của cậu uống thuốc này là có thể giải được độc tố trong người của cô ấy. Đào Văn Lâm cẩn thận nói với Hoàng Thiên. Nếu đây không phải là thuốc giải thật thì ông chết chắc. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Đào Văn Lâm nói. Tôi biết, cậu cứ yên tâm đi cậu Thiên, có cho tôi mượn 100 lá gan, tôi cũng không dám lười gạt cậu. Đào Văn Lâm nói. Thấy lời nói của Đào Văn Lâm vô cùng thành khẩn, Hoàng Thiên cũng tạm thời tin tưởng ông ta, đưa thuốc cho Tường Vi. Tường Vi đặt viên thuốc vào trong miệng, chuẩn bị uống ly nước mà lúc nãy Đào Văn Lâm đưa để uống thuốc. Hoàng Thiên đã nhanh chóng cản cô lại, sau đó nói với Đào Văn Lâm, lúc nấy ly nước mà ông đưa cho bọn tôi chắc hẳn là có vấn đề nhỉ. Con tim của Đào Văn Lâm run lên, bởi vì trong lòng ông ta có quỷ, hai ly nước lúc nãy, đúng là có bỏ vào một loại thuốc, có thể khiến cho người dùng hôn mê bất tỉnh. Hi hi, đúng là không có chuyện gì có thể qua được mắt của cậu Thiên đây. Tôi đi rót lại cho cô ấy một ly nước khác. Đào Văn Lâm cười giả lả, lần này không đi vào phòng lấy nước nữa mà trước tiếp lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, đưa cho Tường Vi. Chai nước khoáng chưa mở, Hoàng Thiên cảm thấy tốt nhất là không nên có vấn đề gì. Hơn nữa anh cũng không uống chai nước này,
nếu như Tường Vi đã thực sự bị hôn mê, thì đến lúc đó anh trừng trị Đào Văn Lâm cũng chưa muộn. Đào Văn Lâm nhìn trộm Hoàng Thiên, nghĩ rằng tên nhóc này điên rồi, còn dám đánh cả ta, ngươi hãy đợi đấy. Sau khi Tường Vi uống thuốc, cô ta đã có thể đứng dậy nhưng còn rất yếu ớt, chỉ khi Hoàng Thiên đỡ cô ta, thì cô ta mới có thể đứng vững được. Cô cảm thấy thế nào rồi? Hoàng Thiên hỏi Tường Vi với sự quan tâm. Tường Vi lắc đầu, đáp lại, hiện tại thì chưa cảm thấy gì cả, vẫn như vậy. Thuốc của ông sẽ có hiệu lực trong bao lâu? Hoàng Thiên hỏi Đào Văn Lâm. Chậm nhất cũng phải nửa tiếng thì độc sẽ được giải. Cậu Thiên cứ yên tâm, tôi nào dám nói dối cậu. Bây giờ Đào Văn Lâm đã ngoan ngoãn hơn nhiều, ông ta gật đầu cúi chào nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, anh cũng không dẫn Tường Vi rời khỏi đây, phải đợi đến khi chất độc trong. Người Tường Vi được giải hết rồi mới có thể đưa Tường Vi đi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, cả ông và con trai ông đừng hòng nghĩ đến chuyện sống nữa. Hoàng Thiên hừ một tiếng, rồi nhìn thẳng vào Đào Văn Lâm rồi nói. Đào Văn Lâm nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Hoàng Thiên, liền sợ hãi. Vâng, vâng, tôi biết rồi cậu Thiên, cậu cứ yên tâm. Đào Văn Lâm gật đầu nói. Hoàng Thiên không nói gì, anh đứng cùng Tường Vi, chờ độc tố trong cơ thể cô ta được đào thải ra ngoài. Đào Quốc Phú đang núp trong một góc tường, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, nhưng anh ta lại không dám chọc giận Hoàng Thiên. Vừa rồi bị Hoàng Thiên đánh bị thương không nhẹ, trong lòng Đào Quốc Phú bây giờ vừa tức vừa sợ, anh ta đang nghĩ cách trả thù Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng chú ý tới điều này, nhưng anh không có tâm trạng để ý tới Đào Quốc Phú, bởi vì theo anh, tên rác rưởi như Đào Quốc Phú chẳng là gì cả. Thời gian cứ thế trôi qua hết phút này đến phút khác, và cuối cùng, khí sắc của Tường Vi đã tươi lên hẳn, và tinh thần cũng trở nên tốt hơn một chút. Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Hoàng Thiên lo lắng hỏi Tường Vi. Tường Vi đã cảm thấy khỏe hơn, và cô ta cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và quan tâm chăm sóc của Hoàng Thiên dành cho cô ta, điều này khiến cô ta cảm thấy trong lòng có một cảm giác khác lạ. Tôi khỏe hơn rồi, anh đừng lo lắng. Tường Vi mỉm cười với Hoàng Thiên. Tình trạng hiện tại của cô ta đã thực sự tốt hơn rất nhiều. Hoàng Thiên thấy cô ta đã thay đổi nhiều, nên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ như Đào Văn Lâm không dở trò, viên thuốc vừa rồi mà Tường Vi uống là loại thuốc giải thực sự. Thế nào cậu Thiên, tôi có nói dối cậu đâu nào? Đào Văn Lâm mỉm cười nhìn Hoàng Thiên, trông có vẻ rất nịnh hót. Đối với một kẻ hèn hạ như vậy, thì Hoàng Thiên không hề có ấn tượng gì tốt cả. Nhìn thấy Đào Văn Lâm như vậy, Hoàng Thiên càng ghét lão già này hơn. Ông thật là không biết điều mà lui về phía sau, tôi đánh ông một cái thì ông liền ngoan ngoãn. Hoàng Thiên nhìn Đào Văn Lâm nói không nên lời. Mặt Đào Văn Lâm đỏ bừng, ông ta cũng là người biết giữ thể diện, bị Hoàng Thiên chế giễu thì cảm thấy không biết phải giấu khuôn mặt già nua này đi đâu. Tên Hoàng Thiên chết tiệt, người hãy đợi đó, nếu đêm nay lão cho người bước ra khỏi ngôi làng nhỏ này một bước, thì coi như lão thoát trong lòng Đào Văn Lâm nguyền rủa Hoàng Thiên. Nhưng ngoài mặt lại không dám biểu lộ ra, mà vẫn chỉ đứng đó tươi cười, nghe Hoàng Thiên dạy rõ. Đào Quốc Phú cũng cảm thấy sắp mất mặt đến nơi, nhưng anh ta cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể đứng ở đó nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt tức giận. Hoàng Thiên biết hai cha con này còn chưa bằng lòng, nhưng anh cũng không thèm để ý tới, chỉ cần Tường Vi có thể sống sót, thì cũng không uổng công chuyến này. Sau hơn 10 phút, cuối cùng Tường Vi đã trở lại bình thường, không khác gì lúc trước khi trúng độc. Tôi đã hoàn toàn bình phục. Tường Vi vui vẻ nói với Hoàng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, một nữ sát thủ sao có thể có điệu bộ như thế này. Nếu như không phải ở đây còn có những người khác, thì Tường Vi đã thực sự muốn nhảy vào vòng tay của Hoàng Thiên để ăn mừng rồi. Nhìn thấy Tường Vi đã bình phục, Hoàng Thiên cũng rất vui mừng. Bây giờ đã là nửa đêm, Hoàng Thiên quyết định đưa Tường Vi rời khỏi đây ngay. Bây giờ để trở về thành phố Bắc Ninh. Ông đưa cho tôi tài khoản ngân hàng của ông, 7 tỷ mà ông muốn, ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho ông. Hoàng Thiên nhìn Đào Văn Lâm nói. Đào Văn Lâm sửng sốt, không ngờ rằng Hoàng Thiên lại cho ông ta 7 tỷ thật. Nhưng lão già này mấy năm nay không thiếu thốn tiền bạc, 7 tỷ đối với lão mà nói cũng không có gì to tát cả. Việc quan trọng nhất bây giờ của Đào Văn Lâm là phải xử lý gọn lẹ Hoàng Thiên, cho dù không muốn mạng của Hoàng Thiên, thì lão ta cũng phải khiến cho Hoàng Thiên thân bại danh liệt. Hi hi, không cần đâu cậu Thiên, không đánh nhau thì không biết nhau, tôi sẽ không đòi cậu một xu nào đâu. Đào Văn Lâm gượng cười và nói với Hoàng Thiên một cách rất hùng hồn.
Hoàng Thiên rất kinh ngạc, Đào Văn Lâm thực sự không muốn tiền sao? Xem ra lão già này thật không dễ đối phó, 7 tỷ không thể làm ông ta động lòng, ông ta muốn làm gì? Trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy khó hiểu, mặc dù Đào Văn Lâm rất giỏi nịnh nọt, nhưng Hoàng Thiên lại không tin lão già này, biết những lời ông ta nói đều không phải lời thật lòng. Được thôi bác sĩ đại tài à, nếu ông đã không muốn nhận, thì tôi cũng không làm phiền nữa, chào. Hoàng Thiên cũng không thèm khách sáo với Đào Văn Lâm, lão già này không muốn, thì đỡ phí tiền. Nhìn thấy Hoàng Thiên rời đi, Đào Văn Lâm lo lắng, ông ta không ngờ lại để Hoàng Thiên và Tường Vi đi dễ dàng như vậy. Hoàng Thiên nhất định phải được thu dọn sạch sẽ, về phần Tường Vi, Đào Văn Lâm cũng không có ý định bỏ qua, nhất định phải bắt được Tường Vi. Chờ đã, đừng vội cậu Thiên, đã muộn như vậy rồi, hay là hai người ở đây một đêm rồi ngày mai hãng rời đi. Đào Văn Lâm mỉm cười đứng lại trước mặt Hoàng Thiên và Tường Vi, nói thế nào cũng không để Hoàng Thiên đi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nhưng lúc này, Hoàng Thiên rất muốn đánh cho lão Đào Văn Lâm này một trận. Bởi vì Hoàng Thiên biết được trên khuôn mặt Đào Văn Lâm lộ ra một nụ cười gian xảo, lão già này hoàn toàn chẳng có ý tốt gì cả. Sao, ông còn muốn để tôi ở qua đêm, rồi lại tìm cách đối phó tôi à? Hoàng Thiên cười khinh hỏi Đào Văn Lâm. Một câu đánh trúng ý đồ, Đào Văn Lâm thực sự dự định sẽ làm thế này. Ha ha, làm sao có thể chứ? Không phải tôi vừa nói muốn kết bạn với cậu sao, cậu Thiên, càng nhiều bạn thì càng tốt mà. Đào Văn Lâm cười nói. Đúng vậy, anh Thiên, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng để trong lòng, đêm nay hãy ngủ lại nhà tôi đi, rồi ngày mai anh em chúng ta uống chút đỉnh rồi kết giao bạn bè. Đào Quốc Phú cũng bước tới, không chút khách khí cười nói tâu toét với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy thế thì không nói nên lời, da mặt của hai cha con này thật sự dày hơn bình thường. Đã bị gán cho một phẩm chất như vậy rồi, mà vẫn còn tâm trạng để cười. Cái tên anh Thiên là để anh muốn gọi thì gọi sao? Ai là anh em của anh cũng xứng làm bạn với Hoàng Thiên tôi sao? Sắc mặt Hoàng Thiên trùng xuống, chỉ vào mũi Đào Quốc Vũ, không hề để cho anh ta chút thể diện nào. Đào Quốc Vũ tức giận, bị Hoàng Thiên hạ bệ như vậy, anh ta giận đến tức điên cả lên. Vừa có ý định đánh Hoàng Thiên, nhưng nghĩ đến việc ban nấy còn bị Hoàng Thiên đánh như vậy, thì Đào Quốc Vũ lại không dám. Này, được rồi, cậu Thiên, vậy cậu ngồi đây một lát đi. Đợi đến khi độc tố trong người cô gái này được giải hoàn toàn rồi hãng rời đi, làm như vậy cũng an toàn hơn. Đào Quốc Phú mỉm cười mờ ám, càng trì hoãn càng tốt. Rốt cục bây giờ Hoàng Thiên mới chú ý tới, Đào Văn Lâm cùng con trai ông ta Đào Quốc Phú đang cố ý kéo dài thời gian. Hi hi, tôi biết ngay hai người đã cố ý trì hoãn thời gian, sao thế, còn chờ người tới xử lý tôi sao? Hoàng Thiên mỉm cười lạnh nhạt nhìn Đào Văn Lâm và Đào Quốc Phú. Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ đều vô cùng bối rối, bởi vì Hoàng Thiên đã nhìn thấu mưu toan của họ. Hừm, tên nhóc con nhà ngươi khá thông minh đấy, nếu đã bị cậu nhìn thấu rồi, thì tôi không cần phải giả bộ nữa. Hoàng Thiên, cậu có dám đợi ở đây đợi một lát không? Đào Văn Lâm lộ ra vẻ hung dữ, ông ta hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên hỏi. Đúng, tên chết tiệt nhà ngươi có dám đợi ở đây không? Đào Quốc Vũ cũng xắn tay áo lên, tên nhóc này cũng cao hứng. Tỏ vẻ hung hăng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhíu mày, xem ra anh đã đoán đúng, cha con nhà họ Mục quả nhiên đang đợi người. Họ đang đợi ai? Có chút nghi vấn như vậy, sắc mặt Hoàng Thiên trùng xuống, hùng hồn nói với Đào Quốc Vũ, tên nhóc nhà ngươi thật sự là kẻ đáng chí, quên mất vừa rồi bị đánh như thế nào à? Đào Quốc Vũ giật mình, đối mặt với sự lạnh lùng trên gương mặt của Hoàng Thiên, anh ta không dám nói lời nào. Còn không dám mắng nữa à? Hoàng Thiên đột nhiên hét lên, rồi dùng cây lau nhà bị gãy đánh vào đầu Đào Quốc Phú. Đào Quốc Phú cũng tự chuốc lấy phiền phức, cái miệng hại cái thân, bị Hoàng Thiên đánh cho chảy cả máu đầu. Nhưng đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng ồn ào, sau đó có mười mấy người xông vào trong sân. Tiếng bước chân vang lên hỗn loạn, từ những tiếng động ấy có thể đoán rằng có tới mười mấy người xông vào bệnh viện. Vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Đào Văn Lâm thở dốc, ông ta trợn trừng mắt. Hung ác nhìn Hoàng Thiên. Tên nhóc thối tha, anh đánh sướng lắm đúng không? Ông đấy muốn anh phải trả giá đắt nhất. Đào Văn Lâm hẳn học gào lên với Hoàng Thiên. Đào Quốc Phú ôm lấy đầu đầy máu, lúc này anh ta đi tới bên cạnh Đào Văn Lâm, anh A cũng hung ác trừng mắt với Hoàng Thiên. Tên họ Hoàng chết tiệt, anh dám đánh tôi ra nông nỗi này, tối nay tôi nhất định sẽ thiến chết anh. Đào Quốc Phú một tay ôm đầu,
một tay chỉ vào Hoàng Thiên. Mặt Hoàng Thiên bình thản, bây giờ anh thật sự bó tay rồi, hai bố con này bị ổi quá rồi, anh không đối phó nổi với loại người như này nữa. Thế sao, ha ha, vậy tôi phải xem thế nào rồi. Hoàng Thiên cười khẩy. Thấy Hoàng Thiên vẫn còn cười được, Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ tức đến bay màu. Được lắm, tôi cho anh mặt mũi mà anh cũng không xem tối nay anh còn có thể rời khỏi nơi này không. Đào Văn Lâm tức tối nói, sau đó ông ta chỉ ra ngoài sân. Lúc này, mười mấy người đàn ông ngoài sân đã hoàn toàn gọi người ra hết. Kẻ dẫn đầu là một tên béo, 28 tuổi nhưng dáng vẻ lại như đứa trẻ con 9 tuổi, trông rất hung hãn. Tên béo để tay trần, trong tay anh ta vẫn cầm một cái xương chó, thứ này dùng để đánh nhau rất tốt. Chú kêu bọn họ đánh chết tên chết tiệt này đi. Tên béo đứng trong sân hét lớn lên. Đào Lôi, anh đóng cửa chặt lại đi, đừng để anh ta chạy đi mất. Đào Văn Lâm ở trong phòng hét một cách lạnh lùng. Tên béo gọi Đào Lôi cháu trai ruột của Đào Văn Lâm, tên này sống ở một trấn nhỏ gần đó, là bá vương của nơi này. Trước đó khi Đào Văn Lâm đưa thuốc giải cho Tường Vi, ông ta đã âm thầm gửi tin nhắn cho Đào Lôi, kêu anh ta dẫn người tới. Kéo dài lâu như vậy, cuối cùng Đào Lôi cũng tới, trong lòng Đào Văn Lâm rất vui mừng, ông ta thầm nghĩ tối nay Hoàng Thiên đừng hòng chạy được. C. Hoàng Thiên và Tường Vi ở trong phòng đều nghe thấy rõ, hai người nhìn nhau một cái, cười không biết làm sao. Dây dưa suốt nửa ngày, Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ nghĩ trăm phương nghìn kế để kéo dài thời gian cũng là vì đợi cháu trai Đào Văn Lâm tới. Tên này tới thì có thể làm gì được, có gì mà Hoàng Thiên Anh chưa từng thấy qua cơ chứ. Còn Tường Vi thì khỏi phải nói, một nữ sát thủ chuyên nghiệp còn sợ mấy tên đầu đường xó chợ như này sao? Hoàng Thiên không nói gì, anh dẫn Tường Vi ra khỏi phòng, đi ra ngoài sân. Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng Hoàng Thiên sẽ sợ đến mềm nhũ cả chân, thậm chí là quỳ xuống cầu xin tha mạng. Nhưng bọn họ không ngờ tới, Hoàng Thiên lại bình tĩnh như vậy, đã không hoảng loạn không sợ hãi, lại còn ngang nhiên đi ra ngoài sân nữa. Đào Văn Lâm cũng đưa Đào Quốc Vũ ra ngoài, họ đứng sau Hoàng Thiên và Tường Vi, chuẩn bị tí nữa sẽ báo thù Hoàng Thiên. Đào Lôi đánh giá Hoàng Thiên, thấy anh ăn mặc rất bình thường, không giống người có bối cảnh hùng hậu gì cả, trong lòng anh ta yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra tối nay có thể đánh Hoàng Thiên một trận ra trò, có thể tỏ ra côn ngầu rồi. Anh ta lại nhìn Tường Vi, trong lòng Đào Lôi cũng lộc cộc mấy tiếng. Anh ta thầm nghĩ cô ta đẹp như vậy, Đào Lôi tôi sống gần 30 năm nhưng chưa từng nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt đẹp như này. Chú để cháu đối phó với tên nhóc này sao? Đào Lôi rất đắc ý dùng tay chỉ vào Hoàng Thiên, hỏi Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm cắn răng, gật đầu nói, phải đấy Lôi, anh ta chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa thôi. Mẹ nó, tên nhóc này lại dám đánh em phi của cháu ra nông nỗi này, cháu xem, nó đánh chúng ta thảm như nào. Nói xong, Đào Văn Lâm chỉ lên mặt và người mình, quả thật là ông ta bị đánh rất thảm, mũi đã tím bầm cả lên. Anh Lôi, anh phải báo thù cho em, tên Hoàng Thiên này hung hấn quá, không coi ai ra gì cả, anh xem em bị anh ta đánh thành cái dạng gì rồi. Đào Quốc Vũ khổ sở nói với Đào Lôi. Đào Lôi vô cùng tức giận, vừa nhìn thấy Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ bị đánh thảm đến mức độ này, Đào Lôi tức xì khói. Mẹ kiếp, mẹ mày lại dám làm như vậy. Chú và em tao mà mày cũng dám đánh, có phải mày chán sống rồi đúng không? Đào Lôi trợn mắt, hung hãn lên, anh ta bước mấy bước tới trước mặt Hoàng Thiên, chỉ vào mũi Hoàng Thiên, quát tháo một tràng. Cũng khó trách sao Đào Lôi lại đắc ý như vậy. Ở đây, anh ta chính là bá chủ, bình thường đều hống hách quen rồi. Bốp! Giơ tay lên tát Đào Lôi một cái. Khuôn mặt béo ú của Đào Lôi đột nhiên hiện ra dấu năm ngón tay, anh ta bị đánh đến ngơ ngác. Ở nơi này, anh ta chính là người mạnh nhất, bình thường có ai dám đánh anh ta đâu, đều là anh ta đánh người khác hết. Thế nhưng nào ngờ, anh ta vừa đến trước mặt Hoàng Thiên thì đã bị Hoàng Thiên tát cho cái, lại còn tát ngay trước mặt nhiều người như vậy nữa. Sau khi ngây người mất mấy giây, Đào Lôi đã hoàn toàn nổi điên. Con mẹ nó nữa, mày dám đánh tao. Đào Lôi trợn trừng mắt, anh ta chửi Hoàng Thiên, sau đó anh ta vung xương chó lên, muốn đánh vào đầu Hoàng Thiên. Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, đi đến đâu cũng gặp phải mấy dạng như thế này, Hoàng Thiên cũng thật sự mất hết kiên nhẫn rồi. Bốp! Hoàng Thiên đánh đầu trước, anh đạp mạnh vào bụng Đào Lôi. Ai? Đào Lôi bị Hoàng Thiên đạp mạnh cho một cái. Sau khi kêu lên thảm thiết, anh ta ngồi phệt thẳng xuống dưới đất.
Nếu như anh còn văng mấy lời tục tĩu nữa thì tôi rạch nát miệng anh. Hoàng Thiên chỉ vào Đào Lôi đang ngồi dưới đất, lạnh lùng nói. Đào Lôi hoang mang tột độ, anh ta không biết tối nay đang xảy ra cái vẹo gì nữa, sao lại gặp phải người hung hãn như này. Cô gái ở phía sau cũng kiêu ngạo như thế, Đào Lôi chịu thật rồi. Được lắm, con mẹ nó, mày đã thành công chọc tức tao rồi. Đào Lôi đứng dậy, sau khi nói xong, anh ta phất tay với đám thuộc hạ, ra hiệu cho bọn họ xông lên. Thấy mười mấy người đều đồng loạt xông lên, Hoàng Thiên cũng không dám sơ suất, dù sao thì khinh thường quân địch quá cũng không tốt. Hoàng Thiên vừa định đánh một trận quyết chiến những người này, vào chính lúc này, Tường Vi đột nhiên rút kiếm ở eo ra. Ánh sáng sắc lạnh lóe lên, đó chính là ánh sáng của con dao trong tay Tường Vi, trong đêm tối, ánh sáng ấy khiến người ta nổi tóc gáy. Mẹ kiếp, người phụ nữ này đủ hung hãn đấy, lại còn dùng kiếm nữa. Mười mấy tên côn đồ xông lên đều ngây người, bởi vì Tường Vi vừa nãy ra tay rất nhanh, động tác rút kiếm ấy vừa nhìn đã biết là cao thủ dùng kiếm. Ngây người ra hết với nhau làm gì? Xông lên cho tôi, đánh chết nó đi. Đào Lôi gào lên. Vâng, mười mấy tên côn đồ không dám không nghe theo, sau khi đồng thanh hô lên thì bọn họ xông lên phía trước. Cậu chủ, anh không cần ra tay đâu, tôi đối phó với bọn họ cho. Tường Vi cười với Hoàng Thiên, sau đó cô ta khua kiếm, đấu với mười mấy tên kia. Không biết từ lúc nào, trong sân đã truyền tới những tiếng kêu thảm thiết, chưa tới một phút. Dao trong tay mấy tên côn đồ đều rơi hết xuống đất. Keng! Mấy tên côn đồ còn lại không dám xông lên, chúng lùi về phía sau hết, ai cũng bị dọa sợ. Hoàng Thiên đứng bên cạnh đều nhìn thấy rõ, đầu anh rung lên một cái. Trước đây anh đã đấu với Tường Vi một lần, khi đó người thua là Tường Vi, nhưng bây giờ Hoàng Thiên nhận ra, trước đó Tường Vi rõ ràng không phát huy hết thực lực thật sự của mình. Nếu như lần trước Tường Vi đánh liều mình như bây giờ, bản thân anh chưa chắc đã thắng được cô. Nghĩ tới những điều này, Hoàng Thiên như vừa biết thêm một điều mới về Tường Vi. Thật ra Hoàng Thiên không biết rằng, lần trước Tường Vi không hề ra tay một cách hung hãn, dù sao Hoàng Thiên cũng là cậu chủ của nhà họ Hoàng, mặc dù Tường Vi thật sự muốn sống chết đưa Hoàng Thiên quay về kinh đô, nhưng cô vẫn không dám ra tay tàn nhẫn. Nếu như thật sự giết chết Hoàng Thiên rồi, Hoàng Thiên có thể thắng được cô hay không, điều này vẫn còn chưa chắc. Sao thế? Sợ cả rồi. Tường Vi cầm chặt kiếm, lạnh lùng hỏi mấy tên côn đồ đang lùi về sau kia. Mấy tên đó không dám ho he gì, bọn họ cũng cần mạng sống, gặp phải cao thủ như Tường Vi, bọn họ cũng chẳng dám đùa cợt gì. Mẹ kiếp, lên hết đi, đúng là một lũ vô dụng. Đào Lôi trừng mắt, gào lên, lệnh cho mấy tên thuộc hạ xông lên hết một lúc. Sao anh lại không lên? Tường Vi đi đến trước mặt Đào Lôi. Tôi, Đào Lôi lắp bắp định nói chuyện. Cánh tay anh ta đã bị Tường Vi chém cho một nhát. Ai Đào Lôi kêu lên thảm thiết, xương chó trong tay anh ta rơi xuống đất. Mới có tí như này mà đã định tìm rắc rối rồi sao? Quỳ xuống, Tường Vi kiêu ngạo nói. Đào Lôi vô cùng lúng túng, anh ta vừa đau vừa cảm thấy phiền phức, nhưng chuyện quỳ xuống là không thể nào, quỳ rồi sau này anh ta phải làm sao lăn lộn trong giang hồ nữa đây? Không muốn quỳ, sắc mặt Tường Vi trầm xuống, thanh kiếm đã kề lên cổ Đào Lôi. Tôi đếm đến ba, nếu như anh không quỳ, tôi lập tức chém đứt cổ anh. Một, hai, tôi quỳ, tôi quỳ. Đào Lôi sợ lắm rồi, anh ta biết Tường Vi không hề dọa anh ta, bởi vì người đẹp này có đôi mắt đầy sát thú. Bộp một tiếng, Đào Lôi quỳ xuống chân Tường Vi. Đào Văn Lâm nhìn tình cảnh này, đôi mắt ông ta hằn học nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, sau đó ông ta chuồn sang một bên, âm thầm lấy điện thoại ra. Cô Đông Mai. Quả nhiên là Hoàng Thiên dẫn theo người phụ nữ tàn độc như cô nói tới chỗ tôi, giờ anh ta đang ở nhà tôi này. Gọi điện thoại xong, Đào Văn Lâm cảm thấy khá hối hận. Ông ta nghĩ, lúc vừa rồi đáng lẽ nên gọi điện cho Tiêu Đông Mai hơn là gọi cho cháu của ông ta là Đào Lôi. Bây giờ Đào Lôi ở đây thì anh ta cũng không thể xử lý được Hoàng Thiên và đến cả gái đẹp bên cạnh Hoàng Thiên cũng xử lý không nổi. Đào Văn Lâm chán nản, trốn sang một bên nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Ông A mong Tiêu Đông Mai đến đây ngay lập tức và cho Hoàng Thiên một bài học. Hoàng Thiên không biết Đào Văn Lâm đã gọi điện thoại cho Tiêu Đông Mai. Anh còn định lát nữa cho bọn Đào Văn Lâm nằm đất xong thì sẽ hỏi han Đào Văn Lâm. Hoàng Thiên đoán Đào Văn Lâm biết Tiêu Đông Mai đang ở đâu. Lúc này, Đào Quốc Phú đang đứng bên cạnh Đào Văn Lâm, anh ta nghe thấy Đào Văn Lâm gọi điện thoại cho Tiêu Đông Mai thì nói nhỏ với bố, cha, ba gọi điện thoại cho. Bà Mai à?
Ừ, Hoàng Thiên là người không dễ giải quyết. Cha nghĩ chỉ có bà Mai qua đây thì gã Hoàng Thiên kia mới có thể bị xử lý một cách ổn thỏa. Đào Văn Lâm nghiến răng và nói. Đào Quốc Vũ nghe xong thì vô cùng kích động. Anh ta đã từng nghe Đào Văn Lâm nói rằng bà Mai kia là một người có rất nhiều thủ đoạn, xử lý gã Hoàng Thiên kia có lẽ không phải là điều quá khó với bà. Chỉ cần Hoàng Thiên bị xử thì chỗ gái đẹp xung quanh Hoàng Thiên sẽ do Đào Quốc Vũ quyết định được. Vừa nghĩ đến đây là trong lòng Đào Quốc Vũ đã thấy sung sướng vô cùng. Cha, lát nữa bà Mai đến đây cha bảo bà ấy nhất định mềm lòng. Tốt nhất là giết quách gã Hoàng Thiên này đi. Đào Quốc Vũ nhìn cha của anh ta. Sự độc ác, tàn nhẫn tràn ngập trong đôi mắt ấy. Đào Văn Lâm sửng sốt, ông ta hít vào một hơi và không ngờ là con trai mình lại dám làm như thế. Giết người không phải là chuyện có thể đem ra đùa, nếu như Hoàng Thiên chết ở trong nhà ông ta thì ông ta cũng sẽ không được yên. Để xem tình hình thế nào đã. Tốt nhất để bà Mai đưa gã Hoàng Thiên kia ra bên ngoài rồi mới xử gã. Đào Văn Lâm cười gian trá và đắc ý trong lòng. Đúng là ba có cách hay. Ha ha, mình cứ làm vậy đi. Nhưng phải giữ cô gái xinh đẹp kia lại. Con càng nhìn càng thấy có hứng thú với cô nàng. Sự háo sắc trong con mắt của Đào Quốc Vũ đã không còn che đậy được nữa. Hai cha con Đào Văn Lâm đứng trong góc thì thầm to nhỏ với nhau. Mặc dù Hoàng Thiên không nghe thấy bọn chúng đang nói cái gì nhưng cũng cảm nhận được hai người này nhất định không có ý gì tốt đẹp, hai người đang lẩm bẩm cái gì vậy. Hoàng Thiên sa sầm mặt, anh sải bước đến góc tường, tiến đến gần chỗ của Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ. Hành động ấy làm cho Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ sợ hãi, bọn chúng tưởng Hoàng Thiên đã nghe thấy được gì đó rồi. Không, không, chúng tôi có lẩm bẩm cái gì đâu. Đào Quốc Vũ vội vàng xua tay. Anh ta sợ hãi quá nên trên mặt vã đầy ra mồ hôi lạnh, bây giờ hình ảnh của Hoàng Thiên luôn ám cảnh trong đầu óc của anh ta. Đúng vậy anh Hoàng Thiên, tôi vừa nói với con trai tôi rằng tôi muốn kết bạn với anh, chúng tôi không muốn đối địch với anh nữa. Đào Văn Lâm không hề thấy nhục nhã khi nói như thế với Hoàng Thiên. Đương nhiên, Hoàng Thiên không tin lời bọn chúng nói. Anh túm lấy cổ áo của Đào Văn Lâm và lạnh lùng nói, lão già, ông đừng giở trò với tôi. Nếu không... ông sẽ phải hối hận vì đã đến với thế giới này đấy. Đào Văn Lâm sợ hãi run rẩy bởi khí thế hung hãn đang toát ra từ người Hoàng Thiên vào lúc này. Đúng là nguy hiểm chết người. Đào Văn Lâm cũng biết Hoàng Thiên không hề dọa dẫm ông ta. Vừa rồi Hoàng Thiên đã ra tay tàn nhẫn như vậy, đây nhất định không phải là đang nói đùa. Đúng, đúng, đúng. Anh Thiên, tôi không dám giở trò gì với anh. Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt. Nếu anh không bận thì thường xuyên tới chỗ tôi chơi nhé. Nụ cười của Đào Văn Lâm đúng là ghê tởm. Ông ta đứng đó và cố nở một nụ cười trái với lòng mình. Ai là bạn của ông? Hoàng Thiên hét lên và tát vào mặt Đào Văn Lâm. Bị dạy dỗ như thế, Đào Văn Lâm không dám nổi điên nhưng trong lòng ông ta thì đang tức điên lên. Mẹ nó Hoàng Thiên, mày cứ chờ đấy. Tao cho mày vênh váo thêm một lúc nữa, đợi bà Mai đến thì tao cho mày biết tay. Đào Văn Lâm chửi rủa Hoàng Thiên trong lòng nhưng ông ta không dám nói ra ngoài miệng. Đào Quốc Vũ đứng ở bên cạnh thì càng không dám nói gì vì anh ta sợ Hoàng Thiên sẽ xử anh ta luôn. Hoàng Thiên không thèm để ý đến những chuyện mà hai cha con nhà họ Đào đã làm. Thấy Tường Vi đã chỉnh Đào Lôi một trận nên thân rồi thì Hoàng Thiên cũng định đi luôn. Cậu chủ, cậu không xử lý đám cặn bã này sao? Tường Vi hỏi Hoàng Thiên. Chỉ là một đám lưu manh tép siêu thôi. Để bọn chúng cút đi, tôi còn có việc phải làm. Hoàng Thiên nói bằng giọng nhàn nhạt. Tường Vi cũng không để ý đến đám lưu manh này. Tường Vi cũng không biết Hoàng Thiên định làm gì. Lúc này cô mới lấy thanh kiếm mềm chỉ vào mặt Đào Lôi và nói, dẫn theo đám người của mày cút ngay đi. Mày còn làm loạn nữa thì sẽ không có chuyện được tha dễ dàng như thế này đâu. Đào Lôi nghe thấy vậy thì cảm giác như vừa được ân xá. Anh ta nhanh chóng đồng ý, đứng dậy rồi dẫn theo đám người của mình chạy đi. Khi Đào Lôi dẫn người đi rồi, trong lòng Đào Văn Lâm càng trở nên sợ hãi. Đào Văn Lâm cũng biết rõ rằng Tiêu Đông Mai sẽ không đến nhanh được như thế. Lúc này Hoàng Thiên vẫn chưa biết phải xử lý ông ta thế nào. Tường Vi không biết Hoàng Thiên định làm gì nhưng cô cũng không hỏi nhiều và chỉ đứng bên cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên và Tường Vi đến trước mặt Đào Văn Lâm. Hai người nhìn Đào Văn Lâm rồi lại nhìn sang Đào Quốc Vũ, lúc này Hoàng Thiên trầm mặt xuống. Có thể khẳng định. Thuốc độc mà Tiêu Đông Mai dùng nhất định là do Đào Văn Lâm bào chế. Lão già này và Tiêu Đông Mai nhất định có quen biết nhau. Bây giờ Tiêu Đông Mai đã bỏ trốn,
Hoàng Thiên đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội có thể moi được tin tức về chỗ ở của Tiêu Đông Mai từ mồm của Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm, tôi hỏi ông một chuyện. Hoàng Thiên nói với Đào Văn Lâm bằng một giọng lạnh lùng. Đào Văn Lâm sợ hãi cuống cuồng, Hoàng Thiên ra tay đánh người tàn nhẫn như thế nào vừa rồi lúc trong phòng ông ta cũng đã biết được. Hiện tại, ông ta cũng không biết khi nào Tiêu Đông Mai mới đến. Đào Văn Lâm thực sự rất lo lắng, ông ta hy vọng Tiêu Đông Mai có thể xuất hiện ngay lập tức và giết chết tên Hoàng Thiên này. Anh Hoàng Thiên, xin hỏi. Đào Văn Lâm gật đầu và khom lưng với Hoàng Thiên rồi cười gian xảo. Nhìn thấy nụ cười gian xảo trên mặt Đào Văn Lâm, Hoàng Thiên rất tức giận. Lão già này vừa nhìn cũng biết là không phải loại người tốt đẹp, mặt lão đúng là cái bản mặt gợi đòn. Bốp! Hoàng Thiên vung tay và tát một cái thật mạnh. Đào Văn Lâm sắp ói ra máu vì uất ức. Ông ta nhận ra ngày hôm nay đúng là chỉ có ăn đòn, lúc vừa rồi ông ta cũng nói không sai, gã Hoàng Thiên này đúng là tùy ý đánh người. Anh Hoàng Thiên, sao tự nhiên anh lại đánh tôi? Đào Văn Lâm uất ức và kêu ca Hoàng Thiên. Bốp, bốp. Hoàng Thiên vẫn đánh chưa đã và anh lại cho Đào Văn Lâm hai cái tát nữa. Sao nào, tôi đánh ông có cần phải có lý do không? Hoàng Thiên hứ một tiếng rồi hỏi lại Đào Văn Lâm. Mẹ nó. Đào Văn Lâm trong lòng mắng Hoàng Thiên dữ dội. Ông ta tức giận đến mức ngã xuống đất và ngất đi. Chuyện gì vậy? Hoàng Thiên sửng sốt nhìn khuôn mặt của Đào Văn Lâm tái nhợt đi. Lúc này anh mới nhận ra rằng Đào Văn Lâm ngất đi là vì ức quá. Ha ha, ông ta có vẻ tức nhỉ. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng rồi ra hiệu với Đào Quốc Vũ rồi nói với anh ta, cậu qua đây. Đào Quốc Vũ sợ nhất là đến trước mặt của Hoàng Thiên, bố của gã cũng đã bị đánh thì huống hồ gì là gã. Nhưng Đào Quốc Vũ không dám không nghe lời Hoàng Thiên. Đào Quốc Vũ lo lắng bước đến trước mặt Hoàng Thiên. Anh Thiên, anh có dặn dò gì tôi không? Đào Quốc Vũ ngoan ngoãn, nhỏ giọng hỏi Hoàng Thiên. Bốp, 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 bốp. Hoàng Thiên không hề nể mặt và tát Hoàng Thiên một phát vào mặt. Mẹ nó. Đào Quốc Vũ nghiến răng nghiến lợi. Đúng là chẳng lệch đi đâu được, đi tới là sẽ bị đánh. Ai là anh của cậu? Cậu mà cũng dám gọi tôi là anh à? Hoàng Thiên hỏi lại Đào Quốc Vũ. Đào Quốc Vũ tức điên nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, đành phải gượng cười nói với Hoàng Thiên, đúng, đúng, anh nói đúng, anh Thiên, em không xứng gọi anh là anh. Sao vẫn còn gọi? Hoàng Thiên nó và đá vào bụng của Đào Quốc Vũ. Đào Quốc Vũ bị đá đến kêu lên và đập mạnh người vào bức tường phía sau. Ruột gan anh ta tưởng như bị đứt lìa. Tường Vi đứng bên cạnh Hoàng Thiên, nhìn thấy cảnh này cô không nhịn được mà cười và lắc đầu. Trong lòng cô nghĩ Hoàng Thiên như vậy có tính là đang ức hiếp người khác không? Anh tìm bừa một cái cớ là có ngay một trận đòn. Đúng vậy, bây giờ Hoàng Thiên đang muốn xử lý cha con nhà họ Đào. Gọi ba cậu dậy đi. Hoàng Thiên chỉ Đào Quốc Vũ và nói. Đào Quốc Vũ không dám không nghe lời, ngoan ngoãn đi gần đến chỗ của Đào Văn Lâm rồi ngồi xuống lay lay tay của Đào Văn Lâm. Cha, dậy đi, mau tỉnh lại đi, nếu không Hoàng Thiên sẽ xử lý con. Đào Quốc nói và trong giọng nói mang theo cảm giác muốn khóc. Cuối cùng Đào Văn Lâm cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, Đào Văn Lâm đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Thiên đang ở đó và Đào Văn Lâm sợ hãi trong lòng. Anh Thiên, phải làm sao thì anh mới chịu tha cho chúng tôi đi. Đào Văn Lâm rất hiểu tình thế bây giờ, Hoàng Thiên chỉ đang tìm cớ đánh người. Hoàng Thiên thấy cuối cùng Đào Văn Lâm mới hồi được lại sức thì tạm thời không ra tay đánh ông ta nữa. Nếu ông có thể giúp tôi tìm được Tiêu Đông Mai thì coi như không có chuyện gì nữa rồi. Hoàng Thiên nói với Đào Văn Lâm bằng một giọng lạnh lùng. Khi Hoàng Thiên đưa ra yêu cầu như vậy, Đào Văn Lâm mở mắt to trừng trừng, ông ta thật sự bị sốc. Hoàng Thiên không phải sợ Tiêu Đông Mai sao? Sao còn chủ động tìm đến Tiêu Đông Mai nữa? Nhưng ngay sau đó, Đào Văn Lâm trở nên vui vẻ. Trong lòng ông ta nghĩ rằng, Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, làm như vậy là mày tự đâm đầu vào chỗ chết. Lại còn đi chủ động đòi tìm bà Mai đang đi tìm mày đấy. Nghĩ đến đây, Đào Văn Lâm vội nói, anh Thiên, đó là chuyện nhỏ thôi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho bà Mai hỏi xem bà ấy ở đâu. Hoàng Thiên nghe vậy thì trong lòng hiểu ngay, quả nhiên Đào Văn Lâm và Tiêu Đông Mai rất thân thiết với nhau. Ông gọi đi, nếu bà ta không chịu nói mình đang ở đâu thì tôi đành phải ra tay với ông vậy. Hoàng Thiên nói bằng giọng nhàn nhạt. Đào Văn Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng ông ta bỗng cảm thấy khá buồn cười bởi vì một lát nữa Tiêu Đông Mai sẽ tới đây mà gã Hoàng Thiên này vẫn không hề hay biết gì.
Giả vờ gọi xong, Đào Văn Lâm cúp máy. Anh Vương, bà Mai nói một lát nữa bà ấy sẽ tới đây gặp tôi. Đào Văn Lâm mỉm cười và báo cáo lại với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn thấy bộ dạng nham nhở của Đào Văn Lâm thì vô cùng tức giận. Anh ta thực sự ngứa mắt với tên khốn nạn Đào Văn Lâm này. Lúc này, Hoàng Thiên không nói gì nữa mà dẫn theo Tường Vi đi tìm một chỗ trong vườn để ngồi xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tường Vi không dám khinh suất vả lại bây giờ cô cũng đang rất lo lắng. Dù gì thì trong suy nghĩ của cô, Tiêu Đông Mai cũng là một người rất đáng sợ. Một lát nữa nếu Tiêu Đông Mai tới đây thì cô vẫn cứ thấy rất sợ hãi. Nhưng Tường Vi quyết định cùng với Hoàng Thiên đối mặt với tất cả những chuyện này bởi vì nếu đêm nay Hoàng Thiên không đưa cô ở lấy thuốc giải thì cô đã đi đời rồi. Có thể nói là Hoàng Thiên đã cứu cô một mạng. Nhìn thấy Hoàng Thiên đang ngồi đó và nhắm mắt dưỡng thần ngồi đó, Tường Vi cầm sẵn thanh kiếm mềm để bảo vệ cho anh và trông chừng Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ. Tường Vi ghê gớm cỡ nào thì vừa rồi Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ cũng đã nhìn thấy nên bọn chúng không dám làm loạn trước mặt của cô. Lúc này, hai cha con nhà họ Đào chỉ còn biết đợi Tiểu Đông Mặt đến. Bọn chúng ước chừng chỉ cần Tiêu Đông Mai đến thì Hoàng Thiên đừng mong sống được nữa. Từng giây, từng phút trôi qua, một giờ đồng hồ sau, bên ngoài cuối cùng cũng có động tĩnh. Một chiếc xe ô tô màu đen chạy như bay đến trước cửa nhà của Đào Văn Lâm rồi phanh kít lại. Ngay sau đó, cánh cửa mở toang và bốn người đàn ông mặc đồ đen lao ra khỏi xe, trên tay mỗi người đều có một khẩu súng. Cha, bà Mai đến rồi. Đào Quốc Vũ phấn khích kêu lên. Đào Văn Lâm cũng lấy lại được tinh thần. Ông ta hào hứng nhìn mọi thứ diễn ra và cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Đông Mai. Nhưng trong xe chỉ có bốn người đàn ông mặc đồ đen và cầm súng xông vào sân. Tiêu Đông Mai không hề tới. Đào Văn Lâm hơi thất vọng nhưng vẫn hét lên với bốn người áo đen, các cậu đều là đàn em của bà Mai đúng không? Nhanh, nhanh, Hoàng Thiên ở bên này. Đào Văn Lâm vừa hét vừa chỉ vào Hoàng Thiên. Thấy tình hình vậy, tim Tường Vi sóc lên tận cổ họng. Bốn tên sát nhân giết người cấp tốc được huấn luyện bài bản và tất cả bọn họ đều có súng. Thật sự quá nguy hiểm. Tường Vi đã gặp cả bốn tên sát thủ này ở Hà Nội. Cô biết những người này đều là những sát thủ máu lạnh được Tiêu Đông Mai huấn luyện bí mật cậu chủ, mau rút thôi. Tường Vi theo bản năng đứng bảo vệ trước mặt Hoàng Thiên. Cô trực tiếp dùng thân mình đỡ đạn thay cho Hoàng Thiên. Thấy tình huống như vậy, Hoàng Thiên không khỏi bị sốc. Anh thực sự không ngờ rằng trong tình huống nguy nan như vậy mà Tường Vi lại hành động như thế. Cô không có thời gian để suy nghĩ, cô làm như vậy tất cả đều xuất phát từ bản năng. Cô gái này quả thực không đến nỗi nào. Euro ó lẽ vì muốn báo với cứu mạng mà cô mới làm như thế. Hoàng Thiên thầm nghĩ trong lòng, anh đã có kế hoạch rồi. Sau chuyện này, anh nhất định sẽ giữ Tường Vi ở lại bên cạnh để làm vệ sĩ cho anh. Đừng hoảng sợ, không sao đâu. Hoàng Thiên cười lãnh đạm và nhìn Tường Vi, anh vẫn ngồi yên ở đó và không lộ ra chút sợ hãi nào. Hả, vẫn còn không sao sao? Đôi mắt xinh đẹp của Tường Vi mở to, cô ấy thực sự bị Hoàng Thiên làm cho choáng váng. Bốn tên sát nhân có súng, vậy mà cậu chủ vẫn nói là không có chuyện gì. Không sao đâu, đừng căng thẳng. Hoàng Thiên nắm lấy tay Tường Vi và bảo cô ngồi bên cạnh mình. Bốn tên sát thủ vô cùng tức giận khi thấy Hoàng Thiên như thế. Hoàng Thiên căn bản không hề để mắt tới bọn chúng. Đấu với Hoàng Thiên tay không tấc sắt như vậy thì có gì để lấy làm tự hào chứ? Ha ha, cậu Thiên, cậu điên thật rồi. Tay súng dân đầu lắc khẩu súng trong tay và đi về phía Hoàng Thiên với vẻ chế nhạo. Ba tay súng còn lại cũng tiến dần về phía Hoàng Thiên. Bọn họ đều đang ôm một bụng tức và chỉ đợi chủ ra lệnh là sẽ bắn chết Hoàng Thiên. Nhưng tên sát thủ cầm đầu không bắn ngay lập tức. Anh ta đã nhận được lệnh của Tiêu Đông Mai là phải bắt sống Hoàng Thiên chứ không được bắt rồi lại bản chết. Trong tình huống thế này, việc Hoàng Thiên bị bắt sống có lẽ đã là điều hiển nhiên. Tại sao Tiêu Đông Mai không đến? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn tên thủ lĩnh và bình tĩnh hỏi. Tên thủ lĩnh thật sự không nói nên lời. Anh ta nghi ngờ không phải Hoàng Thiên sợ quá hóa đần hay không? Làm sao có thể bình tĩnh được như vậy cơ chứ? Bà chủ không tới, anh Vương. Chúng ta ít nói nhảm thôi, anh đi với chúng tôi một chuyến. Tên thủ lĩnh nhìn chằm chằm Hoàng Thiên và lạnh lùng nói. Dựa vào mình mấy cậu thì không dẫn tôi đi được đâu. Hoàng Thiên cười nhạt. Không dẫn đi được sao? Để ông mày xem làm sao mà không dẫn đi được. Tên thủ lĩnh phát điên.
Anh ta lên tinh thần và đi vài bước đến trước mặt Hoàng Thiên. Anh ta dí khẩu súng vào đầu Hoàng Thiên. Bảng! Một tiếng súng vang lên và tên thủ lĩnh kia bị bắn một phát vào cổ tay. Ất! Tên cầm súng gào lên thảm thiết. Anh ta đau không cầm được súng nữa và khẩu súng rơi xuống đất. Khốn nạn! Ba tay súng còn lại sửng sốt rồi nhanh chóng nhìn về hướng có tiếng súng. Tất cả súng trong tay đều chĩa về phía bức tường trong sân. Bằng, bằng, bằng. Có thêm ba tiếng súng nữa, người ẩn nấp trên tường bách phát bách chúng, bắn chúng hết vào cổ tay của ba tên sát thủ còn lại. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, trong vòng chưa đầy 5 giây cả bốn tay súng đều bị bắn vào cổ tay và làm rơi súng ra. Sức chiến đấu hoàn toàn về không. Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ vô cùng kinh hãi. Cả hai đều bối rối và nhanh chóng nhìn về bức tường phía đông bởi vì tiếng súng phát ra từ đó. Nhìn xong Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ càng kinh hãi hơn. Chỉ có hai lính đặc nhiệm ngụy trang với súng trường tự động trong tay, họ nhảy qua khỏi bức tường sân và đi thẳng đến chỗ của Hoàng Thiên. Bây giờ bọn chúng mới nhận ra rằng chính hai tên cầm súng trường này đã xử lý gọn gàng bốn tay sát thủ vừa rồi. Tường Vi nhìn thấy hai lính đặc nhiệm này thì cô mới hiểu tại sao vừa rồi Hoàng Thiên lại bình tĩnh như vậy. Cậu chủ, hóa ra cậu đã chuẩn bị từ trước. Tường Vi hiểu ra mọi chuyện và quay sang nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, vừa rồi trong lúc đợi Tiêu Đông Mai Hoàng Thiên đã âm thầm thông báo cho hai thành viên lực lượng đặc biệt và yêu cầu họ tìm trước một điểm ngắm bản ở đây. Sau khi hai lính đặc nhiệm xử lý xong bốn khẩu súng lục, bọn họ đi đến trước mặt Hoàng Thiên. Ông Hoàng Thiên, ông định xử lý bốn tên này thế nào? Một lính đặc nhiệm hỏi Hoàng Thiên. Trói tất cả lại đã. Hoàng Thiên nói. Vâng. Hai lính đặc nhiệm đồng thanh trả lời. Hai người lấy dây thừng ra, dùng dao găm quân dụng cắt dây và trói chặt bốn tên kia lại. Bốn tên này đúng là quá thảm, trên cổ tay máu chảy tong tỏng lại còn bị trói chặt không cho di chuyển. Đúng là đau đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Thiên phớt lờ bốn tên này và vẫy tay với Đào Văn Lâm ra hiệu cho lão già này đi tới. Đào Văn Lâm sợ run rẩy, Hoàng Thiên càng bình tĩnh bao nhiêu thì Đào Văn Lâm càng lo sợ bấy nhiêu. Lúc này ông ta mới nhận ra mình chọc giận Hoàng Thiên. Đây đúng là một chuyện kinh khủng. Nhưng Hoàng Thiên kêu ông ta đi qua, ông ta không dám đi nên đành phải cố nhấc chân bước lại gần Hoàng Thiên. Cả cậu nữa. Hoàng Thiên chỉ vào Đào Quốc Vũ và lạnh lùng nói. Chân của Đào Quốc Vũ oạt đi và cậu ta đi theo Đào Văn Lâm tới trước mặt Hoàng Thiên, nhưng anh ta không dám nói nữa vì sợ Hoàng Thiên sẽ đánh mình lần nữa. Anh Thiên! Đào Văn Lâm thở hổn hển và nhìn Hoàng Thiên, ông ta không biết nói gì thì mới phải. Hoàng Thiên ngồi ở đó và mặt anh gần như không có biểu cảm gì. Anh nhìn Đào Văn Lâm và nói, ông Lâm, ông làm chuyện mất nhân tính quá rồi. Cậu Hoàng Thiên, tôi không biết lời này của cậu là có ý gì. Đào Văn Lâm vẫn còn đang giả vờ hồ đồ, một bộ dạng rất vô tội trước mặt Hoàng Thiên. Quỳ xuống. Hoàng Thiên chỉ xuống mặt đất, ý bảo Đào Văn Lâm quỳ xuống. Quỳ xuống. Đào Văn Lâm nghe xong lập tức trừng lớn con mắt, ông ta không ngờ rằng Hoàng Thiên lão có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Bản thân ông ta dù thế nào đi nữa thì cũng được mệnh danh là Dược Vương đấy, là người có thân phận, tuy sống trong một làng núi nhỏ, nhưng cũng được xem như có tiếng tăm. Làm sao có thể tùy tiện quỳ xuống trước mặt người khác chứ? Vậy sau này còn mặt mũi đâu mà gặp người a? Trong lòng Đào Văn Lâm nghĩ đến những thứ này, thật sự hận Hoàng Thiên đến ngứa răng. Cậu Hoàng Thiên, cậu thật là quá đáng, tôi cũng đã có tuổi rồi, vậy mà cậu còn bảo tôi quỳ xuống dưới chân cậu. Đào Văn Lâm trợn tròn mắt, bộ dạng không phục. Mẹ kiếp, bảo ông quỳ thì ông cứ quỳ, còn tiếp tục dây dưa rong dài nữa thì cắt luôn cái chân chó của ông. Một đội viên đặc chủng mắng to một câu, hung hăng đá vào khớp chân của Đào Văn Lâm. Bịch bịch một tiếng, Đào Văn Lâm trực tiếp quỳ thẳng xuống trước mặt Hoàng Thiên. Còn mày nữa, mày cũng quỳ luôn. Đội viên đặc chủng chỉ vào Đào Quốc Vũ, ra hiệu cho anh ta cũng quỳ xuống. Đào Quốc Vũ không dám lề mề, thành thành thật thật cùng với cha anh ta quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên. Ông đã sớm nói cho Tiêu Đông Mai biết, tôi đến chỗ này à? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi Đào Văn Lâm, hiện giờ anh đã nhận ra được, chắc chắn Đào Văn Lâm đã lén lút báo cáo tình hình cho Tiêu Đông Mai. Nếu không, Tiêu Đông Mai cũng sẽ không xuất hiện, càng sẽ không phái bốn tay súng bắn tỉa tới đây. Nếu đã phái ra bốn tay súng bắn tỉa, rất rõ ràng là đã biết Hoàng Thiên ở đây. Không có, tôi không có nói cho bà ta biết. Đào Văn Lâm lắp bắp ngụy biện,
lão già này cũng biết nếu như bản thân ông ta mà thừa nhận, chắc chắn sẽ bị Hoàng Thiên trừng trị rất thảm. Tôi hỏi ông một lần nữa, ông có nói cho bà ta biết hay không? Hoàng Thiên vừa nói xong, thì cúi xuống đất nhặt lên một cục gạch, cầm trong tay. Cái này, cái này. Đào Văn Lâm cực kỳ đau đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ Hoàng Thiên muốn dùng cục gạch này đập mình hay sao? Nếu thừa nhận, chắc chắn sẽ rất thê thảm, Đào Văn Lâm biết rõ đạo lý này, nên lão già này dự định cho dù có bị đánh đến chết cũng không thừa nhận. Tôi không có nói cho bà ta biết. Hoàng Thiên, làm người thì phải hiểu có ơn tất báo, tôi cũng đã giải độc cho người phụ nữ của cậu rồi, cậu không báo đáp tôi còn chưa tính, còn ép tôi như vậy là thế nào? Sức lực Đào Văn Lâm quay lại, quỳ gối nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chỉ trích Hoàng Thiên. Bốp! Hoàng Thiên một chút cũng không nương tay, mạnh mẽ đập cục gạch vào trên đầu Đào Văn Lâm. A! À, Đào Văn Lâm đau đến mức hét thảm một tiếng, xoay người ngã xuống đất. Ông có cam tâm tình nguyện giải độc cho cô ấy sao? Ông và con của ông có tâm tư gì, trong lòng không nghĩ đến hả? Hoàng Thiên tức giận quát lớn. Đào Văn Lâm đã bể đầu chảy máu, té trên mặt đất run lẩy bẩy. Ông ta bị Hoàng Thiên hỏi đến mức không thể nào phản bác được, lúc trước đúng là nổi lên sát tâm với Tường Vi, có ý muốn quấy rối cô ta. Lấy thêm cho tôi một viên gạch khác đi, nếu lão già này không thành thật nói rõ thì tôi sẽ đập đến khi nào ông ta nát đầu mới thôi. Hoàng Thiên nói với một đội viên đặc chủng. Vâng, đội viên đặc chủng quay người lấy 4 viên gạch ngay trong sân, mang đến trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lại cầm lên một viên gạch, chuẩn bị đập vào đầu Đào Văn Lâm thêm một cái nữa. Thế nhưng làm Đào Văn Lâm sợ đến muốn tiểu trong quần, đập một cái, đầu cũng đã sắp bể, nếu thêm một cái nữa còn không phải sẽ chết hay sao? Đừng, 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 cậu Hoàng Thiên, tôi sẽ nói thật cho cậu biết. Đào Văn Lâm sợ đến mức đang đứng dậy lại tiếp tục quỳ xuống, dùng chút sức xua tay với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không tiếp tục đập lão già này, chỉ lạnh lùng theo dõi ông ta. Đào Văn Lâm biết nếu không trung thực là không được, nhanh chóng run rẩy nói, lúc trước tôi lén lút gọi điện thoại cho bà Tiêu, nói cho bà ta biết cậu đang ở nhà tôi để bà ta tới đây xử lý cậu. Ông có biết hiện giờ Tiêu Đông Mai đang ở đâu hay không? Hoàng Thiên hỏi Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm lắc đầu thật mạnh, cậu Hoàng Thiên, tôi thật sự không biết. Nếu tôi nói dối cậu, tôi sẽ chết không được toàn thây. Hoàng Thiên nghe lời nói và quan sát sắc mặt của ông ta, phát hiện Đào Văn Lâm vội đến mức sắp khóc, biết lão già này có lẽ không dám nói dối. Hơn nữa Tiêu Đông Mai lại xảo quyệt như vậy, chắc hẳn sẽ không dễ dàng tiết lộ hành tung của mình cho Đào Văn Lâm. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên nói với hai đội viên đặc chủng, áp hai cha con qua một bên, để cho bọn họ nhớ lâu hơn một chút. Vâng. Hai đội viên đồng thời trả lời, sách Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ như sách con gà con đến chân tường, hung hăng dạy dỗ bọn họ. Âm thanh gào khóc thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến, Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ bị đánh thê thảm, cuối cùng bọn họ cũng biết Hoàng Thiên đáng sợ như thế nào. Bây giờ Hoàng Thiên có hơi nổi giận, từ sau khi Tiêu Đông Mai xuất hiện, trong lòng của anh vẫn hỗn loạn. Lúc này trong lòng Hoàng Thiên có linh cảm, nếu như không nhanh chóng đối phó Tiêu Đông Mai đáng chết này, nói không chừng sẽ còn có chuyện gì đó xảy ra. Nhún 4 tay súng bắn tỉa đang bị trói, Hoàng Thiên biết, chỉ có thể từ trong miệng 4 người này mới có thể biết được tung tích của Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai ở đâu? Hoàng Thiên chỉ vào thủ lĩnh tay súng bắn tỉa, lạnh lùng hỏi. Thủ lĩnh tay súng bắn tỉa cảm thấy rùng mình, vừa rồi lúc Hoàng Thiên cầm cục gạch đập vào đầu, anh ta đều thấy rất rõ ràng. Lần này đến lượt anh ta biết chắc là phải thảm rồi. Cậu chủ Hoàng Thiên, việc này tôi không thể nói. Thủ lĩnh tay súng bắn tỉa cực kỳ kiên quyết nói. Hoàng Thiên vừa nghe xong thì ánh sáng trong mắt anh lóe lên, ý tứ trong lời nói của thủ lĩnh tay súng này rất rõ ràng, anh ta biết Tiêu Đông Mai đang ở đâu, chẳng qua là anh ta không chịu nói mà thôi. Nói như vậy, là cậu biết Tiêu Đông Mai đang ở đâu à? Hoàng Thiên đứng dậy, hỏi thủ lĩnh tay súng bắn tỉa. Tôi biết, nhưng tôi sẽ không phản bội bà ấy. Thủ lĩnh tay súng bắn tỉa một bộ dáng thấy chết không sờn, lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên suýt chút nữa bị thằng này làm cho tức chết, còn rất có cốt khí đấy nhỉ, để tôi xem thử cậu có thể cứng rắn đến khi nào. Đừng có nói nhiều lời thừa thãi như vậy, tôi bảo cậu nói thì cậu phải nói. Hoàng Thiên nói rất bình thản. Thủ lĩnh tay súng bắn tỉa tỏ ra cực kỳ không phục, hừ lạnh một tiếng nói với Hoàng Thiên, hừ, tại anh không biết thuộc hạ dưới tay bà chủ phải trải qua biết bao nhiêu huấn luyện nghiêm khắc. Rơi vào trong tay anh, tôi thừa nhận,
nhưng anh đừng muốn biết được bất cứ điều gì từ trong miệng tôi. Được rồi, chỉ mong rằng một lát nữa cậu cũng có thể cứng miệng như vậy. Hoàng Thiên nói xong, đứng lên phất phất tay với hai đội viên đặc chủng. Cậu Hoàng Thiên, có gì cần dặn dò? Một đội viên đặc chủng đã chuẩn bị xong dao găm, chạy chậm đến gần Hoàng Thiên. Một đội viên khác không tham gia đánh Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ, cũng đã đến bên cạnh Hoàng Thiên. Vị anh hùng này tự nhận là xương cốt rất cứng, hai người các cậu suy nghĩ biện pháp thử xem, phải làm thế nào để miệng của cậu ta đừng có cứng rắn như vậy nữa. Hoàng Thiên chỉ vào thủ lĩnh tay súng bắn tỉa, ra lệnh cho hai đội viên đặc chủng. Sau khi hai đội viên đặc chủng nghe Hoàng Thiên nói xong, tất cả bọn họ đều cười lạnh một tiếng. Cậu Hoàng Thiên, mấy năm nay chúng tôi đi theo anh Thanh, loại xương cứng nào mà chưa từng thấy qua. Tôi cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc thằng nhóc này xương cứng đến bao nhiêu, ha ha. Một đội viên đặc chủng cười lạnh một trận, sau đó xách thủ lĩnh tay súng bắn tỉa sang một bên. Tim của thủ lĩnh tay súng bắn tỉa đang rỉ máu, vừa rồi anh ta cũng chỉ cố gắng làm anh hùng rơm mà thôi, thật ra trong lòng anh A vô cùng sợ hãi. Vốn dĩ cho rằng mình biểu hiện cứng rắn như vậy, Hoàng Thiên sẽ buông tha, lại không ngờ rằng Hoàng Thiên sẽ không tin, không chừng chỉ anh ta là không được. Không đợi thủ lĩnh tay súng bắn tỉa nói thêm cái gì, hai đội viên đặc chủng cũng đã xuống tay. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra, thủ lĩnh tay súng bắn tỉa vô cùng đau khổ, không bao lâu sau cả người bê bết máu. Mày đừng vội cầu xin tha thứ, đừng làm cho bọn tao khinh thương mày. Một đội viên đặc chủng vừa hạ dao, vừa không nhanh không chậm nói với Đào Quốc Vũ. Đừng cầu xin em gái mày. Thủ lĩnh tay súng bản tỉa sắp điên luôn rồi, trong lòng mắng chửi, anh ta thật sự không chịu nổi kiểu tra tấn như thế này. Chỉ như vậy trong chốc lát, trên người anh ta đã hơn hàng chục vết cắt, nếu cứ tiếp tục mạnh miệng, thì có thể cũng sẽ bị cắt thành tổ ong vỏ vẽ luôn mất. Cậu chủ Hoàng, tôi nói, tôi sẽ nói hết toàn bộ, anh nhanh bảo bọn dừng tay đi. Thủ lĩnh tay súng bản tỉa khóc hô hào với Hoàng Thiên. Chẳng phải cậu đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc của Tiêu Đông Mai hay sao? Chỉ như vậy một lát thôi mà cũng chịu không nổi à? Hoàng Thiên cực kỳ cạn lời nói với thủ lĩnh tay súng bản tỉa. Tôi sai rồi cậu chủ Hoàng, bất cứ chuyện gì tôi cũng bằng lòng nói. Thủ lĩnh tay súng bắn tỉa khóc ròng nói. Xem như cậu thức thời, nói đi. Hoàng Thiên nói xong, phất tay ra hiệu hai đội viên đặc chủng dừng tay. Thủ lĩnh tay súng bắn tỉa đã hoàn toàn chịu phục. Lúc này nói với Hoàng Thiên, cậu chủ Hoàng, bà Tiêu vẫn còn ở trong thành phố Bắc Ninh. Lập tức đưa tôi đi tìm bà ta. Trong mắt Hoàng Thiên tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói với thủ lĩnh tay súng bắn tỉa. Vốn dĩ Tiêu Đông Mai rất khắc nghiệt và tàn nhãn với bọn họ, thế nên nếu phản bội bà A, thì nhất định sẽ không có cái kết tốt đẹp. Vậy nên mấy tay súng vẫn còn lưỡng lự, không dám đồng ý với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng nhận thấy rằng những tay súng này rất sợ Tiêu Đông Mai. Bởi vì lúc này, trong ánh mắt bốn người bọn họ đều tràn đầy vẻ sợ hãi. Sao nào, không dám đưa tôi đến gặp Tiêu Đông Mai sao? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn những tay súng này, vì đã bỏ ra một đêm, nên bây giờ Hoàng Thiên rất sốt ruột. Mấy tay súng bị ánh mắt của Hoàng Thiên làm cho run rẩy cả người, mấu chốt là nỗi đau vừa rồi bị mấy chục nhát dao, đúng là màn đày đọa vô nhân đạo. Nếu như làm Hoàng Thiên tức giận, nhất định họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Về điểm này thì mấy tay súng hiểu rất rõ. Cậu Thiên, cậu làm thế này chẳng khác nào đồn anh em chúng tôi vào con đường chết chứ. Bà Mai thì vô cùng độc ác, cậu hiểu rõ hơn chúng tôi mà, chúng tôi không dám phản bội bà ấy. Mấy tay súng nói với Hoàng Thiên với vẻ mặt khổ sở. Nghe được điều này, Hoàng Thiên không nhịn được cục tức trong lòng. Nếu các ngươi sợ Tiêu Đông Mai kia, tức là các ngươi không sợ Hoàng Thiên ta sao? Vẻ mặt Hoàng Thiên trùng xuống. Rồi nhìn bốn tay súng kia. Mấy tay súng không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu tỏ vẻ vâng lời. Hoàng Thiên không còn kiên nhẫn được nữa, đã nửa đêm rồi, phải nhanh chóng quay về thành phố Bắc Ninh để có thể tìm được Tiêu Đông Mai. Nếu không, thì không biết bà ta còn làm ra những chuyện tàn nhãn gì nữa đây. Mấy anh tiếp tục đi. Hoàng Thiên nói với hai người lính lực lượng biệt kích. Hai người lính biệt kích sớm đã nôn nóng trong lòng, bốn tay súng này thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không thể mềm lòng được nữa rồi. Vâng. Hai người lính đặc công đáp đồng ý, rồi lấy ra con dao găm quân dụng để cho mấy ai súng kia ăn thêm mấy nhát. Có thể khiến mấy tay súng kia khiếp sợ, mà không dám thử đến nỗi đau ban nãy nữa. Nhìn hai con dao găm quân dụng sáng bóng,
Tâm lý phòng ngự của mấy tay súng hoàn toàn sụp đổ, bọn họ quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên. Cậu Thiên, chúng tôi đồng ý đưa cậu đến gặp Tiêu Đông Meo. Tay súng dẫn đầu Dương Bộ mặt khổ sở lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, ra hiệu cho hai người lính biệt kích đưa cả bốn tay súng này lên xe. Hai thành viên lực lượng biệt kích đã áp giải tư tay súng ra khỏi nhà của Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ đứng ngây người ra, cả hai đều kinh hãi, không biết tiếp theo Hoàng Thiên sẽ xử lý họ thế nào. Hai người nhớ cho kỹ đây, nếu còn móc nối với Tiêu Đông Mai, thì không còn dễ dàng như hôm nay đâu. Hoàng Thiên liếc nhìn Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ với vẻ mặt lạnh lùng như cảnh cáo họ. Cậu Thiên cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không dám nữa. Đào Văn Lâm tỏ vẻ nghe lời, liên tục gật gật với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không rõ những lời lão già này nói có thật hay không, nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng nào mà để ý đến cha con họ, rồi đưa Tường Vi rời khỏi đây. Sau khi rời khỏi đây, Hoàng Thiên lái xe đưa Tường Vi quay về thành phố Bắc Ninh. Còn hai người lính biệt kích thì lái xe theo. Sau Hoàng Thiên, chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, cả hai xe đã đến thành phố Bắc Ninh. Lúc này xe của hai người lính biệt kích vượt lên phía trước, còn xe của Hoàng Thiên thì theo sau. Có lẽ tay súng kia đang chỉ đường đến chỗ Tiêu Đông Mai, trong lòng Hoàng Thiên rất mong chờ. Cậu chủ, cậu nghĩ bốn tay súng kia có thể giúp chúng ta tìm đến chỗ bà chủ không? Tường Vi đang ngồi trong xe, trong lòng vẫn rất hồi hộp. Nên là như vậy. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Nếu như cậu gặp được bà chủ, thì cậu có giết bà ấy không? Tường Vi nhìn Hoàng Thiên rồi tò mò hỏi. Câu hỏi khiến Hoàng Thiên sững sờ, anh thật sự chưa nghĩ tới câu hỏi này. Đã lâu, Hoàng Thiên rất nóng lòng muốn giết chết Tiêu Đông Mai, nhưng đến giờ phút này, thì trong lòng Hoàng Thiên vẫn còn do dự. Dù sao thì Tiêu Đông Mai cũng là mẹ kế của Hoàng Thiên, là người phụ nữ mà cha của Hoàng Thiên yêu quý nhất. Nếu Tiêu Đông Mai thực sự bị giết thì khó mà có hồi kết, dư luận sẽ nhảy dựng lên. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người nói Hoàng Thiên là một kẻ giết người vô luân, giết mẹ một cách tàn bạo. Tôi cũng không biết nữa. Hoàng Thiên lắc đầu. Thấy thế Tường Vi không hỏi thêm nữa, trong lòng cô ta thoáng lo lắng, cảm thấy Tiêu Đông Mai sẽ không chút lưu tình mà giết Hoàng Thiên, còn Hoàng Thiên lại kiêng nể nhiều như vậy, rõ ràng anh đang gặp bất lợi. Không lâu sau đó, Hoàng Thiên đã lái xe đến một khu dân cư cũ bình thường. Hoàng Thiên đậu xe ở tầng dưới của một ngôi nhà cổ rột nát. Hoàng Thiên bước qua cùng với hai người lính biệt kích, lúc này hai người lính biệt kích đã xuống xe, còn áp giải cả tay súng dẫn đầu kia. Còn ba tay súng kia vẫn ở lại trong xe, không có lệnh của hai người lính biệt kích thì ba tay súng kia không dám xuống xe. Cậu Thiên, hắn nói Tiêu Đông Mai ở tầng 5. Một người lính biệt kích chỉ lên lầu, rồi nói nhỏ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liếc nhìn tay súng kia và hỏi, người có chắc là mình không dở trò chứ? Liệu Tiêu Đông Mai lại tìm đến một nơi ồi tàn như vậy để ở sao? Cậu Thiên, bà chủ muốn tìm một nơi hẻo lánh để tránh người khác chú ý, thì nơi này là thích hợp nhất. Tay súng lớn tiếng giải thích. Khẽ tiếng một chút. Hoàng Thiên trừng mắt nhìn, anh phát hiện tay súng này đang cố tình lớn tiếng, quả nhiên là muốn thông báo cho Tiêu Đông Mai biết. Tay súng không dám chọc một người thông minh như Hoàng Thiên, hắn liền cúi đầu không dám nói nữa. Đưa hắn lên. Hoàng Thiên nói với hai người lính biệt kích. Vâng. Hai người lính biệt kích tuân lệnh và áp giải tay súng vào một hành lang tối. Hoàng Thiên quay đầu lại nói với Tường Vi, cô đừng lên, hãy ở dưới đây trông chừng ba tên kia. Tường Vi thực sự nghe lời Hoàng Thiên, gật đầu đồng ý, rồi lên xe trông chừng ba tay súng bị trói còn lại. Lúc này Hoàng Thiên nghiến răng, ánh mắt dõi theo sau lưng hai người lính biệt kích, rồi tiến vào hành lang. Nếu tay súng kia không dở trò, thì đêm nay, anh có thể làm rõ mọi chuyện với Tiêu Đông Meo đi đến tầng 5, tay súng đứng trước cửa, ra hiệu chính là ở đây. Anh có chìa khóa không? Hoàng Thiên hạ giọng hỏi tay súng. Tay súng nhanh chóng gật đầu rồi nhìn vào túi. Hoàng Thiên lấy chiếc chìa khóa từ trong túi áo hắn ra, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Hai người lính biệt kích cảnh giác cao độ, đã được huấn luyện tốc độ, đối mặt với tình huống này, vốn dĩ không cần Hoàng Thiên dặn dò. Thì họ cũng biết nên làm gì. Hoàng Thiên dẫn đầu vào phòng, hai người lính biệt kích lấy ra những khẩu súng lục tước được, không gian trong phòng nhỏ hẹp, nên súng trường không còn hữu dụng. Phòng khách tối đen như mực, Hoàng Thiên bật đèn lên, sau đó bắt đầu lục soát toàn bộ căn phòng. Tuy nhiên, Hoàng Thiên đành thất vọng vì trong phòng không có lấy một bóng người, dưới gầm giường và trong các ngăn tủ,
những nơi có thể giấu người anh đều đã tìm kiếm, nhưng lại không thấy Tiêu Đông Mai đâu. Anh dám chơi tôi? Lông mày Hoàng Thiên dựng đứng lên, rồi túm lấy cổ áo của tay súng kia. Cậu Thiên, tôi không có nói dối cậu, bà chủ thực sự sống ở đây mà. Vậy bà ta đâu? Tôi cũng không biết, hay là, để tôi gọi cho bà ấy xem sao. Tay súng run rẩy nói với Hoàng Thiên. Nhanh lên! Hoàng Thiên tức giận nói. Tay súng bị dồn ép, hai tay bị trói chặt, hắn cũng không có cách nào gọi điện cả. Một người lính biệt kích đã giúp hắn lấy điện thoại di động, sau đó bấm số của Tiêu Đông Mai. Gọi nhiều lần, nhưng Tiêu Đông Mai vẫn không nghe máy. Hoàng Thiên rất lo lắng, anh biết đêm nay có thể sẽ ra về tay chẳng, cũng hiển nhiên thôi, Tiêu Đông Mai đã đoán trước được việc cử người đi sẽ thất bại nên bà ta đã chuồn trước. Cậu Thiên, làm sao bây giờ? Một người lính biệt kích hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không biết làm gì được, vốn dĩ Tiêu Đông Mai không quan tâm đến sống chết của bọn thuộc hạ, bắt bốn tay súng này cũng vô ích thôi, Tiêu Đông Mai sẽ không xuất hiện đâu. Anh nghĩ Tiêu Đông Mai còn có thể đi đâu nữa? Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi, liền hỏi tay súng kia. Nói đi, nếu ngươi không điều gì có giá trị, thì tôi giết anh đấy. Một người lính biệt kích hét lên giận dữ, rồi đưa con dao găm sát vào cổ tay súng. Tay súng bắt đầu sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy, đây không phải là chuyện đùa, hắn biết rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi nói, đừng giết tôi. Tay súng nhanh chóng run rẩy hét lên. Nói, cậu Thiên, cậu nên để ý an nguy của gia đình cậu một chút. Tay súng do dự nói với Hoàng Thiên. Nghe vậy, trong lòng Hoàng Thiên bắt đầu có dự cảm không lành. Ý của anh là sao? Hoàng Thiên nắm chặt lấy cổ áo của tay súng rồi lớn tiếng hỏi. Bà chủ từng nói với chúng tôi rằng dù chuyến đến thành phố Bắc Ninh lần này không giết được cậu thì cũng phải khiến cậu nếm nỗi đau mất đi người thân yêu. Tay súng đứng đầu nói đến đây, chợt không dám lên tiếng nửa nữa, sợ sẽ chọc giận Hoàng Thiên. Chết tiệt! Hoàng Thiên tức giận đến nghiến răng, Tiêu Đông Mai thật quá ghê tởm. Lúc này bà ta lại không có ở đây, trong lòng Hoàng Thiên trầm xuống, anh có chút dự cảm không hay. Trong đầu Hoàng Thiên bây giờ, lo lắng nhất là cho vợ Lâm Ngọc An. Anh vội vàng rút điện thoại ra, gọi cho Lâm Ngọc An. Nhưng điện thoại vẫn không có ai nghe máy, Hoàng Thiên lại gọi điện cho Trương Lan Phượng, nhưng điện thoại bà ta đã tắt nguồn. Các cậu áp giải mấy tay súng này, tôi đi trước. Hoàng Thiên nói với hai đội viên đặc chiến. Cậu Thiên, vậy cậu thì sao? Tôi về nhà một chuyến. Hoàng Thiên nói, bước nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống lầu. Hai đội viên đặc chiến cũng không dám nói gì thêm, áp giải tay súng cầm đầu xuống lầu. Sau đó lái xe đi. Tường Vi ở bên dưới nhìn thấy lúc áp giải xạ thủ kia đi chỉ còn lại ba người, sau đó lại nhìn thấy Hoàng Thiên đi ra, cô vội vàng xuống xe. Sao thế, có bà chủ Mai ở đây không? Tường Vi hỏi Hoàng Thiên. Không có bà ta ở đây. Hoàng Thiên nói. Thế bây giờ phải làm thế nào? Tim Tường Vi trùng xuống, cô cảm thấy có rắc rối to rồi. Tôi về nhà trước, có thời gian sẽ liên hệ với Châu. Hoàng Thiên nói với Tường Vi. Tường Vi nhẹ nhàng gật đầu, cô chưa sẵn sàng để về lại Hà Nội, cũng không dám quay về. Nếu như Hoàng Thiên không giúp đỡ cô thật sự không biết bản thân sẽ phải đi đâu. Hoàng Thiên không nói gì, anh lái xe rời khỏi đó, chạy thẳng đến biệt thự Hải Hoa. Lao vùn vụt trên đường, Hoàng Thiên chỉ nghĩ đến việc có thể nhanh chóng nhìn thấy Lâm Ngọc An bình an vô sự. Nhưng vừa mới đến gần biệt thự Hải Hoa, tim Hoàng Thiên giống như bị treo lên. Bởi vì xa xa anh có thể nhìn thấy, biệt thự Hải Hoa có ánh lửa, rõ ràng là đang bị bốc cháy. Hơn nữa từ vị trí này nhìn thấy dường như là biệt thự phía đông của anh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đôi mắt Hoàng Thiên mở lớn, tim anh đập loạn nhịp, vô cùng lo lắng. Đợi đến sau khi vào khu biệt thự, cuối cùng Hoàng Thiên mới xác định ngọn lửa phát ra từ tòa nhà phía đông biệt thự của anh. Thưa anh không thể vào trong. Một nhân viên bất động sản ngăn Hoàng Thiên lại. Tránh ra, Hoàng Thiên không thể khống chế được cảm xúc, đẩy mạnh một cái, anh xô luôn cả nhân viên bất động sản kia sang một bên, sau đó chạy thẳng đến gần căn biệt thự. Lúc này đã có nhân viên phòng cháy chữa cháy đang dập lửa, đồng thời giải cứu những người còn kẹt lại bên trong căn biệt thự. Lửa cháy rất lớn, không thể khống chế được, có vài nhân viên chữa cháy lao ra khỏi căn biệt thự, cứu sống được ba người đang được quấn trong chiếc chăn bông đã được thấm nước. Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên xông thẳng vào trong trạm gác,
xé dây cảnh báo, đón lấy cơ thể Lâm Ngọc An đang được quấn trong chân mà ôm vào lòng. Cứu ra được ba người, trong đó có Lâm Ngọc An và Lâm Huỳnh Mai, còn có Trương Lan Phượng. Gương mặt cô gái xám xịt đen đúa, bị không ít khói ám vào. Thảm nhất là Trương Lan Phượng, tóc đã bị đốt trụi, chân mày cũng chỉ còn lại một bên, thảm hại không thể tả nổi. Tóc Lâm Huỳnh Mai cũng bị cháy một mảng to, quần áo trên người cô cũng bị đốt cháy hết, còn chưa hết kinh hoàng đứng ở đó. Nhìn Lâm Ngọc An đang nằm trong ngực mình, trong lòng Hoàng Thiên mãnh liệt châm xuống. Chỉ nhìn bên mặt trái của Lâm Ngọc An bị cháy một mảng nhỏ, da cũng bị bỏng. Bỏng như thế này chắc chắn sẽ để lại sẹo, đối với một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Lâm Ngọc An mà nói, đây là một cú sốc rất lớn. Ông xã, có phải mặt em đã bị hủy hoại rồi không? Lâm Ngọc An sờ sờ khuôn mặt bên trái của mình, khóc lóc nói với Hoàng Thiên. Không sao, không sao, em sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Hoàng Thiên vội an ủi Lâm Ngọc An, ôm chặt lấy cô. Cậu chạy đi đâu vậy? Đều tại cái tên sao chổi cậu, gây thù chuốc oán ở bên ngoài để người ta đến đốt nhà. Trương Lan Phượng khinh bỉ hét lớn vào mặt Hoàng Thiên, không thể phát tiết được cơn giận. Hoàng Thiên không có tâm trạng đi tranh cãi với Trương Lan Phượng, lúc này mới hỏi Lâm Ngọc An, Ngọc An, có chuyện gì vậy? Sao nhà lại cháy? Có người cố ý phóng hỏa, bọn chúng đổ xăng xung quanh khu biệt thự, châm lửa muốn cháy chết trong nhà. Lòng Lâm Ngọc An vẫn còn sợ hãi nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong liền hiểu ra, chắc chắn là do Tiêu Đông Mai làm. Tên xạ thủ thật sự nói đúng rồi, quả nhiên Tiêu Đông Mai muốn ra tay với người nhà của mình. Hoàng Thiên hung hăng nghiến răng, trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc ở bên ngoài cậu đã chọc giận biết bao nhiêu kẻ thù rồi. Cậu muốn chết thì chết một mình đi, đừng làm liên lụy đến bọn tôi. Trương Lan Phượng giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Thiên, quát mắng. Hoàng Thiên rất phiền lòng, nhìn thấy dáng vẻ đáng chết kia của Trương Lan Phượng, Hoàng Thiên làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Là do bà sống chết muốn dọn đến biệt thự ở, bà không chuyển qua đây, cũng sẽ không bị chết cháy như vậy đâu. Hoàng Thiên quát lên. Cậu còn dám chế giễu tôi, tên rác rưởi như cậu chưa gây chuyện đủ sao, còn liên lụy đến con gái tôi, hủy hoại của gương mặt của con bé, cậu chưa xong với tôi đâu. Trương Lan Phượng tức giận, muốn gây sự với Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An vô cùng đau đầu, vốn dĩ mặt cô đã đau đớn lắm rồi, lại lo sẽ bị hủy hoại nhan sắc, trong lòng suy nghĩ phiền nào, nhưng mẹ cô Trương Lan Phượng còn đứng đây gây thêm phiền phức. Mẹ để con yên một lát đi, thế này còn chưa đủ loạn sao? Lâm Ngọc An ôm lấy Trương Lan Phượng, vội vàng căn ngăn. Loạn thì loạn, mẹ thấy, có tên vô dụng này ở trong nhà chúng ta thật là xui xẻo. Ngày mai con phải ly hôn với cậu ta đi, nếu không sẽ uống thuốc, thắt cổ tự tử đó, mẹ không muốn sống nữa. Trương Lan Phượng dường như muốn nổ tung lớn tiếng hét lên. Lâm Ngọc An lo lắng đến phát khóc, gặp tai họa bất ngờ này, Trương Lan Phượng thì không thể yên lặng, làm sao có thể ổn được đây. Hoàng Thiên cũng bị Trương Lan Phượng làm cho phiền lòng, bực dọc, nhưng nhìn thấy Trương Lan Phượng bị cháy thành cái bộ dạng đó, Hoàng Thiên cũng lười đôi co với bà. Mau lên xe, anh đưa nhà em đi bệnh viện. Hoàng Thiên đỡ Lâm Ngọc An, đưa lên xe. Tôi không muốn ngồi cái xe thối của cậu. Trương Lan Phượng gào thét lên. Không muốn thì đừng đi. Hoàng Thiên lớn tiếng, sau đó đỡ Lâm Ngọc An lên xe. Mẹ đừng gây với anh rể nữa, anh rể rất nóng tính đó. Lâm Huỳnh Mai khuyên ngăn Trương Lan Phượng, hiện tại cô gái này đã thay đổi cách nhìn về Hoàng Thiên, bắt đầu đứng về phe của anh. Trương Lan Phượng vừa nhìn đã biết hai đứa con gái của mình đều nói thay cho Hoàng Thiên, tức muốn rụng răng. Lúc nãy con không nghe tên phóng hỏa ở bên ngoài nói gì sao? Bọn họ nói đều do Hoàng Thiên hại chúng ta, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Trương Lan Phượng giận dữ hỏi Lâm Huỳnh Mai. Nước mắt Lâm Huỳnh Mai đã rưng rưng. Cô cũng nghe thấy tên phóng hỏa kia hét lên cái gì, nhưng cô lại không thể trút hết mọi tội lỗi lên đầu Hoàng Thiên, dù sao thì cô và Trương Lan Phượng không nên vào ở căn biệt thự này. Mẹ, nếu như chúng ta không khăng khăng đòi vào ở căn biệt thự này, cũng sẽ không bị cháy đâu, chuyện này không thể trách anh rể được. Lâm Huỳnh Mai thì thào. Mẹ thấy cả con và chị con thật giống nhau, đều bị Hoàng Thiên tẩy não hết rồi. Hừ, nói tóm lại chuyện này vẫn chưa xong đâu, bây giờ biệt thự của Hoàng Thiên cũng không còn. Tên vô dụng này lại trở thành một thằng khố rách áo ôm rồi, không được, mẹ phải khiến chị con phải ly hôn với cậu ta mới được. Trương Lan Phượng tức giận thở phì phì nói. Hoàng Thiên đã lên xe đưa Lâm Ngọc An đi bệnh viện, chưa đến 10 phút đã có mặt tại khoa bỏng.
Được mệnh danh là bác sĩ giỏi nhất khoa bỏng, Lâm Ngọc An được một vị giáo sư trông có vẻ đã hơn 60 tuổi chữa trị. Nhìn thấy vết bỏng nhỏ trên khuôn mặt cô, vị giáo sư này đẩy đẩy mắt kính, trong lòng cảm thấy rất thương tiếc. Chậc chậc, một cô gái xinh đẹp như thế này vậy mà lại bị bỏng ở ngay mặt, thật quá đáng tía. C. Vị giáo sư này cũng âm thầm suy nghĩ như vậy, nhưng mỗi ngày ông trị bỏng cho rất nhiều người rồi, tình trạng còn nghiêm trọng hơn Lâm Ngọc An gấp trăm lần, đối với vết bỏng nhỏ này của Lâm Ngọc An mà nói, ông cũng không quá sót. Không sao, bôi chút thuốc là khỏi thôi. Giáo sư thản nhiên nói với Lâm Ngọc An. Giáo sư, thế mặt của tôi sẽ không để lại vết sẹo chứ ạ? Lâm Ngọc An nói ra điều mà cô lo lắng nhất. Vị giáo sư này rất nhẹ nhàng với Lâm Ngọc An. Dù sao đây cũng là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, chàng trai nào mà không thích cơ chứ, giáo sư cũng đã lớn tuổi rồi làm sao có thể nói bậy được chứ. Hi hi, vậy thì cũng không còn cách nào khác, bị bỏng như thế này, không thể không để lại sẹo, thật đáng tiếc cho khuôn gặp này. Vị giáo sư cười hi hi nói. Hả, trước mặt Lâm Ngọc An chợt tối sầm lại, suýt nữa đã ngất xỉu. Đối với cô gái yêu cái đẹp này mà nói, nghe giống như sét đánh ngang tai. Hoàng Thiên cũng không thể tiếp nhận sự thật này, vợ của mình xinh đẹp như thế, nếu như gương mặt để lại sẹo, sau này sợ rằng sẽ trở thành ám ảnh tâm lý cô. Giáo sư, thật sự không còn cách nào khác sao, có thể cố gắng hết mức đừng để lại sẹo được không? Hoàng Thiên không cam tâm hỏi. Lúc này giáo sư đứng trước mặt Hoàng Thiên, đã không còn kiên nhẫn nữa. Nghe cái gì thế hả? Không phải tôi vừa mới nói rồi sao, không thể không để lại sẹo. Giáo sư vừa nói vừa hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Thiên. Vốn dĩ Hoàng Thiên rất lo lắng, nhưng lại nhìn thấy cái tính tình chết tiết của lão giáo sư già, Hoàng Thiên thật sự tức giận đến muốn đánh người. Ông suy nghĩ thử xem còn cách nào nữa không, thật sự sẽ để lại sẹo sao? Hoàng Thiên nói, tên nhóc này cậu bị làm sao vậy? Nghe không hiểu lời tôi nói hả? Lập tức ra ngoài cho tôi, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Giáo sư già như đang đuổi một con chó bám đuôi. Chỉ ra ngoài cửa, quát lên bảo Hoàng Thiên ra ngoài. Hoàng Thiên thật sự bị làm cho phát điên, bị lão già này chọc cho tức giận. Với cái đức hạnh này của ông mà cũng xứng làm giáo sư sao? Hoàng Thiên nói. Cậu câm miệng lại, mau cút ra khỏi đây cho tôi. Giáo sư già sửa lại gọng kính, hét lên. Hoàng Thiên làm sao có thể chiều lòng lão già kia, cậu túm lấy áo quần của ông ấy, ông nói lại một nữa xem. Nhìn thấy Hoàng Thiên như muốn đánh người. Giáo sư khựng lại một chút, cậu làm cái gì? Muốn đánh tôi sao? Đánh ông thì đánh ông. Hoàng Thiên quát lên, xoay xoay cổ tay năm thành một đấm định ra tay với tên giáo sư này. Đừng, chàng trai có cái gì thì từ từ nói, vừa rồi thái độ của tôi không tốt. Giáo sư già kinh hoàng vài giây, thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Hoàng Thiên cũng không nói gì, con người bây giờ bị làm sao vậy? Phải bị đánh mới biết đau, biết sợ sao? Có phải ông không có cách nào để hết sẹo thật sao? Hoàng Thiên hỏi. Đúng vậy, với trình độ thẩm mỹ bây giờ, vết bỏng của anh rất khó để khôi phục được như bình thường, muốn không để lại vết sẹo là điều không thể. Giáo sư rốt cuộc cũng nói tiếng người, kiên nhẫn giải thích với Hoàng Thiên. Nghe được những lời này, Lâm Ngọc An buồn đến rơi nước mắt. Đầu Hoàng Thiên bây giờ cứ ong ong cả lên, anh cảm thấy lúc này xảy ra quá nhiều chuyện này chưa giải quyết xong chuyện khác lại ập đến. Đặc biệt là sau khi Tiêu Đông Mai xuất hiện, càng làm hắn phiền muốn chết. Bà già đáng ghét, món nợ này, Hoàng Thiên tôi sẽ nhớ kỹ. Hoàng Thiên thầm thề với lòng mình, nhất định phải khiến Tiêu Đông Mai phải trả một cái giá thật đắt. Chàng trai, cậu thả tôi ra trước đi, tôi đi lấy thuốc cho vợ cậu. Giáo sư nơm nớp lo sợ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đẩy lão ra, nói, vẫn để lại sẹo còn dùng thuốc cái rắm gì nữa. Cậu! Giáo sư tức giận khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, lại không dám nổi nóng với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên kéo tay Lâm Ngọc An, rời khỏi bệnh viện. Ông xã, anh muốn đưa em đi đâu? Sau khi Lâm Ngọc An lên xe, mới hoài nghỉ hỏi Hoàng Thiên. Nhìn thấy vết bỏng trên mặt Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên thật sự rất khó chịu. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt Hoàng Thiên sáng lên, anh nhớ đến một người. Đào Văn Lâm người được mệnh danh là vua của các loại thuốc. Mặc dù nhân phẩm của lão già kia không tốt nhưng trình độ phẫu thuật thẩm mỹ của ông ấy rất siêu. Đào Văn Lâm bào chế ra một số loại thuốc thảo dược, nói không chừng có thể trị khỏi cho Lâm Ngọc An. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Thiên an tâm hơn nhiều, nói với Lâm Ngọc An,
Em yên tâm đi, anh sẽ đưa em đi trị thương, có lẽ sẽ không để lại sẹo đâu. Thấy sao, anh không phải là đang an ủi em đấy chứ? Lâm Ngọc An không dám tin, hy vọng vào những điều Hoàng Thiên nói, nhưng lại không thể giấu được cảm giác xúc động trong lòng. Có lẽ sẽ không vấn đề gì. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An một cách chắc nịch, sau đó nhìn lại thời gian lúc này đã hơn 2 giờ sáng rồi, muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước, trời sáng anh sẽ đưa em đi. Hoàng Thiên nói. Vâng, Lâm Ngọc An nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ cô chỉ nghe theo sự sắp xếp của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lái xe, đưa Lâm Ngọc An về lại căn nhà lúc trước. Không còn cách nào khác, bây giờ căn biệt thự với giá trên trời mà mẹ ruột để lại cho anh, đã biến thành cho bụi cả rồi. Hoàng Thiên cũng đã nghĩ kỹ, sở dĩ Tiêu Đông Mai làm nên chuyện mất trí như vậy, một phần là vì muốn thiêu cháy Lâm Ngọc An, mặt khác có lẽ cũng muốn phá hủy đi căn nhà của mẹ ruột anh. Tâm địa độc ác của người phụ nữ này, không chừng lúc mẹ sinh có lẽ cũng không ít lần bị bà già này chĩa mũi nhọn hãm hại. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ đến những chuyện này, lại dâng lên một nỗi tức giận. Ông Sa, anh cũng đừng buồn, sau này ở nhà của em, chúng ta vẫn còn một căn nhà mà, Lâm Ngọc An an ủi Hoàng Thiên. Anh cảm thấy lòng mình trở nên ấm áp, anh phát hiện ra, chuyện thành công nhất cuộc đời mình là đã lấy được Lâm Ngọc An. Ha ha, anh không có buồn. Hoàng Thiên cười cười với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An khẽ thở dài một tiếng rồi nói, đừng gạt em, căn biệt thự đó đáng giá mấy chục tỷ, vậy mà lại bị thiêu rụi cả rồi, anh có thể không buồn được sao? Hoàng Thiên thật sự không đau lòng vì mấy chục tỷ bạc đó, chẳng qua chỉ là căn biệt thự ấy của mẹ ruột anh để lại, có quá nhiều kỷ niệm ý nghĩa, anh đau lòng là vì điều này. Cũng không biết đầu sỏ gây nên chuyện này Tiêu Đông Mai có còn ở Bắc Ninh hay không, có điều trong đầu anh đã xuất hiện lên một ý định. Trước tiên sẽ đưa Lâm Ngọc An đi trị thương vết bỏng trên mặt, sau đó sẽ đi tính sổ với Tiêu Đông Mèo không lâu sau, Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An trở về căn nhà ngày xưa. Vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Trương Lan Phượng đang ngồi trên ghế sofa, bà đã tắm rửa sạch sẽ cầm lấy một cái gương nhỏ, sửa lại hàng lông mày đã bị cháy xém. Lâm Huỳnh Mai cũng đang rửa mặt, chải đầu, thể hiện rõ tâm trạng không vui. Nhìn thấy Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên trở về. Trương Lan Phượng nhảy xuống khỏi ghế sofa, đứng lên. Cậu còn mặt mũi nào mà dám về nhà này? Mau cút ra khỏi đây, nơi này không hoan nghênh cậu. Trương Lan Phượng chỉ về phía Hoàng Thiên quát lớn. Hoàng Thiên nhíu mày, Trương Lan Phượng giống như vừa mới ăn thuốc súng, không thể không nổi điên. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn cái gì? Mẹ không thể để con yên được sao? Lâm Ngọc An đành bất đắc dĩ hét vào mặt Trương Lan Phượng. Ngọc An! Con xem chúng ta bị cậu ta hại đến mức nào rồi, có rất người vì cậu ta mà chết cháy, nhưng cậu ta không hề quan tâm một chút nào cả, chúng ta thì xui xẻo biến thành bộ dạng này. Trương Lan Phượng chỉ vào Hoàng Thiên, tư xê giận nói. Mẹ, nếu như mẹ sợ, vậy thì ngày mai con và Hoàng Thiên sẽ chuyển đi, mẹ đừng lo Lâm Ngọc An suy nghĩ, quyết định chuyển ra ngoài ở, dù sao kẻ thù của Hoàng Thiên cũng chỉ từ trong bóng đêm mà ra tay, Trương Lan Phượng không ngừng lo lắng. Hừ. Ngày mai đi sớm một chút, tôi không muốn liên lụy vì chuyện của cậu. Trương Lan Phượng thở phì phò nói, sau đó chạy đến gần trước mặt anh, tức giận nói, đồ bỏ đi, có một căn biệt thự thì còn may ran tôi nói cho cậu biết, người mẹ đã chết của cậu hại cậu rồi, bà ta để lại căn biệt thự đó cũng quá hên xui. Cậu đã xui rồi mẹ cậu còn xui hơn nữa. Chát chát, Hoàng Thiên thật sự không thể nhịn được nữa, giơ tay tát Trương Lan Phượng hai bạt tiêu kìa. Cậu! Tên khốn nạn như cậu còn dám đánh tôi. Trương Lan Phượng đau đến mức gào khóc lên, vô cùng mất mặt chỉ thẳng mặt Hoàng Thiên mà mắng. Dầm. Hoàng Thiên không thèm khách sáo, liền dùng chân đạp Trương Lan Phượng bay xa 2 mét. Trương Lan Phượng ôm bụng ngồi dưới đất, bắt đầu gào lên. Tôi không thể sống nổi nữa rồi. Rõ ràng là con rể mà lại đi đánh mẹ vợ, thật mất hết tính người. Trương Lan Phượng than trời khóc đất, gào lên. Bà mắng tôi có thể nhịn. Đừng đụng đến mẹ tôi. Trong ánh mắt Hoàng Thiên dường như phát ra lửa, chỉ Trương Lan Phượng giống lên. Trương Lan Phượng có chút hối hận, bà cũng biết lần này mình đã chọc trúng vết thương của Hoàng Thiên rồi, dù sao mẹ ruột của Hoàng Thiên cũng đã qua đời nhiều năm rồi, sao có thể xỉ vả bà ấy được. Bị đánh cũng không nhẹ, Trương Lan Phượng thật sự có chút hối hận, không đâu mà tự dưng bị đánh thế này. Nhưng Trương Lan Phượng vẫn không muốn nhận sai trước mặt Hoàng Thiên, bà phủi phủi mông đứng dậy, mắng lại Hoàng Thiên. Tên khốn nạn, tôi là mẹ vợ của cậu nói đánh là đánh. Bây giờ cậu lại là thằng khố rách áo ôm, đừng nghĩ đến chuyện muốn chiếm lấy Ngọc An nữa.
ngày mai cậu và Ngọc An mau chóng ly hôn đi, nếu không tôi sẽ chết cho cậu xem. Hèn gì Trương Lan Phượng kiên quyết muốn mình và Ngọc An ly hôn như vậy, một lúc lâu nhìn thấy biệt thự bị cháy, mình lại trở thành kẻ nghèo hàn rồi sao? Hơn nữa Trương Lan Phượng có cách đe dọa Hoàng Thiên, cũng quá hài hước, bà chết hay không chả liên quan gì đến Hoàng Thiên. Ha ha, bà muốn chết thì vẫn còn kịp đó, ôi và Ngọc An sẽ không ly hôn đâu. Hoàng Thiên cười ha ha, kéo tay Lâm Ngọc An, trở về căn phòng lúc trước của bọn họ. Cậu, được lắm thằng vô tích sự kia, cậu đợi đấy cho tôi không tin không thể trị được cậu. Hai tay Trương Lan Phượng chống nạnh, hùng hổ phát tiết hết ra. Nhưng Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đã đi vào phòng, đóng cửa lại, chả thèm quan tâm đến những lời của Trương Lan Phượng. Mẹ bớt nói vài câu đi, nếu không lát nữa anh rể lại đánh mẹ đó. Lâm Huỳnh Mai khuyên ngăn Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng tức giận đến khuôn mặt cũng sắp biến thành con heo, cảm thấy tối nay cực kỳ xui xẻo, bị lửa thiêu thành bộ dạng này còn bị Hoàng Thiên đập cho một trận. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An ra khỏi nhà, đi thẳng đến nơi ở của Đào Văn Lâm nằm tại thôn Sơn. Đêm nay, Lâm Ngọc An ngủ không ngon, những vết sẹo trên mặt khiến cho Lâm Ngọc An không thể nào chấp nhận được. Cô ấy đẹp như vậy, nếu trên mặt để lại sẹo thì cô cũng thảm quá. Chồng à, anh đưa em đi đâu vậy? Lâm Ngọc An đang ngồi trên xe, cô không biết Hoàng Thiên sẽ đưa cô đi đâu. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An liền biết cô lo lắng vết thương trên mặt, tâm tình hiện tại rất không tốt. Đừng lo lắng, Ngọc An, mặt em sẽ không có gì đâu, anh sẽ không làm em để lại sẹo đâu. Hoàng Thiên tự tin nói. Nhìn thấy sự tự tin của Hoàng Thiên, trong lòng Lâm Ngọc An rất được an ủi, bởi vì một khi Hoàng Thiên đã hứa với cô thì anh sẽ không thất hứa. Anh định đưa em đi gặp một bác sĩ nổi tiếng. Lâm Ngọc An nở một nụ cười nhẹ trên mặt và hỏi Hoàng Thiên. He he, xem là vậy đi. Hoàng Thiên mỉm cười, nghĩ đến vị vua thuốc Đào Văn Lâm kia, tuy rằng y thuật của ông lão rất thần kỳ, nhưng tính tình thật sự không tốt xúc phạm đến danh hiệu vua thuốc của ông. Một đường không nói chuyện, hơn một giờ sau, Hoàng Thiên lái xe đưa Lâm Ngọc An đến ngôi làng nhỏ trên núi nơi Đào Văn Lâm sinh sống. Đến đây lần thứ hai, Hoàng Thiên lần này có thể nói là đi quen đường, không tốn sức chút nào. Đào Văn Lâm thực sự đang ở nhà, con trai ông là Đào Quốc Vũ cũng đang dưỡng thương ở nhà, cả hai người đàn ông này đều không có mặt mũi nào ra ngoài gặp mọi người. Chuyện xảy ra đêm qua làm cho Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ như gặp ác mộng khiến họ không dám nghĩ lại. Nghe thấy trong sân có tiếng động, Đào Văn Lâm lo lắng liếc nhìn trong sân, ông ta sợ người của Tiêu Đông Mai sẽ tới. Dù gì, tay súng do Tiêu Đông Mai cử đến Đào Văn Lâm thúc giục. Được rồi, con lập tức đi đây. Đào Quốc Vũ không thể quan tâm đến cha của mình nữa và anh ta cũng không có thời gian để mặc quần áo, vì vậy anh ta đã cởi trần và chuẩn bị thoát ra bằng cửa sau. Đừng chạy nữa, có chạy cũng không thoát được. Hoàng Thiên lúc này đã đưa Lâm Ngọc An vào nhà rồi, lạnh giọng nói. Đào Quốc Vũ sững sờ, đứng ở nơi đó cũng không chạy nữa, anh ta biết nếu Hoàng Thiên muốn bắt anh ta thì anh ta cũng chạy không thoát được, càng đừng nói là làm đối thủ của Hoàng Thiên. Cậu Hoàng Thiên, sao cậu lại ở đây? Đào Văn Lâm rất căng thẳng, nhìn Hoàng Thiên lắp bắp hỏi. Hoàng Thiên nhìn thấy Đào Văn Lâm và Đào Quốc Vũ dọa thành như vậy, trong lòng có chút buồn cười. Nhưng lần này vào Hoàng Thiên, không khó để tìm được Đào Văn Lâm, chính xác là anh ta muốn có Đào Văn Lâm. Cho nên Hoàng Thiên cũng không giữ dẫn Đào Văn Lâm lúc này mới thẳng thừng nói, ông Lâm à, đừng căng thẳng, tôi đến đây có một chuyện muốn nhờ ông. Nhờ tôi. Đào Văn Lâm dù kinh ngạc, nhưng trong lòng lại khá bình tĩnh. Nếu Hoàng Thiên có việc muốn nhờ ông, vậy mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Đúng vậy, ông đừng sợ, chỉ cần ông giúp cho tôi việc này, tôi sẽ không bạc đãi ông đâu. Hoàng Thiên kéo ghế ngồi xuống rồi nói với Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm nhận thấy đây là sự thật, ông lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Trái tim treo lơ lửng của Đào Quốc Vũ cũng rơi xuống đất, đứng sang một bên nhìn Hoàng Thiên, rồi lại liếc nhìn Lâm Ngọc An, anh ta bị sốc luôn rồi. Tường Vi mà Hoàng Thiên mang tới tối hôm qua đã đủ xinh rồi, cô gái mà Hoàng Thiên mang tới hôm nay lại càng đẹp hơn, thật là sắc nước hương trời. Đào Quốc Vũ hai mắt nhìn thẳng, anh ta thật sự là ghen tị Hoàng Thiên, nhưng là không dám nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, vì sợ Hoàng Thiên đối phó anh ta. Cậu Hoàng Thiên, hãy nói cho tôi biết, chỉ cần Đào Văn Lâm tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Đào Văn Lâm nghiêm túc nói với Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên thấy Đào Văn Lâm đối xử với mình như vậy thì cũng khá hài lòng. Ngọc An, lại đây để ông Quốc Vũ xem thế nào. Hoàng Thiên quay đầu lại nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An sửng sốt, cô không biết tại sao hai cho con Đào Văn Lâm lại sợ Hoàng Thiên như vậy. Thấy Hoàng Thiên kêu cô qua, cô đi tới ngay. Đào Văn Lâm cũng không phải là một đàn ông tốt gì, ông già này còn háo sắc hơn hẳn con trai của mình. Khi nhìn thấy Lâm Ngọc An, linh hồn của Đào Văn Lâm gần như bay lên trời cao rồi. Nhưng ông ta không dám làm càn nhìn chằm chằm, ông ta chỉ liếc mắt nhìn Lâm Ngọc An một cái rồi thôi. Cậu Hoàng Thiên, đây cũng là vợ cậu sao? Đào Văn Lâm thì thào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cau mày khi nghe điều đó, Đào Văn Lâm, ông muốn hại chết tôi hay gì? Cái gì mà lại là vợ tôi? Tôi có mấy đời vợ chắc? Hoàng Thiên nhìn chằm chằm Đào Văn Lâm hỏi. Không, không, tôi không có ý đó, cậu Hoàng Thiên đừng hiểu lầm tôi. Đào Văn Lâm cũng biết rằng ông ta đã lỡ lời, vì vậy ông nhanh chóng bối rối giải thích. Hoàng Thiên không muốn nói nhảm với Đào Văn Lâm nữa, lúc này mới nói, mặt vợ tôi bị bỏng, ông có thể khiến cô ấy không để lại sẹo không? Sao Đào Văn Lâm dám không nghe cho được? Ông ta cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt của Lâm Ngọc An, xem xong, trong lòng ông ta đã rõ ràng. Đối với Đào Văn Lâm, muốn khuôn mặt của Lâm Ngọc An không để lại sẹo thì quá cũng không phải để làm cảnh. Cụ làm được hay không, ông cũng phải nói gì đi chứ. Thấy Đào Văn Lâm mãi không trả lời, Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy lo lắng. Trái tim Lâm Ngọc An cũng trùng xuống, cô thật sự rất sợ nghe tin dữ. Đào Văn Lâm vội vàng tươi cười nói với Hoàng Thiên. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Cậu Hoàng Thiên đừng lo lắng, tôi sẽ chuẩn bị một ít thảo dược để sau khi bôi sẽ không để lại sẹo. Vậy thì tốt rồi, ông mau chuẩn bị đi. Hoàng Thiên thở phào một hơi. Đào Văn Lâm trả lời một tiếng rồi vội vàng trở lại phòng sau để làm thuốc thảo dược. Đào Văn Lâm không dám lơ là lời dặn của Hoàng Thiên, ông ta chỉ muốn đưa Hoàng Thiên đi, đừng gây ra chuyện gì là được rồi. Một lúc sau, Đào Văn Lâm từ trong phòng sau đi ra. Trên tay còn cầm một cái đĩa nhỏ, trong đó có những loại thảo mộc vừa mới chuẩn bị. Hoàng Thiên nhìn xem, thảo mộc có chút đen, ẩm ướt, mùi hơi nồng nặc. Nếu thuốc này mà có vấn đề gì thì ông biết ông sẽ bị làm sao rồi đấy. Hoàng Thiên cảnh báo Đào Văn Lâm rằng anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào gã già này. Vẻ mặt của Đào Văn Lâm bị dọa cho sợ hãi, ông ta vội vỗ ngực hứa, cậu Hoàng Thiên đừng lo, tôi không dám đem bản thân ra đùa cợt đâu. Vậy thì tốt. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Đào Văn Lâm cẩn thận giúp Lâm Ngọc An bôi thảo dược. Loại thuốc cũng này thật sự rất thần kỳ, Lâm Ngọc An cảm thấy trên mặt rất mát và dễ chịu. Được rồi, cậu Hoàng Thiên, mặt của vợ cậu đã không sao rồi. Nếu cậu còn không yên tâm hãy lấy số thảo dược còn lại về bôi lại. Sau khi bôi lại một lần nữa chắc chắn sẽ tốt hơn. Đào Văn Lâm thận trọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn vết bỏng trên mặt Lâm Ngọc An không khỏi kinh ngạc. Chỉ có vài phút mà vết bỏng trên mặt Lâm Ngọc An về cơ bản đã không thể nhìn thấy được. Xê tác dụng mạnh mẽ của thuốc này, còn có khả năng khôi phục của nó khiến Hoàng Thiên không thể tin được. Đúng vậy, ông xứng đáng được làm dược vương đấy, ông thật sự tài giỏi. Hoàng Thiên mỉm cười vỗ vai Đào Văn Lâm. Đào Văn Lâm có chút kinh hãi vì được khen, ông thật sự quá sợ Hoàng Thiên. Nhìn thấy Hoàng Thiên cười, Đào Văn Lâm trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ muốn mau chóng tiễn Hoàng Thiên đi. Cậu Thiên, còn chuyện gì nữa không? Vậy tôi sẽ không giữ cậu lại ăn tối đâu. Đào Văn Lâm chột dạ nói. Hoàng Thiên nghe xong cười nói, cho dù ông giữ tôi lại ăn tối, tôi cũng không ăn được. Đưa tài khoản ngân hàng cho tôi, khi về tôi sẽ chuyển cho ông 7 tỷ. Điều này, Đào Văn Lâm sửng sốt, mặc dù ông cũng là người có tiền nhưng không ai không thích được nhận tiền cả. 7 tỷ cũng không phải là số tiền nhỏ. Hơn nữa Đào Văn Lâm cũng không hy vọng Hoàng Thiên sẽ đưa tiền cho ông ta, chỉ mong Hoàng Thiên không gạt ông ta. Cậu Hoàng Thiên, không cần đâu, tôi rất vinh dự được làm việc cho anh. Miệng Đào Văn Lâm khá ngọt, nịnh nọt với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vẫn rất hài lòng với biểu hiện của Đào Văn Lâm, nhưng nếu anh hứa sẽ cho ông ta tiền, anh nhất định sẽ đưa cho ông ta. Đừng từ chối, ông xứng đáng với 7 tỷ đó. Ông đã chữa lành khuôn mặt của vợ tôi. Hoàng Thiên mỉm cười vỗ vai Đào Văn Lâm, tâm trạng của anh lúc này rất tốt. Sau khi ra khỏi nhà của Đào Văn Lâm, Hoàng Thiên nghĩ đến Tiêu Đông Mai, bây giờ anh chỉ muốn tìm ra người phụ nữ này ngay. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Lâm Ngọc An tâm trạng thoải mái, nếu vua của những loài thuốc Đào Văn Lâm không đủ sức, mặt cô sẽ để lại sẹo, vậy sau này cô phải sống sao? Nhưng Hoàng Thiên hứa sẽ đưa cho Đào Văn Lâm 7 tỷ, đây là điều mà Lâm Ngọc An không bao giờ ngờ tới. Trước mặt hai cha con nhà họ Mục, Lâm Ngọc An không thể hỏi được, nên khi lên xe cô mới hỏi Hoàng Thiên Đào, Hoàng Thiên, không phải anh chỉ có 1 tỷ tư thôi sao? Anh cho người ta 7 tỷ làm gì? Hoàng Thiên giật mình, nhưng lập tức bật cười. Anh ta không muốn giấu giếm Lâm Ngọc An nên nói, tỷ tư, 7 tỷ cũng chẳng là gì với chồng em. Hả, 7 tỷ, không nhiều lắm sao? Lâm Ngọc An sửng sốt, 7 tỷ không là gì, rốt cuộc Hoàng Thiên có bao nhiêu tiền? Hoàng Thiên cũng không giải thích quá nhiều, chỉ muốn lập tức đi tìm Tiểu Đông Mạt, không thể để cô ta tung hoành nữa. Sau khi đưa Lâm Ngọc An về nhà, Hoàng Thiên lái xe ra khỏi nhà một mình. Lúc này, anh nghĩ đến Vũ Đăng và cả Lã Việt. Đối với Vũ Đăng, tìm Tiêu Đông Mai chắc là nằm chắc rồi, dù sao thì năng lực của Vũ Đăng quá mạnh. Hơn nữa, nếu Tiêu Đông Mai vẫn còn ở thành phố Bắc Ninh, chỉ cần Lã Việt ra tay, Tiêu Đông Mai sẽ có thể được tìm thấy. Nghĩ đến điều này, Hoàng Thiên định gọi Vũ Đăng và Lã Việt, mời họ ra ngoài gặp mặt. Chỉ là tuần vừa rồi tôi không liên lạc với Lã Việt, không biết vết thương của Lã Việt đã lành hay chưa, đã xuất viện chưa. Chưa kịp gọi điện thì điện thoại di động của Hoàng Thiên đã đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại, Hoàng Thiên rất kinh ngạc. Thực ra là một cuộc gọi từ quản gia Trần. Alo, quản gia Trần. Cậu chủ, hiện tại cậu đang ở đâu? Giọng nói lo lắng của quản gia Trần qua điện thoại. Tôi ở thành phố Bắc Ninh. Cậu chủ, cậu đã gặp bà chủ chưa? Quản gia Trần hỏi. Hoàng Thiên hết sức kinh ngạc, không ngờ tin tức của quản gia Trần lại nhanh vậy, sao ông ấy lại biết sớm như vậy? He he, tôi thấy rồi, bà ta ở thành phố Bắc Ninh rất vui vẻ. Hoàng Thiên cười lạnh. Ai, Vũ Đăng đã gọi cho tôi, cậu ta hỏi tôi rằng bà chủ đã trở về Hà Nội chưa? Quản gia Trần thở dài. Hoàng Thiên trong lòng cảm động, có vẻ như Vũ Đăng vẫn rất quan tâm, cậu ấy đã đi tìm Thiêu Đông Mai. Bà ta đã trở lại Hà Nội chưa? Hoàng Thiên trầm giọng hỏi. Đã trở về, hiện tại bà chủ đang cùng ông chủ đánh gôn. Cậu chủ, dù cho chúng tôi nói cái gì đi nữa thì ông chủ cũng sẽ không nghe, tôi xem hay cậu quay về một chuyến. Quản gia Trần xấu hổ nói. Hoàng Thiên trong lòng biết quản gia Trần và Vũ Đăng rất trung thành với mình. Vũ Đăng và quản gia Trần muốn nói với cha về những việc Tiêu Đông Mai đã làm ở thành phố Bắc Ninh, nhưng họ khai thông không được. Cha anh yêu chiều Tiêu Đông Mai rất nhiều nên Vũ Đăng và quản gia Trần không cách nào nói với cha anh được. Nghĩ đến đây Hoàng Thiên vẻ mặt ảm đạm, ngồi trong xe thật lâu không nói lời nào. Cậu chủ, vậy cậu sẽ trở về sao? Quản gia Trần ngập ngừng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thực sự không muốn đối mặt với cha mình, nhưng bây giờ, trong lòng anh như lửa đốt, món nợ với Tiêu Đông Mai, anh phải giải quyết. Tôi sẽ về đến vào buổi chiều. Hoàng Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi ngồi trên xe và thiền định một lúc, Vũ Đăng gọi. Cậu chủ, cậu đang ở đâu? Vũ Đăng gấp gáp nói. Hoàng Thiên biết rằng quản gia Trần chắc chắn đã thông báo cho Vũ Đăng, và Vũ Đăng đã biết rằng anh sẽ trở về Hà Nội. Sau khi nói cho Vũ Đăng biết vị trí của mình, Hoàng Thiên ngồi vào trong xe chờ. 10 phút sau, Vũ Đăng lái xe tới. Lúc này, Vũ Đăng đi đến một mình, sau khi xuống xe thì nhanh chóng đến trước xe của Hoàng Thiên. Sau khi lên xe vào ngày Hoàng Thiên, Vũ Đăng không giấu được sự phấn khích. Cậu chủ, cậu đã quyết định trở về Hà Nội chưa? Vũ Đăng hỏi Hoàng Thiên. Đúng vậy, đã 10 năm rồi, đã đến lúc trở lại rồi. Hoàng Thiên ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Đã đến lúc trở về, tôi đợi ngày này, đã đợi quá lâu. Vũ Đăng vẻ mặt kiên định nói. Hoàng Thiên trái tim nóng rực, Vũ Đăng vẫn luôn trung thành với anh. Từ khi Vũ Đăng bị Tiêu Đông Mai ép ra khỏi nhà họ Hoàng, những ngày tháng của Hoàng Thiên càng thêm đau buồn, suýt chút nữa mất mạng. Tất cả những chuyện này đều do Tiêu Đông Mai gây ra, giờ đã đến lúc tính món nợ này rồi. Đi thôi, đặt hai chuyến bay trở lại Hà Nội. Hoàng Thiên sau khi im lặng một lúc, nói với Vũ Đăng. Tôi đã đặt hàng rồi, một lát nữa sẽ giao đến. Vũ Đăng đáp lại. Hoàng Thiên gật đầu, xem ra Vũ Đăng vẫn như trước, làm việc ổn thỏa. Buổi trưa, Hoàng Thiên và Vũ Đăng bay đến Hà Nội. Buổi chiều, Hoàng Thiên và Vũ Đăng cuối cùng cũng đến nhà họ Hoàng ở Hà Nội. Nhà họ Hoàng ở Hà Nội không chỉ là gia tộc hàng đầu ở Hà Nội mà còn là gia tộc hàng đầu ở Việt Nam.
Đừng nói tới phong cách trước cửa, không ở khu trung tâm sầm uất náo nhiệt, mà là ở vòng ngoài tao nhã, toàn bộ khu nhà họ Hoàng có diện tích mấy chục nghìn mét vuông. Quản gia Trần biết trước tin tức, đã sớm dẫn theo một nhóm người hầu và bảo vệ nhà họ Hoàng đến đứng trước cổng đón cậu chủ quay về nhà. Đối với Hoàng Thiên, đây là những khuôn mặt xa lạ, và chỉ có quản gia Trần đã ở lại nhà họ Hoàng. Số bảo vệ và người hầu của viện dưỡng lão đều đã biết tin cậu chủ sẽ về nhà, đều muốn chứng kiến phong thái của cậu chủ nhà họ Hoàng, ai ai cũng rất mong chờ. Cậu chủ, 20 người đồng loạt cúi đầu trước Hoàng Thiên, tiếng gọi rung động cả bầu trời. Cậu chủ rốt cuộc đã trở lại. Quản gia Trần hào hứng chào hỏi, chuẩn bị cúi chào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đỡ Trần quản gia, anh không có cái giá lớn như vậy để mà vênh váo. Vào nói chuyện. Hoàng Thiên trầm giọng nói, mang theo Vũ Đăng bước vào trong ngôi nhà đã lâu chưa về. Ông chủ đã biết cậu đã trở lại, ông ấy rất vui, tôi chưa bao giờ thấy ông chủ vui như vậy trong nhiều năm như vậy. Quản gia Trần đi theo sau Hoàng Thiên, nói với anh. Hoàng Thiên không nói lời nào, trong lòng anh bây giờ rất hỗn loạn. Thiên, cuối cùng con cũng trở lại rồi. Trong sân, một người đàn ông trung niên mặc bộ áo dài nhìn Hoàng Thiên kích động mà nước mắt lưng tròng. Hai tay run run. Là cha của Hoàng Thiên, chủ gia đình của nhà họ Hoàng, Hoàng Văn Thành, người nổi tiếng khắp Việt Nam. Cha! Hoàng Thiên khóe mắt cũng ươn ướt, cho dù có thêm hiểu lầm cùng oán hận với cha, nhưng lúc này, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cha, loại máu mủ tình thâm không gì có thể vùi lấp này, Hoàng Thiên cũng đành chịu. Không khỏi cảm thấy chua xót. Hoàng Văn Thành thực sự không ngờ rằng Hoàng Thiên sẽ gọi mình là bố. Ông ta cho rằng Hoàng Thiên nhất định sẽ phàn nàn về ông ta, sẽ chọc giận ông ta. Thiên, con nguyện ý trở về, CS, cha thật sự rất hạnh phúc. Hoàng Văn Thành bật khóc vì xúc động, mặc kệ thân phận chủ gia đình của mình nên chạy tới, nắm chặt lấy tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không có lời nào, và anh cũng biết rằng nếu không có cái chết của đứa em trai cùng cha khác mẹ, cha anh sẽ không bao giờ như thế này. Đây chính là nút thắt trong tim của Hoàng Thiên. Cũng chính là vách ngăn cách giữa anh và cha mình. Nhưng Hoàng Thiên không muốn lo lắng về chuyện này nữa, anh quay lại lần này chỉ là để tìm Tiểu Đông Mai tính sổ. Mẹ kế của con đâu? Hoàng Thiên đột nhiên lạnh lùng, hỏi Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành sắc mặt thay đổi, ông ta sửng sốt. Trên thực tế, dựa vào kinh nghiệm và mưu kế của Hoàng Văn Thành, không thể biết được anh ta đã làm gì với Tiêu Đông Mai. Chỉ là Tiêu Đông Mai rất không an phận. Còn Hoàng Văn Thành lại thực sự không muốn đối phó với người vợ yêu quý này của mình. Ha ha, Thiên à, mẹ kế của con đang ở phòng khách, nói chuyện với em trai bà ấy. Hoàng Văn Thành nở nụ cười với Hoàng Thiên, nhưng nụ cười đó lại có phần xấu hổ. Tên Tiêu Tử Phong đến rồi. Hoàng Thiên híp đôi mắt lại, anh nhớ rõ khi mẹ kế một lòng muốn làm tổn thương anh, Tiêu Tử Phong, em trai của mẹ kế đó, không hề dừng việc châm dầu vào lửa. Hoàng Văn Thành cũng đã nghe nói về tất cả những điều này, nhưng ông ta không có bằng chứng đầy đủ. Thôi, Thiên à, đừng như vậy. Phải gọi Tiêu Tử Phong là cậu. Cho dù trước đây giữa hai đứa có hiểu lầm, nhưng cũng đã nhiều năm như vậy rồi, cũng đừng để chuyện đó trong lòng nữa. Hoàng Văn Thành thở dài nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không thể nghe lọt tai một lời nào cả, thậm chí anh còn biết rằng cha anh đã bị Tiêu Đông Mai mê hoặc từ lâu, đối với nhà họ Tiêu chỉ có thiên vị và thiên vị. Ông chủ, nếu ngài biết bà chủ đã làm gì cậu chủ ở Bắc Xuyên, e rằng ngài sẽ không nói như vậy. Vũ Đăng bước tới, ông ta vốn dĩ là người có tính tình nóng nảy, vì thế mà không kìm được lửa giận. Lúc này Hoàng Văn Thành mới trông thấy Vũ Thanh, đã 10 năm rồi không gặp nhưng dáng vẻ của Vũ Thanh cũng không thay đổi quá nhiều, Hoàng Văn Thành vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra anh. Thấy thế mà Vũ Thanh lại trở về cùng với Hoàng Thiên, Hoàng Văn Thành vô cùng bất ngờ. Anh là Vũ Thanh mà nhỉ? 10 năm trước cậu không nói tiếng nào rời khỏi nhà họ Hoàng, hôm nay còn có mặt mũi trở về sao? Gương mặt của Hoàng Văn Thành châm xuống, không hề nể nang chút nào với Vũ Thanh. Ông chủ, vì sao 10 năm trước tôi rời khỏi nhà họ Hoàng, chẳng lẽ ông không biết sao? Vũ Thanh hừ lạnh một tiếng, nhưng anh vẫn rất khách khí với Hoàng Văn Thành. Đương nhiên trong lòng Hoàng Văn Thành biết rõ, ông biết năm đó Vũ Thanh và Tiêu Đông Mai không ưa nhau, Vũ Thanh bị Tiêu Đông Mai ép rời đi. Nhưng khi lựa chọn giữ Vũ Thanh và Tiêu Đông Mai, Hoàng Văn Thành đương nhiên sẽ chọn Tiêu Đông Mai rồi, Vũ Thanh chẳng qua chỉ là một kẻ vũ phu, chỉ là một vệ sĩ giữ nhà mà thôi. Tôi không biết, Vũ Thanh, nếu anh đã về cùng với cậu chủ rồi thì anh có thể ở lại,
nhưng tốt nhất là anh vẫn còn nhớ quy tắc, lúc tôi nói chuyện với con trai tôi, anh đừng xen vào. Gương mặt Hoàng Văn Thành trầm lặng như nước, răn đe Vũ Thanh mà nói. Vũ Thanh là một người không sợ trời không sợ đất, giờ anh có thể khách khí với Hoàng Văn Thành như thế hoàn toàn là vì nể mặt Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Văn Thành nói vậy, vẻ lạnh lùng ánh lướt qua trong đôi mắt của thoáng lạnh lùng, anh không hề bị khí thế của Hoàng Văn Thành áp chế. Lúc này Hoàng Thiên cũng không nói thêm gì nữa, Tiêu Đông Mai đang ở trong phòng khách, giờ anh muốn đối chứng trực tiếp với Tiêu Đông Mai để xem người đàn bà này còn gì để nói. Cho nên lúc này Hoàng Thiên sải bước nhanh chóng đi thẳng đến phòng khách. Vũ Thanh theo sát bên cạnh Hoàng Thiên, anh phải bảo vệ an toàn cho Hoàng Thiên, chỉ cần tên nào không có mắt dám ra tay với Hoàng Thiên, Vũ Thanh không ngại làm thịt đối phương. Quản gia Trần quá hiểu rõ bây giờ Vũ Thanh đang làm gì, trong lòng ông cũng thâm toát mồ hôi vì Hoàng Văn Thành, thâm nghĩ ông chủ không biết bây giờ Vũ Thanh ghê gớm cỡ nào, còn cho rằng Vũ Thanh chỉ từng là vệ sĩ số 1 của nhà họ Hoàng sao. Hoàng Văn Thành vừa thấy sắc mặt của Hoàng Thiên không tốt, ông cũng vô cùng ngạc nhiên. 10 năm không gặp, Hoàng Thiên đã trưởng thành hơn từ một thiếu niên yếu đuối, trên người lại toát lên khí thế mạnh mẽ đến vậy, so với ông chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên rồi, Hoàng Văn Thành cũng rất an ủi, nhà họ Hoàng có người nối dõi rồi. Nhưng phiền phức trước mắt không nhỏ, lần này Hoàng Thiên về, chắc là muốn tính sổ với Tiêu Đông Mai, Hoàng Văn Thành cũng rất đau đầu. Đó cũng là nguyên do mà sau khi ông biết Hoàng Thiên ở thành phố Bắc Ninh vẫn mãi không ép buộc Hoàng Thiên trở về, ông không muốn cả nhà bị làm cho rối tung cả lên. Thiên à, nể mặt cha, cho dù mẹ kế con có làm sai ở đâu con cũng bỏ qua cho bà ấy đi. Hoàng Văn Thành hiếm khi hạ giọng nói chuyện như thế, đời này ông vẫn chưa từng nói chuyện với người khác như vậy. Quản gia Trần và hơn 20 mấy người vệ sĩ người hầu nghe Hoàng Văn Thành nói vậy đều vô cùng bất ngờ. Có bao giờ ông chủ nói chuyện như thế đâu, từ xưa đến nay vẫn luôn mạnh mẽ bá khí mà. Nhưng cái khiến họ mở mang tầm mắt hơn còn ở phía sau, lúc này Hoàng Thiên dừng bước, nói với Hoàng Văn Thành, ngại quá, con không muốn bỏ qua đấy. Cái gì, Thiên à, lần này con về đừng bảo là để gây phiền cho mẹ kế con đấy chứ. Sắc mặt Hoàng Văn Thành trầm xuống, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Hoàng Thiên nói. Ha ha, cha nói đúng đấy, vì bà ấy nên con mới về đấy. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, quát lớn. Sắc mặt Hoàng Văn Thành càng ngày càng khó coi, ông nhìn Hoàng Thiên nói, Thiên à, chẳng lẽ ngay cả bố mà con cũng không coi ra gì sao? Bố đừng bảo vệ bà ta nữa, cứ như vậy con thật sự sẽ không coi bố ra gì đâu. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Hoàng Văn Thành trừng mắt, sắc mặt nín nhịn đến xanh tím, nhưng rất nhanh, ông đã cười to một trận. Ha ha, được, rất được, đây mới là con trai của Hoàng Văn Thành này. Đủ mạnh mẽ. Hoàng Văn Thành cười ha ha nói. Khiến quản gia Trần và 20 mấy người vệ sĩ người hầu đều căng thẳng vô cùng, họ rất khó tưởng tượng, trên đời này vậy mà lại có người dám đối đầu với Hoàng Văn Thành. Vốn nghĩ Hoàng Văn Thành sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ rằng, Hoàng Văn Thành bị Hoàng Thiên cãi lại như vậy mà lại không hề có chút tức giận nào. Hoàng Thiên không muốn nói nhiều những chuyện này với Hoàng Văn Thành, hôm nay mà không hoàn toàn xử lý Tiêu Đông Mai thì dù ông trời có đến đây khuyên, Hoàng Thiên cũng sẽ không chịu bỏ qua đâu. Tiêu Đông Mai, bà ra đây cho tôi. Hoàng Thiên vừa bước vào phòng khách đã quát lớn một tiếng. Lúc này, Tiêu Đông Mai đang ngồi nói chuyện hăng say trên ghế sofa với em trai bà ta Tiêu Tử Phong. Tiêu Tử Phong cậy vào việc chị ông ta là bà chủ của nhà họ Hoàng, mấy năm nay nổi danh chói lọi ở Hà Nội, không ai dám động vào ông ta cả. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Tiêu Tử Phong mượn ánh sáng của nhà họ Hoàng mà sống thật sự thoải mái. Tin tức Hoàng Thiên trở về, Tiêu Đông Mai và Tiêu Tử Phong đã sớm biết từ trước, chính là do Hoàng Văn Thành nói cho Tiêu Đông Mai biết, còn bảo Tiêu Đông Mai đối xử tốt với Hoàng Thiên một chút, bỏ đi khoảng cách trước đây. Nhưng sao Tiêu Đông Mai có thể làm vậy được, bà ta chỉ hận không thể diệt trừ Hoàng Thiên lúc ở Bắc Ninh thôi. Chỉ cần Hoàng Thiên chết, gia tài đồ sộ của nhà họ Hoàng sớm muộn gì cũng về tay bà ta. Trở thành nhà họ Tiêu của bà ta. Biết rõ là Hoàng Thiên đã về, Tiêu Đông Mai lại không thèm ra khỏi phòng khách, cái bà ta muốn là thần thái, muốn áp đảo Hoàng Thiên bằng khí thế. Nhưng bà ta không ngờ rằng, Hoàng Thiên lại gọi thẳng tên bà ta, hơn nữa còn bày ra thái độ như muốn ăn luôn bà ta vậy. Khiến bà ta bị dọa cho một trận, nhưng ngay lập tức, bà ta đã nổi trận lôi đình. Bốp, đam mỹ hát văn. Tiêu Đông Mai vỗ mạnh xuống bàn, ngang nhiên đứng dậy. Ai không hiểu chuyện như vậy thế? Là bậy bạ gì chứ,
không muốn sống nữa à? Thằng nhãi này chui ra từ đâu mà dám gọi tên chị tao như vậy? Tiêu Tử Phong cũng nổi cơn tức giận nhìn Hoàng Thiên. Mặc dù biết rõ là Hoàng Thiên đến nhưng Tiêu Tử Phong vẫn giả vờ như không biết. Hoàng Thiên mấy bước đã đến gần trước mặt Tiêu Đông Mai và Tiêu Tử Phong, Vũ Thanh theo sát Hoàng Thiên, lúc này gương mặt Vũ Thanh càng trầm lặng như nước hơn, chỉ cần Hoàng Thiên nói một tiếng, ông ta sẽ ngay lập tức phế luôn Tiêu Đông Mai. Mới gặp mặt mà giờ đã không nhận ra rồi ấy à? Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai cũng khoanh tay cười lạnh một tiếng, nói với Hoàng Thiên, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Ô, trông cũng khá quen nhỉ, cậu là Hoàng Thiên à? Thấy người đàn bà này biết diễn như vậy, Hoàng Thiên cũng cạn lời lắm. Ha ha, bà cũng giỏi giả ngu làm ngơ quá nhỉ. Tiêu Đông Mai, chuyện ghê tởm mà bà vừa làm, muốn chết cũng không nhận à? Hoàng Thiên hỏi. Tiêu Đông Mai đã nghĩ ra cách đối phó với Hoàng Thiên từ lâu, bà ta không ngốc thế đâu mà chịu nhận việc mình đã làm. Bà ta cũng biết, chỉ cần bản thân bà ta chết cũng không nhận thì cho dù Hoàng Văn Thành biết rõ là bà ta làm những chuyện đó cũng sẽ bảo vệ cho mình. Cho nên Tiêu Đông Mai vô sỉ cười, nói, Hoàng Thiên, cậu có muốn gây phiền cho tôi thì nói thẳng đi, không cần hắt nước bẩn lên người tôi vậy đâu. Tiêu Đông Mai, mà đưa sát thủ đến Bắc Ninh giết tôi cũng thôi đi. Sao bà lại còn ác độc đến mức đốt cả biệt thự mà mẹ tôi để lại? Bà có biết ngọn lửa đó chút nữa đã lấy đi mạng sống của vợ tôi không hải? Hoàng Thiên tức giận quát. Mặt Tiêu Đông Mai lúc xanh lúc trắng, quan trọng là bà ta tự chột dạ, những gù Hoàng Thiên nói đều là những việc hôm qua bà ta làm, đối chất trực tiếp như vậy bà ta vẫn chột dạ trong lòng. Nhưng tâm lý của người đàn bà này rất vững, da mặt cũng không phải dày bình thường, lúc này cười ha ha một trận, nói với Hoàng Văn Thành, ông à, Thiên vẫn luôn có hiểu lầm với em, nó vừa về nhà đã hắt nước bẩn lên người em cũng không muốn trách nó. Những lời này nói rất hay, khiến bà ta trở nên cao thượng, cũng thấu tình đạt lý lại còn độ lượng nữa. Hoàng Văn Thành cũng là người tỉnh tường, khả năng nghe lời nói nhìn sắc mặt của ông cũng vô cùng thành thạo, sao lại không nhìn ra sơ hở được. Vừa nhìn dáng vẻ tức giận ăn nói thẳng thắn của Hoàng Thiên, lại nhìn vẻ mặt có chút chột dạ của Tiêu Đông Mai, Hoàng Văn Thành đã lập tức hiếu hết tất cả. Hoàng Thiên không hề hắt nước bẩn, Tiêu Đông Mai thật sự đã làm những chuyện này. Trong lòng Hoàng Văn Thành nổi giận, nếu là người khác thì ông sớm đã thi hành gia pháp, không đánh cho người đó còn nửa cái mạng thì không thôi. Nhưng Tiêu Đông Mai là người phụ nữ ông yêu thương nhất, thật sự là tâm can bảo bối của ông thật sự không nỡ xử lý bà. Sắc mặt Hoàng Văn Thành không vui mà cũng không tức giận, mặc dù trong lòng rất giận Tiêu Đông Mai, nhưng trên mặt ông lại mang theo nụ cười nhạt. Ha ha. Em có thể hiểu chuyện như vậy, cũng là đáng quý đấy. Hoàng Văn Thành còn khen Tiêu Đông Mai, sau đó nói với Hoàng Thiên, Thiên à, cha hiểu cả mà, đừng nhắc những chuyện không vui này nữa, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Lời nói này đã nói quá rõ, Hoàng Văn Thành đã ám thị với Hoàng Thiên rồi, trong lòng ông biết rõ Tiêu Đông Mai đã làm những gì. Hoàng Thiên vừa nghe lời này thì lòng cũng lạnh hẳn đi. Xem ra đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Người cha này của mình đúng là bị Tiêu Đông Mai mê hoặc không thể dứt ra nổi rồi. Trong lòng cha hiểu rõ cả, nhưng lại còn không xử lý bà ta. Vậy được, cha không xử, Hoàng Thiên này xử. Nghĩ đến đây, trong mắt Hoàng Thiên hiện lên đầy ý lạnh, thù mới nợ cũ xếp chồng lên nhau, Hoàng Thiên đã bước đến trước mặt Tiêu Đông Mai. Thấy Hoàng Thiên trầm mặt bước qua, cả người như mang theo một luồng sát khí nồng đậm, trong lòng Tiêu Đông Mai cũng khó tránh có chút hoang mang. Nếu là trước đây, Tiêu Đông Mai vốn sẽ không coi Hoàng Thiên ra gì, dù sao thì trước đây trước mặt bà ta Hoàng Thiên quá nhỏ bé, chỉ có nước bỏ chạy lấy mạng thôi. Nhưng từ sau khi Tiêu Đông Mai trở về từ Bắc Ninh, bà đã kiêng kỵ với Hoàng Thiên. Bà ta có mơ cũng không ngờ được rằng vậy mà Hoàng Thiên đã ghê gớm như vậy rồi, hơn nữa còn có Vũ Thanh trung thành một lòng bên cạnh anh. Bây giờ Hoàng Thiên mang theo Vũ Thanh đến hỏi tội, Tiêu Đông Mai đúng thật là có chút khó xử. Nhưng chẳng qua bề ngoài Tiêu Đông Mai vẫn phải bày ra dáng vẻ điềm nhiên như vốn chẳng hề sợ Hoàng Thiên thôi. Ha ha, tôi nói này Thiên à, cậu giữ dằn nhìn tôi như thế làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu muốn đánh tôi à? Tiêu Đông Mai ngồi trên sofa ra thật, cười nhìn Hoàng Thiên, bà ta muốn dùng cách này để chọc giận Hoàng Thiên, để Hoàng Thiên làm những hành động quá đáng hơn. Chỉ cần khích tướng khiến Hoàng Thiên ra tay đánh bà ta trước, vậy thì bà ta có thể giữ thế đạo đức hơn rồi. Dù sao thì bà ta cũng là mẹ kế của Hoàng Thiên ra tay đánh bà ta, đó là đại nghịch bất đạo.
Huống gì Hoàng Văn Thành cũng sẽ không ngồi yên không lo, chắc chắn cũng sẽ chửi mắng Hoàng Thiên, thậm chí thi hành gia pháp với Hoàng Thiên. Tiêu Đông Mai nghĩ khá hay, nhưng Hoàng Thiên sớm đã hiểu rõ mọi chuyện. Hoàng Thiên của bây giờ không giống như lúc trước, anh rất biết khống chế tâm trạng của mình. Mặc dù bây giờ hận không thể làm thịt Tiêu Đông Mai nhưng Hoàng Thiên lại không hề kích động. Bà cho rằng tôi không dám đánh bà sao? Hoàng Thiên đứng trước mặt Tiêu Đông Mai, đột nhiên lạng lùng cười một tiếng. Tiêu Đông Mai ngơ ra, bà ta vốn nghĩ có thể chọc cho Hoàng Thiên nổi trận lôi đình, nhưng lại không ngờ rằng Hoàng Thiên còn có thể cười được, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ôi ôi, đương nhiên là cậu dám rồi, bây giờ còn chuyện gì mà Hoàng Thiên cậu không dám làm sao? Dám gọi thẳng tên tôi luôn rồi kìa. Tiêu Đông Mai cười lạnh, bũi môi nhìn Hoàng Thiên. Mặc dù người đàn bà này trông rất xinh đẹp động lòng người, nhưng Hoàng Thiên nhìn gương mặt này của bà ta lại có giác buồn nôn không gì bằng. 10 năm nay có nhà khó về, đều nhờ người phụ nữ này ban cho cả. Dù cho có bị bà ta hại đến mức thảm hại như vậy, bà ta vẫn không muốn bỏ qua, đã vậy còn đưa sát thủ đến thành phố Bắc Ninh để đuổi cùng giết tận mình. Trong lòng Hoàng Thiên nghĩ đến những thứ này, anh thật sự có chút không khống chế nỗi tính nóng nảy trong lòng mà muốn dạy dỗ Tiêu Đông Mai một trận ra trò. Cậu chủ, bình tĩnh đi, đừng ra tay ở đây. Phú Thanh vẫn rất bình tĩnh, lúc này anh nhìn ra Tiêu Đông Mai đang muốn chọc giận Hoàng Thiên để Hoàng Thiên ra tay đánh bà A trước. Cho nên Vũ Thanh nhỉ tiếng nhắc nhở Hoàng Thiên, anh không muốn Hoàng Thiên rơi vào thế bị động. Hoàng Thiên lại hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng anh cũng hoàn toàn bình tĩnh lại rồi. Chút nữa là rơi vào bẫy của Tiêu Đông Mai, Hoàng Thiên cũng thầm nhắc nhở bản thân mình, nhất định phải khống chế được, không thể công khai dạy dỗ Tiêu Đông Mai được, đặc biệt là trước mặt cha anh. Tiêu Đông Mai vừa thấy Hoàng Thiên vẫn mãi không chịu ra tay, bà ta có chút sốt sắng. Chỉ cần Hoàng Thiên ra tay đánh bà ta sẽ có thể khiến người trong cả Hà Nội này biết cậu chú nhà họ Hoàng thương thiên hại lý, đại nghịch bất đạo cỡ nào. Hơn nữa Hoàng Văn Thành trong cơn giận sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hoàng Thiên cũng có khả năng lắm chứ. Tiêu Đông Mai càng nghĩ càng mong đợi, lúc này bà ta đứng dậy khỏi sofa, nhìn Hoàng Thiên nói, sao thế? Nắm chặt nắm đấm như vậy làm gì? Muốn đánh tôi mà lại không dám đánh, cậu có còn là đàn ông không thế? Đúng là vô dụng. Phú Thanh nghe Tiêu Đông Mai nói vậy với Hoàng Thiên, nắm đấm của anh cũng nắm chặt kêu răng rắc. Trong lòng quản gia Trần cũng sáng tựa như gương, ông quá hiểu rõ nội tình bên trong, cũng vô cùng chán ghét Tiêu Đông Mai. Cậu chủ cậu tuyệt đối phải nhẫn nhịn đấy, tuyệt đối đừng ra tay trước mặt ông chủ, như thế sẽ trúng quỷ kế của người phụ nữ này mất. Trong lòng quản gia Trần âm thầm cầu phúc, thật sự lo là Hoàng Thiên sẽ không nhịn nổi nữa. Hoàng Văn Thành cũng hiểu rõ, lông mày ông nhíu chặt lại, cảm thấy Tiêu Đông Mai thật sự có chút không ra gì. Mai à, Hoàng Thiên nó mới về nhà, sao lại đánh em được chứ? Em nói bậy cái gì thế hả? Hoàng Văn Thành rất bất mãn mà nói Tiêu Đông Mai vài câu. Tiêu Đông Mai cười ha ha, nói với Hoàng Văn Thành, ông xã à, dù em chỉ là mẹ kế của Hoàng Thiên, nhưng dù sao nó cũng phải gọi em một tiếng mẹ chứ. Anh nhìn nó xem, đóng miệng mở miệng là gọi thẳng tên em, còn bày ra dáng vẻ như muốn đánh em vậy, nó thế này có ra gì không chứ? Ấy, chẳng phải là nó cũng không đánh em sao? Hơn nữa, trước đây em cũng có chỗ không đúng. Hoàng Văn Thành oán trách chừng mắt nhìn Tiêu Đông Mai một cái, những lời sau ông không nói nữa, lòng thầm nghĩ những chuyện Tiêu Đông Mai tự làm thì tự rõ. Tiêu Đông Mai vừa nghe Hoàng Văn Thành nói bà ta như vậy thì không vui chôn lòng, mạnh mẽ chừng mắt với Hoàng Văn Thành. Không có bản lĩnh đó thì đừng có làm dữ, hừ, chẳng trách ở Bắc Ninh ai cũng bảo cậu là đồ vứt đi. Tiêu Đông Mai hừ nói với Hoàng Thiên, bà ta hận không thể chọc giận Hoàng Thiên trong chốc lát, khiến Hoàng Thiên làm những chuyện quá đà. Hoàng Thiên nhìn quá rõ rồi, lúc này cười o ha ha một trận. Tiêu Đông Mai, bà đừng tốn công tốn sức nữa, tôi sẽ không ra tay đánh bà đâu. Hoàng Thiên bình tĩnh nói với Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai tức giận nghiến răng. Bà ta cảm thấy Hoàng Thiên bây giờ thật sự không dễ đối phó. Tiêu Tử Phong đứng một bên vẫn luôn không nói gì, nhưng tên này cũng danh mãnh lắm, ông ta đã sớm nhìn ra bản chất vấn đề. Thấy Hoàng Thiên vững vàng như thế, Tiêu Tử Phong chế giễu nói, ha ha, đúng là không ngờ nha, anh rể một đời anh hùng mà lại sinh ra một tên vô tích sự như vậy. Cậu mà không có bản lĩnh gì thì đừng có ở đó giả làm người ác, dáng vẻ như muốn ăn thịt người vậy, cậu mà dám đánh người à? Tiêu Tử Phong nói xong thì đắc ý nhìn Hoàng Thiên cười, thậm chí đứng dậy, đến trước mặt Hoàng Thiên, khiêu khích vỗ vai Hoàng Thiên.
Cứ nghĩ là có thể khiến Hoàng Thiên bị chọc giận hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng Tiêu Tử Phong không ngờ rằng Hoàng Thiên vẫn bình thản cười. Ha ha, chuyện nhà họ Hoàng chúng tôi, từ bao giờ đến lượt người ngoài như ông lo vậy? Hoàng Thiên cười lạnh, hỏi Tiêu Tử Phong. Gương mặt già của Tiêu Tử Phong đỏ lên, ông thật sự vẫn luôn không coi mình là người ngoài, hận không thể để tất cả mọi người biết ông ta là thân thích của nhà họ Hoàng. Đệt, tao là cậu mày đó, thằng nhãi này muốn không nhận họ Hàng à? Tiêu Tử Phong trừng mắt với Hoàng Thiên, của mắng Hoàng Thiên. Thế à, nào nào, để tôi xem ông là cậu từ đâu ra nào. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Tiêu Tử Phong. Này, cậu muốn làm gì hả? Tiêu Tử Phong nhìn đến mức đỏ cả mặt, cảm giác như càng lúc càng khó thở, sắp bị cà vạt siết chết rồi. Ông mẹ nó là cái thá gì mà dám chó điên sủa mặt trời trước mặt Hoàng Thiên này. Hoàng Thiên quát, nâng nắm đấm đấm thật mạnh mười mấy cái lên mặt Tiêu Tử Phong. Bốp bốp bốp. Trận đánh này khiến cả miệng của Tiêu Tử Phong bị đánh lệch đi, mũi chảy máu. Tiêu Tử Phong muốn trốn mà không có chỗ trốn, bị Hoàng Thiên nắm chặt cà vạt, chỉ đành mặc cho Hoàng Thiên điên cuồng đánh mình. Mười mấy đấm khiến Tiêu Tử Phong đau đến kêu tiếng chó, mắt bị đánh đến nổi không mở ra được, mũi xanh mặt sưng, thảm không tả nổi. Khiến Tiêu Đông Mai nhìn mà giật mình sợ hãi, bà ta thật không ngờ rằng, Hoàng Thiên lại dám đánh Tiêu Tử Phong trước mặt bà ta. Này là cánh đủ cứng rồi đấy à, ai cho nó cái gan ấy? Tiêu Đông Mai nổi trận lôi đình, quát mắt, dừng tay. Mày dừng tay cho tao. Bà ta mà không la còn đỡ, vừa la Hoàng Thiên càng không dừng tay được. C vốn dĩ là Hoàng Thiên muốn dừng tay rồi, nhưng Tiêu Đông Mai vừa la, Hoàng Thiên lại đánh thêm mười mấy cú nữa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. A, à, sắp chết người rồi. Tiêu Tử Phong kêu ẳng ẳng thảm thiết, như một tên hề vậy. Hoàng Thiên trong lòng cười lạnh, Tiêu Tử Phong không mọc mắt như vậy, ông đây không đánh Tiêu Đông Mai là lo cho thanh danh, đánh ông thì chẳng sao cả đấy. Ông như thế này có tính là đang cầu xin tha không? Hoàng Thiên cười nhẹ hỏi Tiêu Tử Phong. Thấy Hoàng Thiên vậy mà còn cười được, đúng là thiếu lý tàng đao mà, Tiêu Tử Phong cảm nhận được từng đợt lạnh buốt. Ông cuối cùng cũng ý thức được, 10 năm không gặp, Hoàng Thiên đã không còn như xưa nữa rồi. Thiên à, đừng đánh cậu nữa, cậu không chịu nổi nữa rồi. Tiêu không không kiêu căng như lúc nấy nữa, bây giờ đã ngoan ngoãn hơn hẳn. Ông mẹ nó là cậu của ai hả? Hoàng Thiên nâng tay là một tát, mạnh mẽ tát lên mặt Tiêu Tử Phong. Tiêu Tử Phong bị đánh đau kêu lên một tiếng, mở miệng nhổ ra hai cái răng lớn. Đệt mẹ mày Hoàng Thiên, tên nhãi mày đủ ác thật. Tiêu Tử Phong thầm mắng nhưng lại không dám mang ra tiếng, nhịn nhục khó chịu. Vừa thấy Hoàng Thiên nắm lấy cà vạt Tiêu Tử Phong không buông, nói không chừng Tiêu Tử Phong sẽ còn ăn đòn nữa, Tiêu Đông Mai bị chọc giận triệt để, lao đến trước mặt Hoàng Thiên. Thấy Tiêu Đông Mai lao lên, tia lạnh trong mắt Phú Thanh lóe lên, nhanh chóng giữ lấy Tiêu Đông Mai. Dù sao người đàn bà này cũng không hiền lành gì, Vũ Thanh sợ bà ta đột nhiên lấy ra ám khí gì đó làm hại Hoàng Thiên. Thực ra Tiêu Đông Mai lấy đâu ra cái gan đó chứ? Ở đây trước mặt Hoàng Văn Thành làm hại tới Hoàng Thiên, bà ta không ngu ngốc thế đâu. Tiêu Đông Mai chỉ là thấy em trai bà ta bị Hoàng Thiên hành thảm quá nên muốn cản lại mà thôi. Vũ Thanh, cậu làm cái việc gì vậy hả? Mà dám cản tôi à? Tiêu Đông Mai lấy ra thân phận cao quý của mình. Muốn dùng nó để đè ép Vũ Thanh. Bây giờ Vũ Thanh vốn không phải là người của nhà họ Hoàng, trừ Hoàng Thiên gia, anh chẳng cần nể mặt ai cả. Tôi có làm việc gì để sống cũng không cần bà lo, bà tự lo cho mình bà là được rồi. Lúc cậu chủ làm việc thì tốt nhất bà nên tránh xa một chút. Vũ Thanh chẳng khách khí chút nào, to tiếng quát. Tiêu Đông Mai thật sự kiêng kỵ với Vũ Thanh, quan trọng là khí thế trên người Vũ Thanh quá mạnh mẽ. Đây thật sự là chiến thần xa trường từng đao thật súng thật liều mạng giết người đó, khí thế lệ quỷ trên người không phải là giả đâu. Hoàng Văn Thành thấy vậy quá không ra gì rồi, mặc dù Tiêu Tử Phong nói lời chọc điên Hoàng Thiên giáo huấn tên này cũng không có gì, nhưng Vũ Thanh đối xử với Tiêu Đông Mai như vậy, Hoàng Văn Thành cảm giác rất mất mặt. Vũ Thanh, ở đây là nhà họ Hoàng, cậu muốn làm phản hay sao hải? Hoàng Văn Thành tức giận quát tháo. Sắc mặt Vũ Thanh tự nhiên. Nhìn Hoàng Văn Thành nói, ông chủ, tôi tôn trọng ông, nhưng nếu như bà chủ muốn làm hại đến cậu chủ, vậy tôi không ngại dùng cách của mình để đối đãi với bà ấy. Hoàng Văn Thành nghe những lời này, trước là ngơ ra, ngay sau đó thì ha ha cười to một trận. Ha ha, được thôi, cậu trung thành với cậu chủ như vậy,
lòng tôi cảm thấy an ủi đấy. Hoàng Văn Thành nói. Hoàng Văn Thành không tức giận, ngược lại còn khá vui vẻ nữa, dù sao thì Hoàng Thiên cũng là con trai ruột của ông, Vũ Thanh trung thành với Hoàng Thiên như vậy, Hoàng Văn Thành không có lý do gì phải giận cả. Nhưng Tiêu Đông Mai thì lại tức giận rồi, trừ tức giận ra, nhiều hơn nữa là sợ hãi. Mặc dù Vũ Thanh không nói rõ, nhưng Tiêu Đông Mai cảm nhận được, chỉ cần bà ta tiếp tục làm chuyện bất lợi đối với Hoàng Thiên, Vũ Thanh không ngại giết bà ta. Vừa nghĩ đến những thứ này, tia dữ tợn trong mắt bà ta lóe lên, bà ta đã quyết định, không chỉ muốn Hoàng Thiên biến mất khỏi thế giới này, mà cả Vũ Thanh bà cũng muốn làm thịt. Diệt trừ hậu hoạn, mấy người được ăn no để đứng đấy hả? Bà chủ của mấy người bị người ngoài hù dọa, còn không xông lên à? Tiêu Đông Mai quát vào mặt mười mấy người vệ sĩ. Mười mấy người vệ sĩ kia đều đang do dự mãi, mặc dù họ chưa từng gặp Vũ Thanh, nhưng đã từng nghe tiếng tăm của Vũ Thanh, vệ sĩ truyền kỳ của nhà họ Hoàng 10 năm trước, đúng thật là thần tượng của họ mà. Huống gì bây giờ là lần đầu tiên gặp cậu chủ, mà Vũ Thanh lại là người bên cạnh cậu chủ, trong tình huống ông chủ còn chưa nói gì, những người vệ sĩ này không dám tự tìm rắc rối. Tiêu Đông Mai thấy lời nói của mình còn không bằng cái rắm, vốn không thể ra lệnh cho những người vệ sĩ này, bà ta tức giận dậm chân. Tần Phi, cậu cũng không nghe lời tôi nói sao? Tiêu Đông Mai quát mắng đội trưởng đội vệ sĩ Tần Phi. Bà chủ, bà cứ nhìn tôi này. Tần Phi sớm đã nóng lòng muốn thử rồi, tên nhãi này bình thường nhận được rất nhiều ít lợi từ Tiêu Đông Mai, là con chó săn trung thành của Tiêu Đông Mai. Hơn nữa Tần Phi sớm đã không phục Vũ Thanh. Ai cũng bảo Vũ Thanh ngầu cỡ nào, anh muốn thử xem Vũ Thanh mạnh bao nhiêu. Vũ Thanh, nếu không muốn tàn phế thì lập tức cút ra ngoài đi. Tần Phi đi đến trước mặt Vũ Thanh, dương mày trừng mắt nói. Vũ Thanh cũng không ngờ rằng lại có người dám nói chuyện như vậy với anh. Lúc này Vũ Thanh không giận mà ngược lại lại cười, nhìn Tần Phi nói, cậu không phục à? Tôi phục anh cái dám ấy. Miệng mồm của Tần Phi cũng khá không sạch sẽ. Sau khi mắng to một tiếng thì giơ chân đá nhắm vào hạ bộ của Vũ Thanh. Ra chiêu vừa ác vừa nhanh, năng lực của tên Tần Phi này cũng rất mạnh. Cạch, uồ, Tần Phi phát ra tiếng kêu đau đớn, Vũ Thanh chỉ đá một chân đã gãy chân phải của Tần Phi bụp một tiếng, Tần Phi một giây trước còn sinh long hoạt hổ, giờ đã thảm hại ngã xuống đất, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Những người xung quanh đều kinh sợ, đặc biệt là những người vệ sĩ kia đều cảm thấy may mắn vì lúc nấy không đi qua tìm chết. Vũ Thanh đúng là danh bất hư truyền. Còn ai không phục nữa, có thể lên đây. Vũ Thanh nhìn xung quanh một vòng, bình thản nói. Không ai dám đáp lời, những người vệ sĩ này đều giữ im lặng. Ha ha ha, không hổ là Vũ Thanh, còn ghê gớm hơn 10 năm trước nữa. Hoàng Văn Thành ha ha cười lớn, dùng ánh mắt tân thưởng nhìn Vũ Thanh, ông cũng rất quý người có tài. Tiêu Đông Mai tức đến nổi muốn phát điên, Tâm Phú. Tần Phi duy nhất của bà ta vậy mà chỉ một chiêu của Vũ Thanh đã phế đi một chân của cậu ta, khiến bà ta thật sự rất khó chịu. Bà ta cũng hiểu rõ, muốn chơi cứng với Hoàng Thiên là không thể được, Hoàng Thiên có cao thủ như Vũ Thanh, không ai làm khó được Hoàng Thiên cả. Chị mau cứu em đi, em sắp bị đánh chết rồi này. Tiêu Tử Phong tuyệt vọng nhìn Tiêu Đông Mai, Hoàng Thiên vốn không có ý muốn tha cho ông ta thật sự không muốn chịu đòn nữa. Tiêu Đông Mai cũng hết cách. Nhìn tình thế như vậy, nếu giờ bà trực tiếp lao lên ra tay với Hoàng Thiên, Vũ Thanh sẽ xử lý cả bà ta đấy. Hoàng Thiên, cậu bỏ em trai tôi ra. Tiêu Đông Mai âm lãnh nói với Hoàng Thiên. Bà đang cầu xin tôi hay đang dọa tôi vậy? Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, hỏi Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai hoàn toàn bị chọc giận muốn nổ tung, đối với bà ta mà nói, đây quả thực là một loại sỉ nhụ. Xê cậu đừng phí lời với tôi hỏi cậu có thả nó ra không hả? Tiêu Đông Mai gầm gừ nói. Trong ấn tượng của Hoàng Thiên, Tiêu Đông Mai vẫn luôn rất khó đối phó, vẫn chưa bao giờ mất khống chế như vậy. Lúc này Hoàng Thiên lạnh lùng cười, xem ra Tiêu Đông Mai chẳng qua cũng chỉ có vậy, bây giờ đã hoàn toàn mất hết phương hướng rồi. Ngại quá, tôi vẫn chưa chơi đã. Hoàng Thiên cười cười, sau đó đột nhiên thêm lực tay. Con người của Tiêu Tử Phong đã trừng to lên cả rồi, cà vạt thắt chặt khiến ông ta không thở nổi, sắp tắt thở luôn rồi. Ông à, anh mau quản lý con trai anh đi chứ. Tiêu Đông Mai lần này thật sự có chút hoảng rồi, chỉ đành cầu cứu Hoàng Văn Thành thôi. Hoàng Văn Thành không tỏ thái độ gì, ông biết trong lòng Hoàng Thiên có oán hận, vừa về đến nhà, Hoàng Văn Thành không muốn ầm với Hoàng Thiên.
Hơn nữa những lời lúc nãy của Tiêu Tử Phong cũng thật sự quá đáng ghét, dám nói con trai của Hoàng Văn Thành ông đây là đồ vô tích sự. Hoàng Văn Thành nghĩ đến đây, không nói lời nào, ông cũng muốn để tên Tiêu Tử Phong này học cách biết điều một chút. Ông xã à, em xin anh đó, anh mà còn không lo nữa thì em trai em sẽ mất mạng mất. Tiêu Đông Mai chút nữa là quỳ xuống trước mặt Hoàng Văn Thành, bà đã không còn oai phong trước đây nữa, bây giờ thật sự đã bế tắc rồi. Mắt nhìn Tiêu Tử Phong sắp bị xiết nứt hơi, Hoàng Thiên mới buông lỏng tay. Tiêu Tử Phong cảm nhận được nỗi sợ nồng đậm, mau chóng nhân cơ hội này hít từng ngụm khí lớn. Mau thở đi, sắp bắt đầu rồi đó nha. Hoàng Thiên như đang nói chuyện nhà với Tiêu Tử Phong vậy, không nhanh không chậm. Hả, còn nữa hả? Tiêu Tử Phong bị dọa đến sắp ngất xỉu, vội vàng nhăn mặt cầu xin Hoàng Thiên, cậu chủ, cậu tha cho tôi đi, đừng xiết nữa mày. Ông nói không xiết nữa là không xiết nữa à? Ông là cái thá gì chứ hả? Hoàng Thiên trừng mắt, lại xiết thật chặt lần nữa. Mãi đến khi sắc mặt Tiêu Tử Phong xanh tím, Hoàng Thiên mới chịu dừng tay, đá mạnh tên này nằm sấp dưới đất. Anh rể, anh xin tha giúp em đi, em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tiêu Tử Phong như con chó bò đến trước mặt Hoàng Văn Thành đau khổ van nài. Ha ha, không phải cậu nói con trai tôi không dám đánh người sao? Là đồ vô tích sự mà. Hoàng Văn Thành lạnh lùng cười, khoanh tay không có hành động gì khác. Tiêu Tử Phong hối hận muốn chết rồi, sớm biết bây giờ Hoàng Thiên đáng sợ như vậy, lúc nãy có nói gì cũng không nói sằng nói bậy như vậy, thế chẳng phải là tự tìm đòn sao? Không không không, lúc nãy em đều đang thả rắm cả đấy, là em không biết ăn nói. Tiêu Tử Phong chẳng cần chút mặt mũi nào nữa, ngã dưới đất lấy sức tự tát mình mấy cái. Hoàng Văn Thành cũng không quan tâm Tiêu Tử Phong nữa, ông quyết định để Hoàng Thiên tự xử lý chuyện này. Cậu chủ, sau này tôi không dám nữa, cậu tha cho tôi đi. Tiêu Tử Phong lại bò đến chân Hoàng Thiên, ôm lấy chân Hoàng Thiên cầu xin. Màn này đúng là khiến mọi người như bị sét đánh trúng. Phải biết trước đây Tiêu Tử Phong ỷ rằng có chị ông ta chống lưng, vẫn luôn diễu võ dương uy, có bao giờ chịu thua như vậy đâu chứ. Hôm nay không chỉ chịu thua, hơn nữa còn là kiểu hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi nữa, đúng là khiến người ta khó lòng nghĩ đến mà. Lập tức cút ra ngoài, sau này nếu còn dám bước vào nhà tôi nữa, tôi đánh gãy chân chó của ông. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Tiêu Tử Phong chỉ hận bố mẹ ông ta đẻ thiếu hai cái chân cho ông ta thôi, đứng dậy chạy như để giữ mạng vậy. Thấy Hoàng Thiên bá khí như vậy, Hoàng Văn Thành cảm thấy quá an ủi, ông biết gia nghiệp nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên hoàn toàn có thế kế thừa. Nhưng Hoàng Văn Thành còn chưa vui hết thì Hoàng Thiên đã lạnh lùng nói, Tiêu Đông Mai, đến lượt bà rồi đấy, nói xem nào, bà đã làm gì chuyện tốt gì ở Bắc Ninh Hải. Giọng nói của Hoàng Thiên vô cùng lạnh lẽo, khiến người khác ớn lạnh cả người. Không sai, Hoàng Thiên chưa quên lần này mình về Hà Nội để làm gì, chính là để tính rõ ràng với Tiêu Đông Mai. Hoàng Văn Thành cũng không ngờ được rằng, thế mà Hoàng Thiên còn muốn tính sổ với Tiêu Đông Mai nữa, vốn nghĩ Hoàng Thiên đã chút giận xong rồi thì sẽ bỏ qua cho Tiêu Đông Mai. Thiên à, không phải lúc nấy cha đã nói rồi sao, lần này coi như xong rồi đi, dù sao bà ấy cũng là mẹ kế của con. Hoàng Văn Thành khuyên Hoàng Thiên nói, như vậy cũng là đang giải vây cho Tiêu Đông Mai. Trong lòng Tiêu Đông Mai đang ủ rũ, em trai bà ta bị Hoàng Thiên đánh ra nông nỗi này, quá mất mặt. Trên mặt bà ta cũng không còn tia sáng nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Đông Mai cảm giác mất mặt đến cả họ Nội luôn rồi. Vừa thấy Hoàng Thiên còn muốn tìm bà A tính sổ, Hoàng Văn Thành vẫn đang nói đỡ cho bà ta càng cảm thấy không có đất dung thân nữa rồi. Anh đừng nói nữa, Tiêu Đông Mai này không cần người khác nói đỡ cho mình. Tiêu Đông Mai đột nhiên la lớn với Hoàng Văn Thành. Mai à, em la hét cái gì? Gương mặt Hoàng Văn Thành trầm đi. Ông không muốn Tiêu Đông Mai chọc giận Hoàng Thiên nữa, như thế sẽ thật sự hoàn toàn hết cách làm hòa. Hừ, Hoàng Thiên, cậu tưởng tôi sợ cậu sao? Không sai, chính tôi đưa sát thủ đến Bắc Ninh giết cậu đấy, còn đốt cả căn nhà mẹ cậu để lại cho cậu nữa, cậu làm gì được tôi hả? Tiêu Đông Mai trực tiếp ngã bài, bà ta cũng là do bị xấu hổ tức giận cùng cực mới làm như thế. Nghe bà ta nói ra trước mặt mọi người, Hoàng Thiên cảm thấy thoải mái trong lòng. Tiêu Đông Mai à, Tiêu Đông Mai, cuối cùng bà cũng chịu không nổi rồi đấy à. Bây giờ thừa nhận trước mặt mọi người, tôi xem còn ai bảo vệ nổi bà nữa đây. Hoàng Thiên trong thầm nghĩ trong lòng, không kìm được mà cười lạnh một tiếng. Hoàng Văn Thành thật sự vừa tức vừa xoắn xuýt,
tức là vì cuối cùng cũng biết chắc là Tiêu Đông Mai thật sự âm thầm hại Hoàng Thiên. Xoắn suýt là vì Tiêu Đông Mai thừa nhận trước mặt mọi người như vậy, ông cũng không còn cách nào bảo vệ Tiêu Đông Mai nữa. Ha ha, mọi người nghe cả rồi chứ? Chính miệng bà ta tự nhận rồi đấy. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, cao giọng nói. Không ai nói gì, tất cả bọn họ đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra rồi, trong lòng cũng thầm ủng hộ Hoàng Thiên, nhưng lại không dám nói lung tung. Ngay cả quản gia Trần, trong tình huống như thế cũng không dám phát biểu ý kiến. Bốp! Hoàng Văn Thành tát Tiêu Đông Mai một cái thật mạnh. Đồ tiện nhân này, cô quả nhiên đã làm những chuyện ghê tởm này sao? Hoàng Thiên là con trai tôi đấy, cả nó mà cô cũng muốn giết sao? Hoàng Văn Thành tức giận của mắng Tiêu Đông Mai. Đánh cho mặt Tiêu Đông Mai sưng cả lên, ngơ cả người ra. Quan trọng là nhiều năm như vậy, Hoàng Văn Thành cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói với bà ta, đã bao giờ động vào đầu ngón tay nào của bà ta đâu. Nhưng bây giờ, Hoàng Văn Thành lại đánh bà ta ngay trước mặt mọi người, hơn nữa còn đánh mạnh như thế. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy đều hiểu rõ, Hoàng Văn Thành đánh Tiêu Đông Mai chỉ là để cho làm mẽ mà thôi, thực ra là đang giúp Tiêu Đông Mai. Nhưng Tiêu Đông Mai không nghĩ như thế, bà ta đã cậy sủng mà kiêu quen rồi, sao có thể chịu uất ức như vậy được. Thế mà ông lại đánh tôi sao? Tên già chết tiệt này, tôi không sống với ông nữa. Tiêu Đông Mai hăng máu lên còn muốn cào vào người Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành thấy như vậy quá không ra gì, dưới tình thế gấp rút, lại tát Tiêu Đông Mai một cái thật mạnh. Tiêu Đông Mai cuối cùng bị đánh đến tỉnh ra, trong mắt bà ta xoay chuyển, biết Hoàng Văn Thành làm vậy là để bảo vệ bà, cho Hoàng Thiên một cái bậc thang để xuống, bà ta chịu vài tát, chuyện này coi như đã được xử lý xong. Hừ, tôi sẽ không quan tâm đến ông nữa. Tiêu Đông Mai hừ một tiếng, ôm mặt muốn bỏ đi. Sao Hoàng Thiên có thể để bà ta trốn được? Người đàn bà này hại anh thảm như vậy, mãi đến bây giờ vẫn đang còn không ngừng muốn giết anh. Chỉ chịu vài tát tai là xong chuyện rồi sao? Trên đời nào có chuyện dễ dàng như thế, nghĩ đến đây, Hoàng Thiên nhanh chóng đuổi qua, trực tiếp nắm lấy tóc Tiêu Đông Mai. À, cậu làm cái gì thế? Tiêu Đông Mai kinh hãi kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn Hoàng Thiên. Bà muốn trốn nhanh vậy sao? Không dễ dàng thế đâu. Hoàng Thiên quát lên. Cậu muốn làm thế nào? Tiêu Đông Mai lần này thật sự sợ hãi rồi, bà ta cảm giác như Hoàng Thiên như muốn giết bà ta vậy. Hoàng Thiên nghiến răng, đây mới gọi là kẻ thù gặp nhau ắt sẽ đều đỏ mắt, bây giờ Tiêu Đông Mai đã thừa nhận tất cả trước mặt mọi người rồi, mình có làm gì bà ta cũng không quá đáng. Phú Thanh, đưa súng cho tôi. Hoàng Thiên một tay nắm tóc Tiêu Đông Mai, một tay khác đưa về phía Vũ Thanh. Phú Thanh không nói hai lời, lấy ra một khẩu súng lục từ trong ngực, đưa đến tay của Hoàng Thiên. Chuyện này, vừa thấy vậy, Tiêu Đông Mai đã bị dọa run cả chân, bà ta chút nữa là ngã xuống đất. Hoàng Thiên làm vậy là muốn bản chết bà ta đó. Đừng nhìn Tiêu Đông Mai lòng dạ ác độc ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng rất sợ chết, từ sau khi đi theo Hoàng Văn Thành, bà ta sống thật sự rất thoải mái. Nếu như không phải quá tham lam, cứ muốn độc chiếm nhà họ Hoàng, bà ta có vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết. Cho nên bà ta mới không muốn chết, bà ta vẫn chưa sống đủ. Hoàng Văn Thành vừa thấy Hoàng Thiên dùng đến cả súng, vậy là đang muốn xử bắn Tiêu Đông Mai à, Hoàng Văn Thành cũng không trụ nổi nữa. Thiên à, Thiên, con tuyệt đối đừng kích động. Hoàng Văn Thành chạy đến muốn cướp súng lục của Hoàng Thiên. Cha đừng qua đây. Hoàng Thiên bây giờ không nể mặt ai nữa cả, dùng súng chĩa về phía Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành cũng mất hồn, súng không phải là đồ chơi đâu, nếu xử lý không tốt, cái mạng già của ông cũng sẽ mất. Thiên à, con bình tĩnh chút nào, Hoàng Văn Thành cũng không biết phải khuyên thế nào mới ổn nữa, cả đầu đầy mồ hôi. Hoàng Thiên chĩa súng vào đầu Tiêu Đông Mai, lạnh giọng nói, sao bà lại ác độc như thế? Hoàng Thiên, tôi một ngày không chết là bà không sống nổi nữa phải không? Không, không phải như thế đâu. Tiêu Đông Mai nơm nớp lo sợ, cả người run rẩy đáp lại. Bà dám rảo biện? Không không, tôi không phải đang rảo biện, tôi thừa nhận tôi đã làm những chuyện này. Hoàng Thiên à, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không ám hại cậu nữa được không? Tiêu Đông Mai lúc này cứ như một quả hồng mềm vậy, hoàn toàn dị Hoàng Thiên dọa sợ hết hồn. Vừa thấy dáng vẻ chết nhát của Tiêu Đông Mai, lửa trong lòng Hoàng Thiên càng lớn hơn. Nhịn nhục 10 năm rồi, Hoàng Thiên nghĩ đến trước đây mình bị hại thảm như vậy, cả ngày thấp thỏm không yên sợ bị giết, đó là những ngày tháng khổ sở bao nhiêu. Đều là chuyện tốt mà người phụ nữ chết tiệt này làm cải.
lửa giận xông lên não, Hoàng Thiên thật sự không kìm chế nổi nữa. Cạch, tiếng đạn lên nòng. A, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hoàng Thiên, tôi còn lời muốn nói. Tiêu Đông Mai kêu to lên, thụp một tiếng quỳ xuống dưới chân Hoàng Thiên. Điều này khiến Hoàng Thiên hoàn toàn không ngờ đến, Tiêu Đông Mai mà lại chịu quỳ xuống đô la ao. Bà còn muốn nói gì nữa? Hoàng Thiên đanh giọng quát mắng. Tôi, bây giờ tôi thật sự biết sai rồi, nếu cậu giết tôi, cha cậu sẽ buồn cả đời đấy, cuộc sống sau này của ông ấy cũng sẽ khó mà trải qua lắm, cho dù cậu có không nghĩ đến cái khác, cũng phải nghĩ về chuyện này một chút chứ. Tiêu Đông Mai thật sự hết chiêu rồi, khát vọng sống còn rất mạnh mẽ, bà ta lôi cả Hoàng Văn Thành vào. Hoàng Thiên liếc nhìn Hoàng Văn Thành, phát hiện Hoàng Văn Thành căng thẳng đến nỗi suy sụp, cảm giác như già đi nhiều năm trong thoáng chốc. Thiên à, trước đây cha có làm sai, cha xin lỗi con. Nể mặt cha, con bỏ súng xuống tha cho bà ấy đi. Hoàng Văn Thành có chút nghẹn ngào, ngoại trừ căng thẳng ra, nhìn hơn hết là sự hối lỗi chân thành với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhận ra là, Hoàng Văn Thành không hề hoàn hoàn lo Tiêu Đông Mai sẽ mất mạng hơn hết là thật sự thành tâm xin lỗi. Không phải anh bắt buộc muốn bố anh xin lỗi mình, nhưng lúc này Hoàng Văn Thành nói ra những lời này khiến Hoàng Thiên vẫn mềm lòng đi. Nếu thật sự giết chết Tiêu Đông Mai, Hoàng Thiên cũng cảm thấy có chút quá đáng, dù sao Tiêu Đông Mai muốn thích sát anh nhưng vốn không hề thành công. Kể ra thì nếu thành công rồi thì anh cũng không còn cơ hội giết Tiêu Đông Mai rồi. Nhưng chuyện đời là vậy đấy, luôn có lúc được lúc mất, có những chuyện, không thể cứ khư khư cố chấp theo ý mình. Được thôi, con sẽ giữ cho bà ta một mạng. Hoàng Thiên khế than một tiếng, sau đó bóp cò. Bằng! Một tiếng súng vang lên. Tiêu Đông Mai la lên một tiếng thảm thiết, đau đến mức lăn lộn dưới đất. Chỉ thấy chân trái của bà ta đã bị đạn bắn trúng, máu chảy không ngừng. Một phát súng này là để bà nhớ cho kỹ. Bà nhớ kỹ cho tôi chỉ cho bà cơ hội lần này. Dám đến quấy rối tôi nữa, tôi sẽ đem hai tội hợp thành một mà giết bà đấy. Hoàng Thiên tức giận quát. Tiêu Đông Mai đau đến không nói được câu nào nữa, bà ta đã bao giờ phải chịu đau như thế đâu. Đau đến không muốn sống nữa. Mau, mau đưa bà chủ đến bệnh viện đi. Hoàng Văn Thành mau chóng lệnh cho những vệ sĩ và người hầu kia. Cả đám người ập lên, đỡ Tiêu Đông Mai dậy chạy nhanh ra khỏi phòng khách. Hoàng Văn Thành và quản gia Trần cũng đi theo, phòng khách chỉ còn lại Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Vũ Thanh liếc nhìn Hoàng Thiên, anh cười nhạt nói, cậu chủ, tôi biết chắc là đến cuối cùng cậu sẽ không giết nổi bà ta. Hoàng Thiên cũng hết cách cười cười, nói, không cách nào. Nhưng tôi cảm thấy, người phụ nữ này vốn không hề thật sự bị cậu dọa sợ. Vũ Thanh nghĩ nghĩ, nói với Hoàng Thiên bằng vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Thiên đương nhiên cũng biết, với tính cách của Tiêu Đông Mai, đương nhiên sẽ không bị anh dọa cho sợ hãi. Lòng dạ của người phụ nữ này rất thâm sâu, đừng nhìn bà ta vừa rồi vô cùng chật vật mà hứng chịu thiệt thòi như vậy, nhưng cho dù có phải chật vật đến đâu bà ta cũng sẽ quyết không bao giờ chịu cúi đầu lùi bước trước bất cứ ai hay việc gì. Chẳng qua, những chuyện này đều không quan trọng, Hoàng Thiên là nghĩ tới việc phải lôi cái tính khí xấu trong lòng kia ra ngoài, những thứ này đã tồn tại mấy chục năm rồi, không lôi nó ra ngoài thật sự là không được. Tôi biết rất rõ, không cần phải để ý tới bà ta nếu còn dám nhắc lại chuyện xưa, tôi sẽ bắt bà ta phải trả giá bằng mạng sống của mình. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Vũ Thanh nghe xong chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm điều gì nữa. Đối với Vũ Thanh mà nói, bất luận Hoàng Thiên có như thế nào, thì từ đầu đến cuối anh vẫn sẽ trung thành với Hoàng Thiên, chỉ cần Hoàng Thiên quyết định muốn làm việc gì anh cũng sẽ nỗ lực đi thực hiện tới cùng. Tiêu Đông Mai phải vào bệnh viện, chuyện này lại trở thành một tin tức lớn gây xôn xao dư luận, Hoàng Văn Thành tuy rằng đã hạ lệnh phong tỏa tin tức không để chúng lọt ra bên ngoài, nhưng mọi người trên dưới nhà họ Hoàng đều đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình của câu chuyện. Cũng có thể nói, khi Hoàng Thiên vừa mới trở lại Hà Nội, cũng lúc đó anh cũng đã trở nên nổi tiếng rồi, không có một ai dám xem thường Hoàng Thiên cả. Tới giờ cơm tối, Hoàng Văn Thành đưa theo đám người quản gia Trần trở về. Tuy rằng Tiêu Đông Mai ở bệnh viện cần có người chăm sóc, nhưng Hoàng Văn Thành sợ Hoàng Thiên ở nhà một mình sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, cho nên khi tới giờ ăn cơm tối liền đưa mọi người trở về. Bữa tối có thể nói là được làm khá phong phú, Hoàng Thiên sau khi dùng xong bữa tối, chuẩn bị trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi. Nhiều năm như vậy anh không ở nhà, nhưng phòng của anh vẫn giống như năm xưa, nhưng vì mỗi ngày đều có người giúp việc đến đây dọn dẹp nên căn phòng vẫn luôn rất sạch sẽ. Đúng lúc này, quản gia Trần bước tới. Cậu chủ,
có người muốn gặp cậu. Quản gia Trần bước vào nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong ngẩn ra, hỏi, là người nào? Cậu chủ của nhà họ Lương ở Hà Nội, tên Lương Thiên Vũ. Lương Thiên Vũ. Hoàng Thiên đối với cái tên này cũng không hề cảm thấy xa lạ, trước đây cả anh và Lương Thiên Vũ đều những người vô cùng nổi tiếng ở đất Hà Nội này, được gọi là những đứa trẻ ngậm thìa vàng ngay từ khi ra đời. Vâng ạ, cậu Lương nghe nói cậu chủ đã trở về rồi, nên đặc biệt đến chào hỏi, còn muốn hẹn cậu chủ cùng ra ngoài tham gia một buổi tiệc tối nữa. Quản gia Trần nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên căn bản không thích mấy chuyện ồn ào như vậy, dù sao mấy năm nay anh đã quen với cuộc sống yên tĩnh rồi. Anh cũng đã sớm rời xa cuộc sống của giới thượng lưu, cũng không hề có ý nghĩ muốn quay trở về những ngày tháng sống cuộc sống xa hoa đồi trụy kia nữa. Nhưng dù sao Lương Thiên Vũ cũng là bạn từ thuở nhỏ của anh, đã nhiều năm như vậy không gặp nhau rồi, xuất phát từ phép lịch sự thì cũng phải gặp mặt chào hỏi nhau chứ. Nghĩ vậy Hoàng Thiên liền đi ra khỏi phòng ngủ của mình sau đó đi tới phòng khách. Lúc này Lương Thiên Vũ đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách. Ở bên cạnh là một người giúp việc của nhà họ Hoàng đang giúp anh ta bưng trà bưng bánh, thoạt nhìn bộ dáng thật nhàn nhã. Lương Thiên Vũ và Hoàng Thiên tuổi tác cũng không có chênh lệch nhiều, Lương Thiên Vũ lớn lên có một làn da trắng nõn, cộng thêm quần áo và trang sức trên người khiến anh ta trông vô cùng đẹp trai, vừa nhìn là có thể nhận ra cái danh con ông cháu cha được gắn ở trên người anh ta. Vừa thấy Hoàng Thiên đi ra, Lương Thiên Vũ nhanh chóng đứng dậy chào đón. Nhìn Hoàng Thiên một hồi lâu, cuối cùng thì Lương Thiên Vũ cũng nhận ra anh, qua bao nhiêu năm như vậy nhưng dáng vẻ bên ngoài của Hoàng Thiên không có thay đổi quá lớn, nên vẫn có thể rất nhanh liền nhận ra anh. Hoàng Thiên, ha ha ha, nhiều năm như vậy không gặp, mình nhớ cậu chết mất. Lương Thiên Vũ đối với Hoàng Thiên vô cùng nhiệt tình, sau khi ha 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 cười to một trận, còn muốn chạy đến ôm Hoàng Thiên một cái. Hoàng Thiên cũng không có quen với những chuyện như vậy nên nhanh chóng lùi lại phía sau hai bước, cười nói, Thiên Vũ à. Những hành động lễ nghi này của cậu tôi thật sự nhận không nổi. Ha ha ha, anh Hoàng Thiên vẫn thú vị như ngày nào nha, còn không phải vì lâu năm không gặp nên vừa gặp được anh em liền thấy kích động hay sao? Dáng vẻ Lương Thiên Vũ vẫn vô cùng kích động, giống như thật sự rất nhớ Hoàng Thiên vậy. Hoàng Thiên còn lâu mấy lời nói xàm này của Lương Thiên Vũ, tên nhóc này vẫn luôn sống ở Hà Nội, tiền tài quyền thế của nhà anh ta khiến cho người khác phải kinh ngạc, tuy rằng không bằng nhà họ Hoàng của anh. Nhưng nếu so với nước Việt Nam khi xưa mà nói, nhà họ Lương anh ta cũng xem như là một gia đình giàu có, con cháu ăn năm đời không hết. Một cậu chủ sinh ra và lớn lên trong một gia đình với hoàn cảnh như vậy, bên cạnh không phải đều là những người đẹp thướt tha hay sao, làm gì còn tâm trí mà nhớ tới người bạn hồi nhỏ này nữa chứ. Vậy cũng được, như vậy mà vẫn còn có người nhớ tới Hoàng Thiên tôi. Hoàng Thiên cười cười nói. Hoàng Thiên anh nói lời này là có ý gì chứ? Người khác không nhớ tới anh, thì Lương Thiên Vũ em nhất định sẽ nhớ anh. Đi thôi, em đã mời không ít bạn bè tới, đêm nay chúng ta phải quẩy tới bến luôn, nhiều năm như vậy mới gặp, mình giúp cậu đón gió tẩy chân. Lương Thiên Vũ vừa nói xong, cũng không kỳ kèo mà lập tức lôi kéo Hoàng Thiên đi ra bên ngoài. Ngôn tình ngược, Hoàng Thiên thật sự không muốn tham gia vào bữa tiệc nào nhiệt này, anh nói với Lương Thiên Vũ, tôi hôm nay cảm thấy hơi mệt trong người, hôm khác rồi nói tiếp. Nhìn thấy Hoàng Thiên không chịu tham gia, Lương Thiên Vũ mất hứng, nói, Hoàng Thiên à, anh như vậy là không nể mặt em rồi nha. Em cũng đã nói rõ với mấy người kia là nhất định sẽ đưa được anh tới tham gia buổi tiệc hôm nay rồi, không nhẽ anh muốn em không thể ngẩng mặt lên trước mặt bạn bè. Hoàng Thiên thật sự không thể lay chuyển được ý định của Lương Thiên Vũ, đành phải nói, vậy được rồi, nhưng không được quá muộn đâu đó, vì hôm nay tôi thật sự cảm thấy rất mệt. Hi hi, sẽ không đâu. Em cam đoan rằng sau khi anh tới bữa tiệc đến nửa đêm cũng không có ý nghĩ muốn về nhà. Lương Thiên Vũ cười đắc ý, lôi kéo Hoàng Thiên cùng nhau đi ra khỏi phòng khách. Cậu chủ, để tôi đi lái xe. Nhưng đúng vào lúc này, Vũ Thanh đột nhiên xuất hiện, gật đầu với Hoàng Thiên rồi ra hiệu bằng ánh mắt với anh. Hoàng Thiên hiểu được ý của Vũ Thanh, anh ta là đang lo lắng cho sự an toàn của anh nên muốn đi cùng anh. Tuy rằng cảm thấy Vũ Thanh có chút quá mức cẩn thận. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có cự tuyệt ý tốt của Vũ Thanh, dù sao anh cũng là mới trở lại Hà Nội, mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vị này, là anh Vũ Thanh sao? Lương Thiên Vũ chỉ vào bóng dáng của Vũ Thanh, hỏi Hoàng Thiên. Đúng vậy. Ai ya, vẫn nhớ hồi còn nhỏ có đến nhà anh chơi, khi ấy lại có ấn tượng vô cùng sâu với anh Vũ Thanh, anh vẫn anh tuấn tiêu sái như xưa nha. Lương Thiên Vũ trời sinh có một cái miệng biết ăn nói,
cái miệng nhỏ của anh ta luôn nói ra những lời ngon ngọt dễ nghe. Hoàng Thiên trong lòng cũng biết rõ điều này, tuy rằng nhiều như vậy năm không gặp Lương Thiên Vũ rồi, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy tên Lương Thiên Vũ này có điều gì đó không đúng. Ngoài miệng đều nói toàn những lời mật ngọt như vậy, nhưng thực chất loại người như này lại rất nguy hiểm. Lúc này Hoàng Thiên cũng không nói gì cả, ra tới bên ngoài lên ngồi lên xe do Vũ Thanh lái tới. Chiếc xe mấy chục tỷ thế này trong nhà cũng có mười mấy chiếc, Vũ Thanh cũng chỉ tùy tiện lái ra một chiếc mà thôi. Lương Thiên Vũ lái xe đi ở phía trước, Vũ Thanh lái xe chở Hoàng Thiên theo ở phía sau, hai chiếc xe đi tới trước cửa của một khách sạn xa hoa thì dừng lại. Hoàng Thiên, mau vào đi, anh Vũ Thanh, anh cũng cùng vào trong đi. Lương Thiên Vũ rất ân cần mời Hoàng Thiên và Vũ Thanh vào bên trong. Cậu Lương à, tôi chỉ là một người làm của nhà họ Hoàng mà thôi, cậu không cần phải khách khí với tôi như vậy. Vũ Thanh cười ảm đạm, anh và Hoàng Thiên đều có cảm giác giống nhau, đều cảm thấy được tên Lương Thiên Vũ này có điểm bất thường. Lương Thiên Vũ nghe xong lời này liền phá lên cười ha ha, nói với Vũ Thanh, anh Vũ Thanh, ở đây chúng ta chỉ nói đến tình nghĩa anh em, không nói chuyện thân phận. Vũ Thanh cười cười coi như mình chưa hề nói điều gì, kỳ thật nếu luận thân phận mà nói, Vũ Thanh hiện tại cũng coi như là người có thân phận rất tôn quý, thân phận có chút đặc biệt như Vũ Thanh và Lương Thiên Vũ, thật sự rất khó đem ra so sánh. Sau khi tiến vào khách sạn, Lương Thiên Vũ đi trước dẫn đường, ba người cùng nhau tiến vào đại sảnh của bữa tiệc. Tiệc tối đang diễn ra, xa hoa truy lạc, rất nhiều các công tử cùng các thiên kim đại tiểu thư nhà giàu đang ở trên sàn nhảy vui chơi. Mấy năm nay, Hà Nội cũng có không ít nhà giàu mới lên, nhưng phần lớn trong số đó Hoàng Thiên không hề có ấn tượng gì cả. Yo, đây không phải là anh Hoàng Thiên sao? Tôi cũng không dám tin vào mắt mình nữa rồi. Đúng lúc này, một cô cao gầy đích cầm theo ly rượu vang đỏ đi đến gần Hoàng Thiên, không ngừng đánh giá Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không nhớ ra có quen cô gái này, chỉ cảm thấy cô ta có chút quen mặt. Ha ha, Ngọc Lan à, em có còn nhận ra anh Hoàng Thiên không đó? Lương Thiên Vũ cười hỏi Lương Ngọc Lan. Anh này, anh nói gì vậy chứ, anh Hoàng Thiên đẹp trai như vậy, người ta còn có thể không nhận ra hay sao? Lương Ngọc Lan cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, toàn thân đều như đang phóng điện. Hoàng Thiên rốt cục cũng nhớ ra, cô gái trước mặt này là em gái ruột của Lương Thiên Vũ. Lương Ngọc Lan, là bông hoa nổi tiếng nhất ở Hà Nội. Đối với những ký ức về Lương Ngọc Lan này, nó đã dừng lại ở năm Hoàng Thiên mới mười mấy tuổi, khi đó Lương Ngọc Lan vẫn chưa xinh đẹp như thế này. Thật sự là không thể tưởng tượng được, đã 10 năm trôi qua, Lương Ngọc Lan đã trưởng thành và trở nên quyến rũ mê người như vậy rồi. Anh Hoàng Thiên, xin chào, em nghe anh trai em nói anh mới từ bên ngoài trở về Hà Nội. Lương Ngọc Lan đưa tay hướng về phía Hoàng Thiên. Muốn cùng với Hoàng Thiên bắt tay. Hoàng Thiên cũng chỉ đành cư xử theo phép lịch sự, đưa tay ra bắt tay với Lương Ngọc Lan, nhưng ngay khi cái bắt tay kết thúc, Lương Ngọc Lan lại cố ý sờ sờ tay của Hoàng Thiên một chút, cũng không biết có phải là do cô T.S. cố ý hay không nữa. Hoàng Thiên đương nhiên cảm nhận được bầu không khí dị thường này, ngẩng lên nhìn lại mặt của Lương Ngọc Lan, chỉ thấy Lương Ngọc Lan đang nhìn Hoàng Thiên với một ánh mắt đầy quyến rũ, trong ánh mắt của cô chứa đầy tình ý. Hoàng Thiên thực sự không thể chịu nổi cảnh như vậy nữa, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không phải rất thân quen, về điểm này Lương Ngọc Lan cũng đã quá lỗ mãng rồi. Vũ Thanh đứng ở bên cạnh Hoàng Thiên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng những biểu cảm của Lương Ngọc Lan, toàn bộ đều đã bị Vũ Thanh thu hết vào trong mắt. Đối với Vũ Thanh mà nói, có loại người gì mà anh còn chưa từng gặp qua chứ? Lúc này trong lòng anh đã có sự cân nhắc, đêm nay... Chỉ sợ không chỉ đơn giản là một bữa tiệc đón gió tẩy chân bình thường cho Hoàng Thiên nha, cũng không biết hai anh em Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan kia rốt cuộc là đang muốn làm cái gì đây. Lương Thiên Vũ lúc này lại giới thiệu cho Hoàng Thiên thêm vài người bạn nữa, Hoàng Thiên đối những người này cũng chẳng hề có ấn tượng nào cả, cho nên cũng chỉ tùy tiện ứng phó cho có mà thôi. Em gái, em ở đây cùng anh Hoàng Thiên nói chuyện một lúc, anh đi một chút rồi trở lại. Lương Thiên Vũ nói với Lương Ngọc Lan. Nhìn vào dáng vẻ của Lương Ngọc Lan có thể thấy có vẻ cô rất có hứng thú với Hoàng Thiên, lúc này cô liền quay ra với Lương Thiên Vũ gật gật đầu nói, hi hi, em biết rồi ạ, em nhất định sẽ cùng anh Hoàng Thiên nói chuyện vui vẻ. Thiên Vũ cười cười rồi xoay người rời khỏi phòng tiệc. Hoàng Thiên thấy vậy liền chau mày, Lương Thiên Vũ này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy, anh ta lôi lôi kéo kéo bằng được anh tới tham gia bữa tiệc tối này, vừa tới được một lúc liền phủi mông rời đi. Còn đem em gái anh ta đẩy tới chỗ anh ta rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Anh Hoàng Thiên, anh trai em lát nữa sẽ trở lại ngay, em với anh cùng nhau uống rượu đi. Lương Ngọc Lan vừa cười vừa nói chuyện với Hoàng Thiên, sau đó vẫy tay với người bồi bàn ở bên cạnh, ý bảo anh ta đi rót rượu. Rất nhanh, người bồi bàn đã bưng rượu tới, Lương Ngọc Lan tự mình giúp Hoàng Thiên rót đầy ly rượu, sau đó đưa nó cho Hoàng Thiên. Nhìn Lương Ngọc Lan với dáng vẻ dụ dỗ như vậy, Hoàng Thiên trong lòng thực sự không biết phải nói gì. Xem tình hình này, Lương Ngọc Lan là đang muốn quyến rũ anh, nhưng làm như vậy không phải là tốn công vô ích hay sao? Dù sao Hoàng Thiên anh cũng là một người đã có vợ rồi đó, hơn nữa anh cũng vô cùng yêu vợ của mình là Lâm Ngọc An, như vậy làm sao có thể bị Lương Ngọc Lan câu dẫn được chứ? Trong lòng đã có suy nghĩ này, cho nên Hoàng Thiên ngoài mặt cũng không biết lộ bất cứ biểu cảm gì. Anh cũng muốn xem rốt cuộc Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan có mưu đồ gì. Vũ Thanh chỉ uống một chút rượu nên vẫn còn vô cùng tỉnh táo, với kinh nghiệm của anh ta, tất nhiên là đã sớm đã nhìn ra Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan có âm mưu từ trước. Nhưng cũng vào đúng lúc này, ở trong một góc tối khác đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong căn phòng, là Lương Thiên Vũ đang dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Ngồi bên cạnh Lương Thiên Vũ còn có một người đàn ông trung niên. Vị trí mà hai người bọn họ ngồi là một nơi tối tăm mà ánh đèn không thể chiếu tới. Người đàn ông trung niên kia không ai khác chính là em trai của Tiêu Đông Mai, ông ta tên Tiêu Tử Phong. Lúc này trên mặt Tiêu Tử Phong vẫn còn có vết thương, cứ từng người một đi qua hút thuốc, ông ta sắp bị làm cho tức chết rồi. Một đôi mắt tàn ác đang nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, Tiêu Tử Phong thực sự hận không thể lập tức đem Hoàng Thiên đánh cho tàn phế. Thiên Vũ à, rất cảm ơn cháu. Đêm nay nếu như mọi chuyện có thể thuận lợi thành công, chú nhất định sẽ tạ ơn cháu thật tử tế. Tiêu Tử Phong hạ giọng nói với Lương Thiên Vũ. Lương Thiên Vũ nghe xong nở nụ cười xấu xa, nói với Thiên Phong, chú Tử Phong, chú cứ yên tâm đi, chúng ta đều đã là bạn bè quen biết nhiều năm, chú không cần phải khách khí với cháu như vậy. Tên Hoàng Thiên này thật là không biết trời cao đất rộng là gì, còn cho rằng chỉ cần về tới nhà họ Hoàng là sẽ không có ai dám động đến anh ta nữa à? Hừ! Dám đánh Tiêu Tử Phong chú sẽ khiến cho nó trở thành một đứa tàn phế. Tiêu Tử Phong đầy một bụng oán khí hừ lạnh nói. Yên tâm đi chú Tử Phong, việc của chú, cháu chắc chắn sẽ giúp đỡ tận tình. Ha ha, hiện tại em gái cháu chính là bạn gái của cậu chủ Hạo, cháu cũng đã hẹn cậu chủ Hạo tới bữa tiệc hôm nay rồi. Nếu anh ta mà nhìn Hoàng Thiên đang bám lấy em gái cháu, anh ta còn không lao tới giết Hoàng Thiên hay sao? Lương Thiên Vũ đắc ý nói. Anh ta cảm thấy cái chiêu mượn đao giết người này, bản thân anh ta đã làm vô cùng tốt. Ở Hà Nội này, các cậu chủ con nhà quyền quý phải nói rằng có rất nhiều, Lương Thiên Vũ cũng là một trong số đó. Ngoại trừ nhà họ Hoàng gia, thì nhà họ Phan cũng được xem như là dòng họ có thực lực nhất đất Hà Nội này rồi, mà vị cậu chủ Hạo trong miệng của Lương Thiên Vũ không ai khác chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Phan, Phan Hạo. Tiêu Tử Phong bị Hoàng Thiên làm thành ra dáng vẻ như ngày hôm nay. Trong bụng ngấm ngầm toàn là lửa giận, cho nên ông ta mới tìm tới Lương Thiên Vũ, muốn mượn sức của Lương Thiên Vũ giúp ông ta trừng trị Hoàng Thiên. Tên Lương Thiên Vũ này cũng là một kẻ xấu xa khốn nạn, anh ta và Hoàng Thiên dù sao cũng là bạn từ nhỏ của nhau, nhưng bây giờ đến khi cả hai trưởng thành rồi, Lương Thiên Vũ đối với Hoàng Thiên dù là một chút tình nghĩa cũng không còn, thậm chí, Lương Thiên Vũ còn cảm thấy Hoàng Thiên rất chướng mắt nữa. Có Hoàng Thiên ở trên đất Hà Nội này, Lương Thiên Vũ căn bản là không được coi là cái gì, tên nhóc này làm vậy cũng là do xuất phát từ lòng ghen tị, hơn nữa lại thêm Tiêu Tử Phong hứa hẹn sẽ tặng cho Lương Thiên Vũ một món đồ cổ có giá trị cao, cho nên Lương Thiên Vũ mới đồng ý, quyết định ra tay với Hoàng Thiên. Lương Ngọc Lan cũng đã bị Lương Thiên Vũ thuyết phục từ sớm rồi, mục đích đêm nay của cô ta chính là muốn quyến rũ Hoàng Thiên, vì cô ta cảm thấy sẽ không có bất kỳ người đàn ông nào có thể không động lòng trước cô ta. Tiêu Tử Phong nghe được Lương Thiên Vũ nói như vậy, ông ta cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Nhưng ông ta vẫn có chút lo lắng, bởi vì ông ta đã nhìn thấy, hôm nay Vũ Thanh và Hoàng Thiên đã cùng nhau đến đây. Lương Thiên Vũ à, Phan Hạo quả thực rất lợi hại, việc trừng trị tên Hoàng Thiên kia chắc sẽ không thành vấn đề. Nhưng còn tên Vũ Thanh đi bên cạnh Hoàng Thiên, Phan Hạo có thể xử lý được cả tên Vũ Thanh đó không? Tiêu Tử Phong thực sự cảm thấy lo lắng rất mà hỏi Lương Thiên Vũ. Lương Thiên Vũ nghe xong thì phá lên cười, nói với Tiêu Tử Phong, chú Tử Phong, không phải chú từng nói với cháu rồi à, rằng tên Vũ Thanh kia cũng đã đắc tội với chú, anh ta bây giờ cũng ở đây không phải là rất tốt hay sao? Hãy để cho vị em rể tương lai kia của cháu đem cả anh ta và Hoàng Thiên đi trừng trị một thể luôn đi. Tốt thì có tốt đó,
nhưng mà tên Vũ Thanh kia rất khó đối phó, chú chỉ sợ Phan Hạo không làm gì được Vũ Thanh. Tiêu Tử Phong rất lúng túng nói. Lương Thiên Vũ nghe xong lại cười ha hả một trận đắc ý, hướng Tiêu Tử Phong nói, chú cứ yên tâm đi, Phan Hạo có năng lực như thế nào? Cháu là người hiểu rất rõ. Vậy thì được rồi, hy vọng đừng xảy ra sự cố gì, chú muốn tên Hoàng Thiên đó từ nay về sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Còn muốn nó phải quỳ gối trước mặt chú xin tha tội nữa. Tiêu Tử Phong nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Lương Thiên Vũ nghe xong chỉ mỉm cười, tuy rằng anh ta không nói thêm điều gì, nhưng trong lòng thì lại vô cùng đắc ý. Hoàng Thiên nếu như bị tàn phế, hơn nữa, lại còn quỳ gối trước mặt Tiêu Tử Phong nhận lỗi, vậy thì những ngày tháng sau này của Hoàng Thiên ở Hà Nội còn có thể ngẩng cao mặt mà sống tiếp được nữa hay sao? Cho đến khi ấy, Phan Hạp chính là cậu chủ lớn nhất ở cái thành phố Hà Nội này rồi, mà Lương Thiên Vũ sẽ là người đứng thứ hai. Nghĩ đến đây, Lương Thiên Vũ trong lòng vô cùng đắc ý, cùng Tiêu Tử Phong trốn ở một góc nhìn chằm chằm Hoàng Thiên ở trong bữa tiệc. Lúc này Lương Ngọc Lan đang quyến rũ Hoàng Thiên, cô ta thực sự cảm thấy rất buồn bực, bản thân xinh đẹp như vậy, tại sao cô ta dù có làm cách nào cũng không thể quyến rũ được Hoàng Thiên chứ? Nhìn sắc mặt của Hoàng Thiên giờ phút này đây, giống như không hề bị cô làm cho lay động một chút nào vậy, điều này thật đúng là vô cùng kỳ lạ. Trong lòng Lương Ngọc Lan cảm thấy rất buồn bực. Lần đầu tiên trong đời cô gặp một người đàn ông không thèm để ý đến cô ta, cô A vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng chính vì điều này đã làm khơi lại dã tâm muốn chinh phục của Lương Ngọc Lan, vậy nên cô ta quyết tâm phải quyến rũ Hoàng Thiên cho bằng được. Anh Hoàng Thiên, mau mau lại đây nào, chúng ta cùng nhau uống một chén. Lương Ngọc Lan vừa nói với Hoàng Thiên vừa dựa sát vào người anh, làm ra dáng vẻ như đã bị men say vây lấy. Một luồng hương thơm bay vào mũi của Hoàng Thiên. Khỏi phải nói, Lương Ngọc Lan lúc này thật sự là vô cùng quyến rũ. Hoàng Thiên cũng là một người đàn ông bình thường, đương nhiên cũng sẽ có lúc động lòng, nhưng cuối cùng thì anh cũng có thể kiềm chế chúng lại được. Chuyện như vậy xảy ra tất có điều bất thường, Lương Ngọc Lan lại chủ động đưa đến tận cửa như vậy, Hoàng Thiên cảm giác được cô ta nhất định là có ý đồ gì đó. Còn uống nữa cô sẽ say đó. Hoàng Thiên thản nhiên cười, nhẹ nhàng đẩy Lương Ngọc Lan ra. Lương Ngọc Lan lại giống như yêu tinh bám người, lại tựa sát hơn vào Hoàng Thiên, dáng vẻ đã say nói, em chưa có say đâu, anh Hoàng Thiên, nếu như anh cảm thấy uống như vậy không có hứng thú, vậy chỉ bằng uống với em một ly rượu dao bôi, thế nào? Uống rượu dao bôi? Uống cái đầu nhà cô ấy, uống gì mà uống? Hoàng Thiên thực sự cảm thấy không thể chịu nổi người phụ nữ này nữa, uống rượu dao bôi là việc có thể uống bừa bãi hay sao? Phải có quan hệ như thế nào mới có thể cùng nhau uống rượu dao bôi chứ? Cô say rồi, qua bên kia ngồi nghỉ một lúc đi. Hoàng Thiên chỉ vào một chỗ ngồi ở cách đó không xa, nói với Lương Ngọc Lan. Thật ra Lương Ngọc Lan không hề say, cô ta chỉ là ở trước mặt Hoàng Thiên giả vờ say rượu mà thôi. Thấy Hoàng Thiên sống chết cũng không biết điều đó, Lương Ngọc Lan cũng có chút mất kiên nhẫn. Anh trai Lương Thiên Vũ của cô đã sớm giao nhiệm vụ cho cô rồi. Đó là đêm nay nhất định phải quyến rũ được tên Hoàng Thiên này, sau đó làm cho Phan Hạo khi đến đây sẽ tận mắt chứng kiến Hoàng Thiên thân mật với cô ta. Đang lúc Lương Ngọc Lan tính toán phải làm sao để có thể quyến rũ được Hoàng Thiên đúng lúc Phan Hạo tới thì đột nhiên có một tiếng hét chói tai vang lên từ trong đám người tham gia bữa tiệc. Oa, là cậu chủ Hạo đến. Đúng vậy nha, Phan Hạo cũng đã đến đây rồi, đêm nay thật sự là rất vinh hạnh khi có thể gặp được anh ấy. Cậu Lương Thiên Vũ thật đúng là có mặt mũi. Vậy mà cũng có thể mời được cậu chủ Hạo đến đây. Anh thì biết cái gì chứ, em gái của cậu Lương Thiên Vũ chính là bạn gái của cậu chủ Hạo đấy, anh thử nói xem, cậu Lương Thiên Vũ có thể mời cậu chủ Hạo tới đây được hay không hả? Mọi người cũng sôi nổi tám chuyện hẳn lên, nhìn phong thái nhẹ nhàng đang tiến vào bên trong của Phan Hạo, tất cả mọi người đều cảm thấy kích động. Cũng khó trách bọn họ họ lại có biểu hiện như vậy, mấy năm nay Hoàng Thiên không ở Hà Nội, Phan Hạo chính là người nổi bật nhất. Có thể nói là người nổi bật nhất ở thành phố Hà Nội này. Những người có thể cùng Phan Hạo kết giao, chỉ sợ không phải chỉ là ăn uống chơi bời, mà đều sẽ có thứ để khoe khoang với mấy người trong vòng bạn bè của mình. Phan Hạo cũng đã sớm quen với việc được mọi người tung hô như thế này rồi, cho nên anh ta ngoài mặt luôn mang theo ý cười, vừa tiến vào liền lập tức lướt tìm bóng dáng của Lương Ngọc Lan. Lương Ngọc Lan dáng người rất quyến rũ, lại vô cùng xinh đẹp, gia cảnh thì tốt. Phan Hạo vô cùng vừa ý với Lương Ngọc Lan. Lương Ngọc Lan vừa thấy Phan Hạo đã đến đây thì lập tức dính sát lên người Hoàng Thiên, nhìn vào sẽ thấy cô ta và Hoàng Thiên vô cùng thân mật.
Hoàng Thiên cũng nghe rõ những lời bàn luận của đám người khi nấy, khi ấy mới biết thì ra Lương Ngọc Lan lại là bạn gái của Phan Hạo. Đối với người tên Phan Hạo này, Hoàng Thiên đúng là có chút ấn tượng, chỉ là Hoàng Thiên không ngờ rằng Lương Ngọc Lan rõ ràng đã biết chuyện Phan Hạo đã đến đây rồi mà vẫn một mực dính lấy anh không rời. Ngay lập tức, Hoàng Thiên đã hoàn toàn hiểu được mọi chuyện, Lương Ngọc Lan đang cố ý làm như vậy. Lúc này Phan Hạo cũng đã nhìn thấy Lương Ngọc Lan, khi anh ta nhìn Hoàng Thiên với Lương Ngọc Lan đang dán sát người lại cùng nhau, sắc mặt anh ta lập tức lạnh đi. Đổi lại là ai đi chăng nữa, nhìn thấy bạn gái cùng người đàn ông khác thân mật như thế thì cũng đều sẽ cảm thấy khó chịu. Chứ đừng nói đến một người có thân phận như Phan Hạo, người như anh ta sao có thể chịu được những chuyện như thế này chứ? Ngay lập tức, Phan Hạo chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình như có cả một thảo nguyên xanh mát, đến cả mặt cũng xanh cả rồi. Chết tiệt, tên nhóc kia là ai? Lại dám có ý định với bạn gái của anh ta đang chê bản thân đã sống quá lâu rồi sao? Phan Hạo hung dữ trợn mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, đã là lửa giận thì không gì có thể ngăn cản. Lương Thiên Vũ cùng Tiêu Tử Phong ngồi ở góc khuất, hai người bọn họ đều nhìn rõ một màn này, trong lòng của hai người bọn họ đều là vui tới nở hoa luôn rồi. Với tính cách của Phan Hạo, Hoàng Thiên đêm nay khẳng định là gặp xui xẻo lớn rồi, cái này người ta gọi là mượn đao giết người. Quả nhiên, Phan Hạo đã bước từng bước lớn đi nhanh về phía của Hoàng Thiên. Lương Ngọc Lan vừa thấy mục đích của mình đã đạt được, lúc này liền nhanh chóng nhích ra, giữ khoảng cách với Hoàng Thiên. Anh yêu, anh đã tới rồi đó sao? Lương Ngọc Lan đắm đuối nhìn Phan Hạo, giang tay ra muốn có một cái ôm. Phan Hạo không hề tới ôm Lương Ngọc Lan, sắc mặt của anh ta lúc này vô cùng khó coi. Lan à, anh ta là ai vậy? Phan Hạo quay người xem thường nhìn Hoàng Thiên, ánh mắt anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Lương Ngọc Lan biết lửa đã thực sự cháy lên rồi, nhưng mà lửa này cháy vẫn chưa đủ lớn, cô ta vẫn muốn thêm dầu vào lửa, để cho lửa này của Phan Hạo cháy lớn hơn nữa. Ha 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 ha, người này chính là anh Hoàng Thiên. Lương Ngọc Lan cười khanh khách nói. Anh Hoàng Thiên ở đâu ra vậy? Vừa rồi anh thấy hai người hình như còn ngồi rất sát nhau nữa. Phan Hạo híp híp mắt hỏi Lương Ngọc Lan. Ha ha, anh đừng hiểu lầm nha. Em với anh Hoàng Thiên không hề có chuyện gì cả, anh không cần phải ghen đâu. Lương Ngọc Lan vừa cười xuề xòa vừa nói. Phan Hạo nghe được những lời này, lại càng thêm hoài nghi. Loại chuyện này chính càng giải thích sẽ càng thêm đáng nghi, Lương Ngọc Lan càng nói như vậy, Phan Hạo lại càng cảm thấy được giữa bọn họ quả thực có vấn đề. Tên kia, anh là người ở đâu đến đây? Sao lại có thể quen biết Ngọc Lan nhà tôi? Phan Hạo ôm Lương Ngọc Lan vào lòng. Giống như đang công khai đánh dấu quyền sở hữu, lạnh lùng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lúc này đã hiểu được đại khái cả câu chuyện, anh biết Lương Thiên Vũ cùng Lương Ngọc Lan đang tính kế anh hiện tại chỉ đang thắc mắc tại sao hai anh em bọn họ lại làm vậy với anh mà thôi. Đây chắc hẳn là cậu Hạo rồi, cậu không quen tôi sao? Hoàng Thiên chỉ lạnh lùng cười, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh hỏi Phan Hạo. Phan Hạo ngây người, anh ta chính xác là không nhận ra Hoàng Thiên. Hơn nữa anh A cũng cảm thấy nghi hoặc, ở cả cái thành phố Hà Nội này, không có người trẻ tuổi nào lại có thể giống như Hoàng Thiên, dám không để anh vào trong mắt. Không sai, Hoàng Thiên đúng là không đem tên Phan Hạo này để vào trong mắt, nếu như năm đó Hoàng Thiên vẫn ở lại thành phố Hà Nội này không rời đi, thì hiện tại tên Phan Hạo này làm sao có cửa trở thành cậu chủ lớn nhất của thành phố này. Tên nhóc nhà anh rốt cuộc là ai? Phan Hạo mất bình tĩnh hỏi Hoàng Thiên. Anh yêu à? Người này chính là anh Hoàng Thiên mà, cậu chủ của nhà họ Hoàng, Hoàng Thiên. Lương Ngọc Lan ở một bên lên tiếng giới thiệu. Phan Hạo vừa nghe được lời này, sắc mặt nhất thời thay đổi,